Quan thần, hạ tưởng. Tập 151. Chủ nhiệm khu dân cư sẽ bị xử tội chết là kết cục không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng một loạt phản ứng dây chuyền do y gây ra, mới là hướng đi theo sau của sự việc mà nhân vật chính trị quan tâm nhất. Chánh văn phòng bị miễn chức ngay tại chỗ, liên lụy đến chủ tịch quận, bí thư quận ủy, sau đó là phó thị trưởng, phó bí thư, cuối cùng thanh thế càng ngày càng lớn, rốt cục lan đến thị trưởng và bí thư thành ủy. Thị trưởng và bí thư thành ủy hướng tỉnh ủy làm văn bản kiểm điểm và chủ động đề nghị tỉnh ủy xử phạt. Đều tưởng rằng thị trưởng và bí thư thành ủy đều đã làm ra thái độ, tỉnh ủy nhất định sẽ thuận thế áp chế, sự tình sẽ không giải quyết được gì, chính trị, chính là nghệ thuật ba phải. Nhưng làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ đến đó là, cuối cùng quyết định của tỉnh ủy lại là thị trưởng ngay tại chỗ miễn chức, bí thư thành ủy điều đến nhận chức ở thành phố cấp 3 nghèo nàn. Trận gió lốc trốn quan trường lần thứ hai ở tỉnh Cát Giang, gió nổi mây ùn, làm cho vô số người trong lòng rùng mình, rốt cuộc đã nhấm nháp được thủ đoạn lôi đình của Tống Chiêu Độ, và có lẽ còn có lửa giận ngút trời. Sau đó, nhân vật số 1, số 2 của ba thành phố cấp 3 trong tỉnh Cát Giang liền tiến hành thay phiên hoặc điều chỉnh, và từ tỉnh ủy phóng ra phong thanh, Cát Giang sắp có một lần điều chỉnh nhân sự quy mô lớn từ trên xuống dưới. Mới có không ít người đột nhiên sự hãi bừng tỉnh. Trong chốc lát nhớ lại năm đó lúc ở tỉnh Yến sự ẩn nhẫn và thủ đoạn của Tống Chiêu Độ, đều trong lòng hàn ý kinh người. Cũng đúng, Tống Chiêu Độ ở Cát Giang ôn hòa quá lâu, thế nên khiến cho rất nhiều người sinh ra ảo giác, tưởng Tống Chiêu Độ tính cách ôn hòa. Thực ra Tống Chiêu Độ chính là một con hổ đang ngủ. Lão hổ không uy phong, bị người khác sai lầm coi là mèo ốm, những quan viên Cát Giang cấp trung tầng trở lên có sự đánh giá sai từ vẻ bề ngoài ấy, sau vài năm Tống Chiêu Độ chấp chính Cát Giang. Vẫn không nhìn ra tình thế để đứng vào đúng đội ngũ, tất phải trả cái giá đau đớn và thê thảm. Cát Giang nằm ở đông bắc nơi lạnh khủng khiếp, tỉnh Tương nằm ở vùng sông nước Giang Nam, cách nhau rất xa, cho dù là nhìn từ vị trí địa lý hay từ bố cục trong nước, đều không liên quan đến nhau. Nhưng gió đông của vùng đông bắc vừa thổi, gió đông của Giang Nam cũng theo đó mà nổi lên. Không giống với Cát Giang tiếng gió từ nhỏ đến lớn, chậm rãi thổi, gió của tỉnh Tương thình lình xảy ra. Hơn nữa vừa thổi liền là gió to che trời phủ đất. Gió to của tỉnh Tương, trực tiếp thổi từ trong tỉnh ủy, hơn nữa vừa thổi đầu tiên đã xuống ngựa một quan lớn cấp sở. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương Trịnh Thịnh, chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong, tại đại hội cán bộ toàn tỉnh, trịnh trọng tuyên bố quyết định của Ủy ban kỷ luật tỉnh, nguyên bí thư tổ đảng Sở Giao thông tỉnh Tương bị lập án điều tra. Ở bên ngoài, bí thư tổ đảng Sở Giao thông tiền nhiệm bị lập án điều tra. Là sự kéo dài sự kiện cầu đường của tỉnh Tương, trên thực tế người biết tình hình trong lòng hiểu rõ, nguyên bí thư tổ đảng rút lui 2 năm không thể an dưỡng tuổi già, thêm nữa lại bị nhắc lại chuyện xưa và lập án điều tra, không phù hợp với quy định bình thường của quan trường. Quy tắc bất thành văn trốn quan trường đó là trừ phi vụ án có tình tiết đặc biệt trọng đại, dân chúng phẫn nộ bất bình, mới có thể đem một cán bộ đã về hưu một lần nữa đưa lên đài chịu thẩm tra. Càng có những tin tức mà người linh thông tin tức theo các mặt thu thập được, sau khi tổng hợp đưa ra kết luận, nguyên bí thư tổ đảng Sở Giao thông là người của phe phản đối. Ngay từ đầu, mọi người không hề đem sự kiện ở tỉnh Tương và gió lốc quan trường ở Cát Giang liên hệ cùng nhau, cho đến khi một chuyện lớn khác của tỉnh Tương phát sinh, mới làm cho không ít người trong lúc hiểu ra không khỏi khiếp sợ. Nguyên bí thư tổ đảng Sở Giao thông bị lập án điều tra chỉ nửa ngày sau. Liền giải thích một lượng lớn sự thật phạm tội và cung cấp một nhân vật càng quan trọng hơn một vị quan cấp cao nào đó ở Bộ Giao thông tiếp tận Bắc Kinh. Ủy ban kỷ luật tỉnh, tỉnh ủy tỉnh Tương gần như không có bất cứ hình thức gì để che đậy, sau khi đầu tiên trực tiếp tung tin ra, mới đem lời khai gửi cho Ủy ban kỷ luật Trung ương, làm cho Ủy ban kỷ luật Trung ương vô cùng bị động và căm tức. Nhưng lại không có cách nào khác bởi vì mọi việc đã huyên náo đến nỗi tất cả mọi người đều biết. Còn có người đem việc xuống ngựa của quan lớn nào đó của Bộ Giao thông và đại án hủ bại của Bộ Đường sắt đánh đồng với nhau, sinh ra vô số liên tưởng. Có điều phía tỉnh Tương vừa không phủ nhận, cũng không giải thích gì thêm, chỉ đem lượng lớn căn cứ chính xác trình lên Ủy ban kỷ luật Trung ương. Ủy ban kỷ luật Trung ương chỉ có thể nhanh chóng áp dụng biện pháp, bắt giam vị quan cao nào đó của Bộ Giao thông để lập án. Mà người cấp cao hơn trong lòng đều biết rõ. Giữa vị quan cao nào đó của Bộ Giao thông và Ngô Hiểu Dương có quan hệ mật thiết mà người khác không biết. Đông Bắc nổi gió, Giang Nam mây di chuyển, từ Bắc tới Nam, một hồi đọ sức không thấy khói thuốc súng, càng ngày càng nghiêm trọng. Liền nhau với tỉnh Tương,
tỉnh Sở dưới sự thống trị của Trần Phong và Mai Thái Bình, những năm gần đây vẫn tận sức cho phát triển kinh tế. So với sự oanh liệt chống tham nhũng của tỉnh Tương, Sướng Hồng ở Sơn Thành và hành động đặc biệt ở Lĩnh Nam, cuộc sống chính trị ở tỉnh Sở dường như quá yên bình, làm cho rất nhiều người quên đi thịnh thế năm đó của tỉnh Sở. Nhưng cho dù là sự vật gì cũng luôn già néo đứt dây, thiên hạ đại thế chính là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ngay cùng lúc tại Cát Giang có gió, tại Giang Nam có mây, tỉnh Sở, cũng đột nhiên trong cuộc sống chính trị yên bình đột nhiên nổi lên xoáy nước. Hơn nữa là vòng xoáy không nhỏ. Vòng xoáy trước tiên bắt đầu từ tỉnh ủy, đột nhiên thổi quét toàn bộ tỉnh. Khác với Cát Giang gió lốc quan trường từ nhỏ đến lớn, tỉnh Tương dung chuyển bất động trốn quan trường từ trên xuống dưới, vòng xoáy của tỉnh Sở, nói một cách chính xác, không phải gió lốc và dung chuyển trốn quan trường, mà là một loại hành động có tính chính sách giống như hành động đặc biệt ở Lĩnh Nam. Hành động mệnh danh là tỉnh Sở khỏe mạnh, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân liên hợp tổ chức hội nghị, đề xuất tư tưởng chỉ đạo toàn dân lành mạnh, hành động cuộc sống lành mạnh, môi trường lành mạnh, kiện thành lành mạnh và sản nghiệp lành mạnh. Tư tưởng chỉ đạo rất lành mạnh, chính sách rất hướng về phía trước, nhưng mỗi một chính sách được thúc đẩy, đều có mục đích chính trị sâu xa. Giải thích từ góc độ của chuyên gia, hành động lành mạnh đang làm cho cuộc sống lành mạnh của nhân dân toàn tỉnh Sở bước lên một bậc thang mới. Giải thích từ góc độ chính trị, mấy quan niệm lành mạnh trước của hành động lành mạnh quả thực căn cứ vào xuất phát điểm của lành mạnh, mà vấn đề sản nghiệp lành mạnh cuối cùng mới là mục đích chính trị của hành động lần này. Sản nghiệp của một số người ở tỉnh Sở, toàn là sản nghiệp ô nhiễm nặng, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm lòng người, vì hạnh phúc của mình bắt đầu tranh đoạt, hy sinh hàng ngàn người khác, đầu tư một bên, làm hại một bên, làm cho toàn tỉnh Sở xuất hiện không ít thôn ung thư và xã mắc bệnh nan y. Sản nghiệp lành mạnh, trực tiếp chỉ sản nghiệp ô nhiễm nặng, trực tiếp chỉ sản nghiệp thân tín và dòng chính của nhân vật đứng phía sau sự kiện Ngô Hiểu Dương. Và có thể dự đoán đó là, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Sở đã hành động nghiêm túc, chắc chắn đem sản nghiệp ô nhiễm nặng đón đầu một kích, hơn nữa còn là đòn chí mạng. Nếu đem toàn bộ sự kiện sâu chuỗi lại, sẽ thấy một hiện tượng rất thú vị, trước Bắc sau Nam, sau đó lại là từ Nam đến Bắc. Trước tiên là Cát Giang nổi gió, sau đó là tỉnh Tương mây di chuyển, sau nữa tỉnh Sở phong thanh, lại sau nữa. Làm không ít người mở rộng tầm mắt chính là Hắc Liêu sấm dậy. Không tồi, chính là tỉnh Hắc Liêu do Tào Vĩnh Quốc chủ quản. Tỉnh Hắc Liêu đẩy rời đi, ba hành động lớn, khai triển hoạt động, năm chấp hành pháp luật về hạt giống, thông qua thực thi ba hành động lớn về thị trường hạt giống vụ xuân, hành động kiểm tra đặc biệt nơi sản xuất hạt giống và hành động đôn đốc và kiểm tra xí nghiệp hạt giống vụ đông, kiên quyết bỏ đi một loạt giống, thanh lý một loạt xí nghiệp, điều tra một loạt vụ án, hoàn thiện một loạt quy tắc chế độ, để tinh lọc thị trường giống. Chỉ nhìn từ bề ngoài, ba hành động lớn của tỉnh Hắc Liêu có vẻ không nhằm vào đâu, nhưng người trong cuộc rõ một điều là cái gọi là thanh lọc thị trường giống, là trực tiếp chỉ cây trồng biến đổi gen mở rộng phát triển khắp nơi của một số người tỉnh Hắc Liêu. Chấm, cùng với gió đông mênh mông cuồn cuộn, gió thổi mây ùn của các nơi, gió đông của Bắc Kinh cũng càng thổi càng to càng mạnh. Bắc Kinh, nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô khách quý chật nhà, náo nhiệt dị thường. Ông cụ nhà họ Ngô tuổi càng cao càng thích yên tĩnh. Những năm gần đây, nhà họ Ngô rất ít khi có khách đến chơi. Từ sau khi Ngô Tài Dương về Bắc Kinh, mặc dù Ngô Tài Dương không cùng sống với ông cụ nhà họ Ngô, nhưng nhà họ Ngô vẫn càng thêm khách đông, làm cho ông cụ nhà họ Ngô không ngại phiền phức. Chỉ vì thân phận đặc biệt của Ngô Tài Dương, quyền cao chức trọng, những người tới thăm hỏi có tâm tư khác nhau đến thăm hỏi mới nối liền không dứt. Sau đó ông cụ nhà họ Ngô hạ lệnh từ chối khách không mời mà đến, không được mở cửa, sau khi kiên quyết một khoảng thời gian, cuối cùng cũng yên tĩnh rất nhiều. Tình huống hôm nay là một lần hội họp rất hiếm có của nhà họ Ngô mấy năm gần đây. Chỉ vì hạ tưởng đến. Việc hạ tưởng đến Bắc Kinh làm cho ba ông cụ nhà họ Ngô, Mai, không một lần nữa tụ họp cùng nhau, cùng ở nhà họ Ngô, cùng bàn bạc đại kế. Không vì cái khác, chỉ vì có một số người quá mức ăn hiếp người khác, đổi trắng thay đen, trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ hạ tưởng thật nhanh, quả thực chính là không coi thế lực gia tộc ra gì. Ba ông cụ còn chưa khôi phục tinh thần sau ảnh hưởng tiêu cực của việc ông cụ nhà họ Phó qua đời, liền bị người khác đem hạ tưởng ức hiếp đến mức ác độc như vậy, các ông cụ đã phẫn nộ. Ba ông cụ giận dữ vô cùng, uy lực không phải là nhỏ. Hôm nay tụ tập đầy đủ ở nhà họ Ngô, một là vì đến sân bay trợ uy cho hạ tưởng,
hai là muốn trước mặt Hạ Tưởng hỏi rõ ràng, lấy sách lược thảo luận để ứng đối. Trạng thái tinh thần của Hạ Tưởng rất tốt, lại khôi phục được sự trấn tĩnh tự nhiên cùng với sự tự tin thản nhiên lúc trước, trước mặt mấy ông cụ, hắn cũng lộ ra tư thái cung kính mà người bề dưới nên có. Phòng khách nhà họ Ngô ngoài ba ông cụ nhà họ Ngô, Mai, Khâu, còn có Ngô Tài Dương và Phó Bá Cử. Phó Bá Cử là đại diện cho nhà họ Phó, cũng tham gia buổi họp đại biểu cho quyền lợi của các gia tộc ngày hôm nay. Hội nghị ngày hôm nay sẽ quyết định lập trường chính thức thế lực gia tộc trên sự kiện của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, khắp nơi nổi gió, gió đông của cậu ở Bắc Kinh, ngoại trừ mấy ông lão chúng tôi, còn có mai phục gì nữa? Ông cụ nhà họ Ngô tay chụp lấy tay vịn sofa, nhàn nhã nói. Không đợi Hạ Tưởng trả lời, ông cụ nhà họ Khâu cũng cười nói. Đại nạn không chết, tất sau này có phúc, Hạ Tưởng, phúc phận của cậu thật không nhỏ. Phúc phận gì, thật sự là nói đùa. So sánh một chút, ông cụ nhà hộ Mai vẫn như cũ tức giận bất bình, hãy còn cả giận nói. Quá đáng, quá đáng quá, có người rõ ràng là muốn ức hiếp chúng tôi, mấy lão già sắp chết, không, rõ ràng là coi chúng tôi đã chết rồi. Lần trước làm ầm ĩ ở cửa nhà họ Phó còn chưa đủ, còn muốn như thế nào mới thỏa mãn. Vốn dĩ trong số mấy ông cụ, cụ nhà họ Mai là ôn hòa nhất, hành sự trầm ổn nhất, hôm nay ông ta lại tức không chịu được, còn tức giận hơn cả ông cụ nhà họ Khâu. Nghĩ ra cũng là ông cụ nhà họ Mai trong ôn hòa cũng có vẻ ngược, sự ra tay không màng đến hậu quả của Ngô Hiểu Dương đối với Hạ Tưởng, cuối cùng đã làm cho ông cụ nhà họ Mai thêm nổi giận. Tuy nhiên liên tưởng đến Tổng Bí Thư cũng vì vậy mà tức giận, ông cụ nhà họ Mai tức giận cũng có thể hiểu được. Kỳ quái chính là, ông cụ nhà họ Ngô không những không tức giận, dường như còn bình thản, làm cho người khác không thể hiểu được nhất là ông cụ nhà họ Khâu, một ông cụ luôn luôn âm u lạnh lẽo, hôm nay lại rạng rỡ hiếm thấy. Hạ Tưởng vẻ mặt thản nhiên nói. Ở Bắc Kinh đáng tiếc cháu không gặp gió đông gì, chỉ có thể dựa vào sự nâng đỡ của mấy cụ. Nhóc tinh quái, không nói thật, không thành thật, đáng đánh. Ông cụ Hà họ Ngô cười mắng một câu. Nếu như cậu không có 10 phần nắm chắc, cậu sẽ đồng ý đến Bắc Kinh sao? Tôi có một lý do để tin, cậu không muốn đến Bắc Kinh, đừng nói là Cốc Xương ra mặt, cho dù là Vương Nhiệm Cửu ra mặt cũng không mời được cậu. Lý do của cậu rất nhiều, hơn nữa còn xảo quyệt đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Ông cũng đừng cứ nâng cao cháu suýt nữa ngay cả cái mạng nhỏ cũng mất. Hạ Tưởng thật không phải không muốn nói rõ, mà là có một số việc trong kế hoạch, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn, có thể sẽ lệch lạc. Vẫn là không nên để mấy ông cụ lo lắng thì tốt hơn, hắn liền nói. Đều đói rồi, còn không cho ăn cơm sao ạ? Ăn cơm, chỉ biết ăn thôi. Ông cụ nhà họ Ngô dẫn đầu cầm lấy đôi đũa. Trời đất bao la, làm đầy bụng là chuyện đại sự. Ông cụ nhà họ Mai lại không có tâm tư ăn uống gì, chỉ ăn một miếng rau liền buông đũa xuống, tò mò hỏi. Hạ Tưởng, Quý Trường Hạnh cũng đi cùng cậu đến Bắc Kinh. Nghe nói gặp mặt Lão Cổ, có phải liên kết quấy nhiễu quân ủy không? Việc giữa Lão Quý và Lão Cổ cháu cũng không rõ lắm. Hạ Tưởng chăm chú suy nghĩ. Lão Quý không nói rõ, cháu cũng không tiện hỏi sự vụ quân sự. Có điều, Lão Quý rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa cháu còn nghe ông ấy nói, ông ấy không những muốn gặp mặt Lão Cổ mà còn muốn nói chuyện với nhà họ Trịnh. Quan hệ giữa nhà họ Trịnh và nhà họ Quý có thể ngược dòng đến thời kỳ đầu kiến quốc, sau đó vẫn kéo dài đến giai đoạn đầu cải cách mới lên mức cao nhất, sau đó vài chục năm cùng hội cùng thuyền, đến tận bây giờ, vẫn như cũ dắt tay cùng tiến. Sau khi chủ nhà họ Trịnh vào năm 97 qua đời, và cũng không có người sau mưu toan giành địa vị cao trong đảng và chính quyền, nhưng lực ảnh hưởng của nhà họ Trịnh trong quân đội vẫn lớn như cũ, không những rất lớn mà còn thâm căn cố đế. Ông cụ nhà họ Mai vừa nghe lời này, rốt cục không hề mặt co mày cáu, mà tươi cười rạng rỡ. Dựa vào lực ảnh hưởng của nhà họ Quý đối với quân đội, nếu liên thủ với Lão Cổ, lại có sự trợ giúp của nhà họ Trịnh, ha ha, sự kiện lĩnh Nam, khẳng định là một chuyện tốt có thể cùng cân nhắc. Ông cụ nhà họ Khâu bỗng nhớ đến cái gì, hỏi. Mộc Phong và Trương Lực làm thế nào? Hạ Tưởng khẽ mỉm cười. Không làm thế nào cả, coi như bom. Hạ Tưởng nhờ Minh Đắc mưu chuyển cho Tổng Bí Thư một câu. Nhà họ Quý lần này đến Bắc Kinh, thân mang sứ mệnh trọng đại, sẽ mời nhà họ Trịnh phối hợp. Lời này vừa đến, Tổng Bí Thư rất bình tĩnh,
lập tức mở hội nghị ủy ban ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, lấy một loạt sự kiện ở lĩnh Nam tiến hành thảo luận chính diện lần đầu tiên. Trong cuộc họp, trước tiên trọng điểm thảo luận việc Trần Hạo Thiên giam giữ gần 20 cán bộ quân khu Dương Thành, về phần xung đột giữa Hạ Tưởng và Ngô Hiểu Dương, và việc Ngô Hiểu Dương bị đâm, chỉ nhắc qua một chút, và không đi sâu thảo luận. Sau khi kết quả điều tra tạm gác lại quân ủy chính thức công bố, trước tiên do quân ủy ra công bố ý kiến sơ bộ, rồi giao cho hội nghị thường vụ thảo luận quyết định. Cố ý bỏ qua sự việc Ngô Hiểu Dương bị đâm, cũng là phục bút mà Tổng Bí Thư cố ý. Nhưng trong hội nghị lại có người cố tình mượn gió bẻ măng, nhất định đòi thảo luận vấn đề Ngô Hiểu Dương bị đâm trước, và cho việc này có liên quan đến ý đồ can thiệp đến việc quân đội của Hạ Tưởng, có ý muốn đưa Hạ Tưởng vào chỗ chết. Thủ tướng tại chỗ phản bác nói, Hạ Tưởng can thiệp đến sự vụ quân đội, lời này nói trong nội bộ cũng được rồi, truyền ra ngoài sẽ làm cho mọi người nghi ngờ chế độ của chúng ta có vấn đề. Hạ Tưởng, một phó bí thư tỉnh ủy, có quyền gì mà can thiệp vào sự vụ quân đội? Không thể nói mồm, cậu ta có thể cho các thiếu tướng, trung tướng trong quân đội cái gì mới có thể làm cho bọn họ nghe lời cậu ta? Nếu Hạ Tưởng can thiệp vào sự vụ quân đội, vậy thì mấy chục quan quân dẫn các sĩ binh bao vây bệnh viện địa phương, muốn hỏi tội phó bí thư tỉnh ủy, vậy tôi muốn hỏi một chút, ai cho quan quân quyền hỏi tội cán bộ địa phương? Thủ tướng càng nói càng kích động, bởi vì là hội nghị nội bộ, không lên tin tức. Trên đầu liền lộ ra màu sắc hoa dâm vốn có, cái đầu hoa dâm hơi hơi rung biểu hiện ra một mặt chân tình của thủ tướng. Tôi không phải biện hộ thay cho Hạ Tưởng, tôi chỉ đang trần thuật một sự thật. Mọi người cũng biết rõ, giữa Hạ Tưởng và tôi cũng từng có mâu thuẫn, lời tôi nói hôm nay, xử lý sự việc chứ không xử lý con người. Tôi chỉ muốn tỏ rõ thái độ, bộ phận quan quân của quân khu Dương Thành không coi kỷ luật đảng và quốc pháp ra gì, tụ tập gây rối, uy hiếp sự an toàn bản thân của lãnh đạo tỉnh ủy và lãnh đạo trung ương, phải nghiêm trị. Lời nói của Thủ tướng, tương đương với vì sự kiện gây rối bệnh viện quan quân đưa ra quyết định. Hội nghị tổng cộng 9 người, không khí lại cực kỳ ngưng trọng, mặc dù việc Ngô Hiểu Dương bị đâm vẫn chưa định tính, nhưng đối với việc Ngô Hiểu Dương bị đâm rồi dẫn đến việc rằng có kiên định giữa quân khu Dương Thành và tỉnh ủy lĩnh Nam, sẽ ảnh hưởng đến đại cục chính trị trong nước. Cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tính quyết định của sự kiện của Ngô Hiểu Dương, vì vậy, bắt đầu bước đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Trải qua sự thảo luận kịch liệt, cuối cùng sau lời nói có tính tổng kết của Tổng Bí Thư, hội nghị thường vụ tiến vào giai đoạn biểu quyết. Khác với biểu quyết ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy đó là, biểu quyết ở hội nghị ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, không tồn tại một phiếu quyền phủ định, cũng không có phương thức Tổng Bí Thư trước tiên không tỏ rõ thái độ mà đợi mọi người bày tỏ thái độ xong mới nói rõ quan điểm của mình, mà là trực tiếp giơ tay biểu quyết. Tổng Bí Thư là người đầu tiên giơ tay lên. Đồng chí Trần Hạo Thiên giữ gìn quyền uy của Trung ương Đảng, việc giam giữ quan quân xử lý một cách rất chu đáo, lập trường rõ ràng, cá nhân tôi rất đồng ý với cách làm của đồng chí Trần Hạo Thiên. Tổng Bí Thư đồng ý, tương đương là bỏ một phiếu tán thành đầu tiên cho Trần Hạo Thiên, là ủng hộ việc Trần Hạo Thiên ra lệnh giết chết hai gã quan quân. Chủ tịch Quốc hội hơi chần chừ, không giơ tay. Cán bộ địa phương giam giữ quan quân, đối với lòng quân đả kích rất lớn, phản ứng trong quân đội rất mãnh liệt. Tôi bảo lưu ý kiến. Thủ tướng giơ tay nói. Lập trường của tỉnh ủy lĩnh Nam trong chuyện này, khách quan, công chính, xử lý toàn bộ sự kiện, kịp thời, chính xác, những hành động của đồng chí Hạo Thiên đã bảo vệ quyền uy của tỉnh ủy lĩnh Nam, đáng để khẳng định. 21. Sau đó, mấy vị đầu sỏ đều bày tỏ thái độ, cuối cùng dựa vào kết quả 63, đối với hành động của Trần Hạo Thiên đưa ra khẳng định, đối với việc gây rối bức cung của quan quân quân khu. Coi là quần chúng làm loạn. Nếu nói việc trên sân bay là thắng lợi nhỏ đầu tiên, vậy thì tại hội nghị ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương do Tổng Bí Thư chủ trì, sự khẳng định đối với Trần Hạo Thiên là lần đại thắng đầu tiên, vì quân khu đối với việc điều tra chứng cứ và quyết định cuối cùng sự kiện Ngô Hiểu Dương, mang lại áp lực chính diện không nhỏ. Gió đông ở Bắc Kinh, giữa lúc mênh mông cuồn cuộn, ngày càng mạnh hơn. Bên trong nhà của lão cổ, cảnh xuân tươi đẹp, tiếng cười tràn đầy. Hứa Quan Hoa ngồi xuống, thái độ kính cẩn nhìn về phía lão cổ, lão quý và lão Trịnh đang ngồi. Không tồi, lão Trịnh và lão quý gần như cùng lúc đến nhà lão cổ, cả ba người ở trong quân đội đều có lực ảnh hưởng lớn hoặc rõ hoặc ngầm, nếu như là lúc trước muốn ngồi cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Nhưng hôm nay, bởi vì sự thúc đẩy của sự kiện Hạ Tưởng, bởi vì Quý Trường Hạnh đến Bắc Kinh,
cuối cùng thúc đẩy một lần ba phương hội đàm trước nay chưa từng có. Lại thêm hội đàm của ba ông cụ nhà họ Ngô, nhà họ Mai, nhà họ Khâu, hai nơi ba phương hội đàm, một nơi quay xung quanh vận mệnh của Hạ Tưởng, một nơi quay xung quanh vận mệnh của Hứa Quan Hoa, sáu ông cụ, hai người trẻ tuổi, một trận biến cố khác thường ở lĩnh Nam, cuối cùng đem đến Bắc Kinh, dưới sự không ngừng thúc đẩy của các bên, sẽ biến thành một vở kịch kinh hồn động phách như thế nào. Trận gió đông thứ hai sắp nổi lên. Nếu nhất định phải đem những gì Hạ Tưởng đã trải qua dựa theo biên niên sử của nhà sử học để phân chia, thì năm nay là năm có ý nghĩa kỷ niệm trọng đại nhất trong đời Hạ Tưởng. Không chỉ vì Hạ Tưởng một bước từ tỉnh Tề tiến vào lĩnh Nam, tầm mắt bỗng chốc ngồi ở Nam Cương mà nhìn về phía Bắc, còn bởi vì lĩnh Nam trời càng cao, biển càng xanh, gió mây càng kích động. Tuy nhiên các nhà sử học đời sau đối với một vài sự kiện bí ẩn tại một thời kỳ nào đó trong lịch sử của Hạ Tưởng, từ đầu chí cuối không tiếp xúc đến ngọn nguồn chân tướng, chỉ dựa vào suy đoán để phán đoán hàng loạt nội tình lúc đó, kết luận đưa ra không những rất bất công, thậm chí còn chống đánh xuôi kèn thổi ngược với sự thật. Làm cho nhà sử học đau đầu nhất chính là cho dù nghiên cứu thế nào, đều suy xét không ra việc Hạ Tưởng sau sự kiện của Ngô Hiểu Dương, lại nhất định phải đến Bắc Kinh gặp trực tiếp quân ủy, đó chẳng phải là hành động tự chui đầu vào lưới hay sao? Nếu vào quân ủy, chẳng lẽ trong quá trình quân đội chủ trì điều tra lấy chứng cứ, còn có thể được đối đãi công bằng? Tại sao không ở Dương Thành, chỉ để Hứa Quan Hoa và Mộc Phong vào Bắc Kinh là được, tin rằng mọi việc có thể giải quyết viên mãn như vậy? Cho dù sau đó sự kiện phát triển ra ngoài sự dự đoán của nhà sử học, biến cố có thể làm cho nhà sử học viết lịch sử cũng cảm thấy bất ngờ, hẳn là phạm trù vượt qua bình thường, mọi việc đều có quy luật tuần hoàn đại khái, nhưng phương hướng phát triển sự tình sau khi Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, hoàn toàn không thể theo lẽ thường mà suy đoán, nhưng các nhà sử học đều nhận định, sau lưng việc Hạ Tưởng vào Bắc Kinh, là căn cứ vào suy nghĩ gì, dĩ nhiên không thể giáp mặt hỏi hắn một cách rõ ràng. Nhưng theo kết quả cuối cùng của sự việc để phân tích, thu hoạch hẳn là vượt qua mong muốn của Hạ Tưởng. Hoặc nếu đẩy rộng ra, Hạ Tưởng, một phó bí thư tỉnh ủy, sau khi đã trải qua việc ở tỉnh Tương bị quân đội đuổi giết, ở lĩnh Nam bị quân đội ám sát hai lần và đọ sức với quân đội, cuối cùng thành công, một chân rảo bước đến cửa chính của sự vụ quân đội. Đương nhiên, làm người đương sự như Hạ Tưởng, vào lúc đó, hắn tuyệt đối không thừa nhận hắn có dã tâm mưu đồ nhúng tay vào việc quân đội. Hạ Tưởng sau khi hội nghị của nhà họ Ngô kết thúc, lại nói chuyện riêng với Ngô Tài Dương, sau đó đêm đã khuya, hắn trở về phòng của mình ở trên lầu, lại không có tâm trạng nào mà ngủ. Không ngủ được không phải vì hưng phấn, mà bởi vì ngủ quá nhiều trên máy bay. Nếu như để cho người đứng phía sau sự kiện Ngô Hiểu Dương biết Hạ Tưởng không những ăn no ngủ kỹ, còn tràn đầy tinh thần chuẩn bị ban đêm lên mạng nói chuyện với mỹ nữ, cũng không biết liệu có tức đến hộc máu không. Thì ra Hạ Tưởng không hề vào Bắc Kinh cùng mặt đối mặt, rằng co với quân ủy trở thành đại sự gì, nhẹ nhàng ứng phó, hơn hẳn nghỉ ngơi. Kỳ thật Hạ Tưởng đối với việc vào Bắc Kinh, thận trọng đối đãi và nghiêm túc bố trí. Tính cách của Hạ Tưởng, chuyện gì cũng phải suy xét toàn diện chu đáo, không dễ dàng mạo hiểm. Đặc biệt chuyện Ngô Hiểu Dương bị đâm là chuyện đại sự, hắn không chỉ tự mình nhẹ nhàng thoát thân, còn cứu được Mộc Phong, Hứa Quan Hoa. Thậm chí còn tìm mọi cách bảo vệ tính mạng cho Trương Lực, và trong thời khắc cuối cùng đánh lại một đòn, đập nát toàn bộ mưu đồ của đối phương. Toàn bộ kế hoạch không chỉ phải áo tiên không thấy vết chỉ khâu, còn phải cẩn thận từng bước. Bởi vì một lần vô ý mặc dù không đến nỗi cả ván đều thua, nhưng cho dù là hy sinh Hứa Quan Hoa, Mộc Phong hay Trương Lực, bất cứ người nào, đều không phải mong muốn của Hạ Tưởng. Điều mà Hạ Tưởng muốn chính là đại thắng không để lại một chút tiếc nuối gì. Đánh cho đối phương thất bại thảm hại. Điện thoại của Tống Chiêu Độ lại đúng lúc gọi đến. Hạ Tưởng, thật sự không bị thương chứ? Tống Chiêu Độ không đề cập tới việc công, trước tiên hỏi tình hình bị thương, ông ta quan tâm Hạ Tưởng không kém Tào Vĩnh Quốc nửa phần, thậm chí còn sâu sắc hơn tình cảm chính trị mà Tào Vĩnh Quốc dành cho Hạ Tưởng. Không việc gì, tôi thân thể cường tráng, có thể chống lại việc người khác đánh đập. Hạ Tưởng quả thật về cơ bản không có gì đáng ngại. Đương nhiên nếu như tình thế yêu cầu, hắn có thể lấy lý do bị thương nặng để nằm viện một lần nữa. Trốn bệnh cũng là một loại thủ đoạn chính trị, tuy rằng không phải là ý mới nhưng thường rất hiệu quả. Chẳng những phải đòi lại công bằng mà còn phải đòi lại gấp bội mới được. Tống Chiêu Độ không dễ dàng tức giận, lời nói hôm nay lại hàm ẩn tức giận, có thể thấy sự kiện lĩnh Nam cuối cùng điên đảo trắng đen, thật sự chọc giận ông ta.
Gió to Cát Giang vừa mới bắt đầu, sẽ còn tiếp tục, cậu cứ yên tâm đi, sẽ làm cho một số người đau đến mức không thể chịu đựng được. Từ sau khi rời Tỉnh Yến, Tống Chiêu Độ không hề nói một câu độc địa nào nữa, nhưng vì Hạ Tưởng, ông ta không những nói lời độc địa mà còn hạ độc thủ. Tống Chiêu Độ là người ra sao chứ? Trên chốn quan trường, người hễ có thay đổi nhanh, đều là người phi thường. Tống Chiêu Độ có thể kiếp trước kiếp này trải qua sự áp chế của Cao Thành Tùng mà không bị ngã, sự ẩn nhẫn và kiên định bên trong tính cách con người này, người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Ông ta không ra tay thì thôi, đã ra tay là thủ đoạn một đòn sấm sét. Tống Chiêu Độ nói được, làm được, sau khi ông ta gọi điện thoại cho Hạ Tưởng xong, liền ngay trong đêm đề ra kế hoạch tiếp theo. Tổ chức ở Cát Giang nhiều năm, Tống Chiêu Độ bây giờ hoàn toàn nắm được đại cục Cát Giang, chủ tịch tỉnh ngoài việc phối hợp công tác, cơ bản sẽ không kiềm chế Tống Chiêu Độ nửa phần. Một là sẽ không, hai là không thể, dựa vào thủ đoạn của Tống Chiêu Độ, thân là nhân vật số một còn có thể bị nhân vật số hai thao túng quyền uy, anh ta lại không phải Tống Chiêu Độ. Động tác tiếp sau của tỉnh Cát Giang là, hành động thanh lọc lưới, ý nghĩa chính là phương thức thông qua mạng công an công bố tin tức của người đang trốn giám sát đặc biệt, hành động thanh lọc lưới, dựa vào độ mạnh yếu cả nước truy bắt, toàn cảnh sát truy bắt người bị tình nghi phạm tội đang lẩn trốn, dường như không liên quan đến, ba hành động lớn của tỉnh Hắc Liêu. Nhưng nếu cẩn thận đem so sánh tin tức đưa tin của tỉnh Hắc Liêu và tỉnh Cát Giang, có lẽ có thể phát hiện một tia dấu vết để lại, ba hành động lớn của tỉnh Hắc Liêu lấy tinh lọc thị trường hạt giống. Chỉ thẳng hành động của một số người ở tỉnh Hắc Liêu ra sức chuyển đổi gen hạt giống, đả kích một lượng lớn tập đoàn lợi ích biến đổi gen lấy việc chuyển đổi gen hạt giống khống chế nông dân và thu lợi ích từ người nông dân, hơn nữa dưới sự cai quản nghiêm ngặt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hắc Liêu. Một số đơn vị và cá nhân đã làm cho nông dân tuy ê sản tuyệt thu bị bắt giữ. Cũng có cá lọt lưới trốn đến tỉnh giáp với tỉnh Hắc Liêu là tỉnh Cát Giang, vừa vào tỉnh Cát Giang, lại bị thiết quyền của Tống Chiêu Độ đánh cho đầu óc choáng váng. Tống Chiêu Độ ra tay mạnh hơn nhiều Tào Vĩnh Quốc, kẻ dám phản kháng giết chết tại chỗ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau khi bắt được đều phạt nặng như nhau, không phạt đến khuynh gia bại sản tuyệt không bỏ qua. Sau khi hành động thanh lọc lưới của tỉnh Cát Giang triển khai được một tuần, đả kích và truy bắt hàng nghìn phần tử tội phạm đi trốn, phá được rất nhiều vụ án cũ, làm kinh sợ rất nhiều các phần tử tội phạm, và làm cho tình hình trị an của cả tỉnh Cát Giang có sự đổi mới hoàn toàn. Đương nhiên, phía sau việc thu được thành quả tốt đẹp, thế lực của một vài người đã chiếm cứ Cát Giang nhiều năm lại bị thương nặng. Nếu nói Cát Giang là địa phận chính trị của một số người, vậy thì Hắc Liêu chính là địa phận kinh tế của một số người nào đó. Sau khi Cát Giang gặp phải tai họa chết người của chính trị, ở Hắc Liêu, dưới một tay thúc đẩy của Tào Vĩnh Quốc, thế lực kinh tế của một số người cũng bị tẩy trừ đến hết. Theo thống kê không hoàn toàn, tổn thất về mặt chính trị của tỉnh Cát Giang có thể dùng từ bị nhổ tận gốc để hình dung, chính là nói, thế lực tỉ mỉ bồi đắp mười mấy năm, dường như bị quét sạch, mà tổn thất kinh tế của tỉnh Hắc Liêu, suy đoán chắc chắn, cao tới hơn tỷ nhân dân tệ. Đồng chí Khang Hiếu bất hạnh bị bệnh tim đột phát mà chết, nếu anh ta ở dưới suối vàng biết được cũng vui mừng rồi, ít nhất gió lớn của hai tỉnh Cát Giang và Hắc Liêu. Làm cho hung thủ phía sau màn đưa anh ta vào chỗ chết cũng được nếm mùi vị của quả đắng đau đớn thê thảm. Còn về có bệnh tim đột phát hay không, thì phải xem năng lực chịu đựng tâm lý của hung thủ phía sau màn rồi. Từ khi Tào Vĩnh Quốc chủ trì toàn diện công tác ở tỉnh Hắc Liêu đến nay, ở tỉnh ủy Hắc Liêu luôn là phong cách chấp chính không lạnh không nóng, mọi việc đều lấy hài hòa làm đại kế thứ nhất, dưới sự chỉ dẫn của phương châm chỉ đạo ổn định quan trọng hơn tất cả. Ông ta ở tỉnh Hắc Liêu chưa bao giờ có sự thúc đẩy hay thay đổi trọng đại, càng không cần nói đến điều chỉnh nhân sự trong phạm vi lớn. Đột nhiên Tào Vĩnh Quốc lại tổ chức hội nghị thường vụ tỉnh ủy, đề ra yêu cầu tiến hành một lần điều chỉnh nhân sự với quy mô lớn trong toàn tỉnh. Phạm vi điều chỉnh không chỉ liên quan đến ban thường vụ các thành phố, còn can thiệp đến bộ phận các nhân vật số 1 đảng và chính quyền thành phố cấp 3. Là bí thư tỉnh ủy, nhân vật số 1, điều chỉnh nhân sự là nằm trong quyền hạn của Tào Vĩnh Quốc. Mặc dù Tào Vĩnh Quốc ở tỉnh Hắc Liêu không lấy cường thế ra oai, nhưng hội nghị thường vụ lần này, ông ta nói năng có khí phách mà trịnh trọng tuyên bố. Lần điều chỉnh nhân sự này, sự tình vô cùng trọng đại, trước đây, tôi đã trưng cầu ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, trưởng Ban Ngô đối với việc điều chỉnh nhân sự ở tỉnh Hắc Liêu cực kỳ quan tâm. Vốn có người muốn phản đối quyết định điều chỉnh nhân sự của Tào Vĩnh Quốc, dù sao ấn tượng Tào Vĩnh Quốc để lại trong mắt mọi người luôn là ôn hòa, hẳn là dễ bắt nạt.
không ngờ Tào Vĩnh Quốc thái độ khác thường, cường thế kinh người, thậm chí còn đem ra trưởng ban tổ chức trung ương Ngô Tài Dương. Là trưởng ban tổ chức trung ương có thể quyết định vận mệnh của mọi người ngồi đây, quả thực là quầng sáng rất uy nghiêm, trực tiếp đem tâm tư người khác đè xuống, không dám nói một câu phản đối. Nói chung, việc điều chỉnh nhân sự trong các tỉnh, trưởng ban tổ chức trung ương căn bản không cần hỏi đến, cũng không đủ cấp bậc để trưởng ban tổ chức trung ương để mắt đến. Nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ, trưởng ban Ngô của ban tổ chức trung ương quan tâm đến việc điều chỉnh nhân sự của tỉnh Hắc Liêu, điểm dừng thật sự không phải là điều chỉnh bí thư thành ủy và thị trưởng các thành phố ở Hắc Liêu, mà là đánh giá kiểm tra cuối năm và mũ quan của các vị ngồi đây. Mượn gió đông của Ngô Tài Dương, đại kế điều chỉnh nhân sự của Tào Vĩnh Quốc đã có thể thuận lợi tiến hành. Hung thủ phía sau màn sau khi gặp phải tổn thất nghiêm trọng ở tỉnh Cát Giang, ở tỉnh Hắc Liêu, lại một lần nữa gặp một đòn phủ đầu. Động đến hạ tưởng, đã giống như động đến lợi ích của vô số người, dưới sự phản kích liên tiếp của hung thủ phía sau màn, nổi trận lôi đình và sứt đầu mẻ trán, vẫn chưa nghĩ ra kế sách đối ứng, đợt sóng xung kích thứ hai đúng hạn lại đến. Ban đêm của Bắc Kinh HH, không thể nói có bao nhiêu cảnh đêm mê người, hạ tưởng sau khi nghe xong điện thoại của Tống Chiêu Độ, lại lần lượt gọi điện cho Tào Vĩnh Quốc, Trần Phong, Phó Tiên Phong, Mai Thái Bình, sau khi gọi mấy cuộc điện thoại, gần như đã là rạng sáng. Hạ tưởng vẫn không muốn ngủ lắm, đang muốn mở máy tính để lên mạng, điện thoại lại kêu. Người có thể gọi điện thoại cho hắn vào lúc này chắc chắn là người có quan hệ mật thiết, hắn cũng không nhìn tên người gọi đến, trực tiếp nghe điện thoại. Trong điện thoại, quả nhiên truyền đến một thanh âm vô cùng quen thuộc. Phó Bí Thư Hạ, tôi thấy chúng ta cần nói chuyện một chút. Nói cái gì, nói lý tưởng hay nói về nhân sinh? Hạ tưởng cười một tiếng, điện thoại của nha nội gọi đến thật đúng lúc, nghĩ ra thì có vẻ đã đến lúc nha nội nên lộ diện rồi. Giữa chúng ta đã không có bao nhiêu chủ đề chung nữa. Không có chủ đề chung có thể tự tạo chủ đề chung. Nha nội dường như cũng cười nhẹ một tiếng. Tôi cũng thật muốn nhắc nhở Phó Bí Thư Hạ một tiếng, sự kiện Ngô Hiểu Dương không liên quan gì đến tôi rất trong sạch, vì vậy, hy vọng chiến hỏa của Phó Bí Thư Hạ đừng để tai bay vạ gió. Phải nói, trong sắp xếp của Hạ Tưởng, cũng không có kế hoạch cố ý nhằm vào nha nội. Nhưng dưới ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, khó mà tránh khỏi bị ngộ thương. Mà nha nội tự cho mình là trong sạch, đương nhiên là Hạ Tưởng không tin. Trong số kẻ thù hắn hy vọng sụp đổ nhất, nha nội nhất định xếp trong ba hạng đầu. Nếu như nói có ai nhân lúc hắn xui xẻo dẫm lên thêm một cước, và hơn nữa còn thêm dầu vào lửa, nha nội khẳng định là sẽ xung phong ở phía trước, làm đầu tàu gương mẫu. Bên trong sự tình của Ngô Hiểu Dương, quả thật cũng không có chứng cứ trực tiếp chỉ hướng nha nội. Nha nội dù là con ông cháu cha, tay của y cũng không dám ngang nhiên mà dương đến bên trong quân đội, cho dù là ông già của y cũng không dám. Nói đi thì nói lại, có trực tiếp vươn tay đến quân đội hay không cũng không quan trọng, có nhúng tay vào sự việc Ngô Hiểu Dương hay không cũng không quan trọng, sự việc của Ngô Hiểu Dương đột nhiên xảy ra, chắc rằng có người muốn nhúng tay vào cũng không kịp, quan trọng là, sau sự việc Ngô Hiểu Dương, trong một loạt công việc kế tiếp, lập trường của nha nội là thế nào? Hoặc là nói, một người mấu chốt phía sau nha nội, là lập trường thế nào? Hạ tưởng cũng không có chứng cứ trực tiếp chỉ hướng mối quan hệ chặt chẽ của Ngô Hiểu Dương và Thủ tướng, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, trong xử lý những việc tiếp theo sau sự tình Ngô Hiểu lập trường Dương, Thủ tướng khẳng định sẽ nhất trí với thế lực đen phía sau. Đứng ở lập trường của Hạ tưởng, Thủ tướng là trận doanh của phe cánh phản đối, nhưng phe cánh phản đối đâu chỉ có một mình Thủ tướng, chỉ ở thường ủy thôi, thì đã có ít nhất ba người bao gồm cả Thủ tướng. Có thể nói, phe cánh phản đối có ảnh hưởng rất lớn đối với tình hình chính trị trong nước, xác thực hơn mà nói, nhất là ảnh hưởng đối với quân đội, thậm chí còn không thua gì uy danh của Tổng Bí Thư. Nhưng mức độ phức tạp của tình hình chính trị trong nước, vượt xa tưởng tượng, hiện tại cục diện một nhà độc tài đã không còn nữa. Bên ngoài thì bốn phe phân chia, kỳ thật là ngoài bốn phe phái, vẫn còn lực lượng trung gian. Hơn nữa bên trong bốn phe, cũng không phải đều là gắn bó như thép. Nếu như thế lực gia tộc được chia nhỏ ra, thì còn có thể chia thành thế lực gia tộc truyền thống và thế lực gia tộc mới phát. Bốn nhà do nhà họ Ngô dẫn đầu, là thế lực gia tộc mới phát, còn thế lực gia tộc do Quan Viễn Khúc, Hầu Khang Khứ cùng với nhà họ Quý đại diện, là thế lực gia tộc truyền thống. Giữa thế lực gia tộc truyền thống và thế lực gia tộc mới phát, mặc dù cùng trận doanh là thế lực gia tộc,
nhưng quan hệ cũng không gắn bó, thậm chí có thể nói chỉ là mối quan hệ bình thường. Cho dù cùng là thế lực gia tộc, thậm chí trước kia còn chưa có tình cảm qua lại, nhưng theo sự khác nhau của địa vị và sự chuyển đổi của thân phận, lập trường chính trị cũng sẽ càng lúc càng xa, ví dụ như Quan Viễn Khúc và Hầu Khang Khứ. Hiện tại Quan Viễn Khúc cùng với mối quan hệ của thế lực gia tộc do nhà họ Ngô dẫn đầu không được thân cho lắm, mà Hầu Khang Khứ và nhà Ngô, Mai, Khâu, Phó mấy nhà gần như hiếm khi xuất hiện cùng một lúc. Nguyên nhân trong đó, thì suy tính trên chính phủ là không cần phải nói, còn có nguyên nhân tính cách hoặc là do quan niệm thống trị bất đồng. Hạ Tưởng cũng không có ý bình luận ai đúng ai sai, nhưng hắn càng khen ngợi Quan Viễn Khúc bình tĩnh và khiêm tốn. Trên việc của Ngô Hiểu Dương, Quan Viễn Khúc từ đầu đến cuối chưa từng phát biểu công khai bất cứ quan điểm gì, cũng chưa từng thông qua con đường liên lạc tiến hành kết nối với hắn, nhưng hắn biết, Quan Viễn Khúc là ủng hộ lập trường của Trần Hạo Thiên. Ủng hộ Trần Hạo Thiên, sẽ gián tiếp ra sức ủng hộ hắn. Mặc dù có tin đồn nói, Quan Viễn Khúc và Hầu Khang Khứ có quan hệ mật thiết, nhưng Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng, với tầm nhìn xa của Quan Viễn Khúc, sau sự việc Ngô Hiểu Dương, tất nhiên mối quan hệ giữa ông ta và Hầu Khang Khứ càng lúc càng xa. Linh tính chính xác của Hạ Tưởng làm người khác kinh ngạc, tình thế phát triển sau đó, chứng minh Quan Viễn Khúc tài trí hơn người, cứ việc có người cho rằng, Quan Viễn Khúc tuy là thế lực gia tộc truyền thống, kỳ thật lúc ban đầu là người của phái phản đối, nhưng căn cứ phán đoán lập trường chính trị của Quan Viễn Khúc những năm gần đây, trên cơ bản Quan Viễn Khúc thoát khỏi bóng ma phía sau, đang tự đưa ra con đường tự chủ thuộc về bản thân mình. Đối với việc dưới ngọn lửa chiến tranh, lỡ tay làm tổn thương hoặc là có ý đề cập đến sản nghiệp nha nội, Hạ Tưởng chỉ có thể tỏ vẻ lực bất tòng tâm, kỳ thật hắn vẫn chờ đợi Quan Viễn Khúc điện thoại, không ngờ nha nội cuối cùng nhìn không được ra tay trước. Sau sự tình ở nhà phó gia, Hạ Tưởng ra tay đè ép nha nội một khoảng thời gian, sau này cũng là Quan Viễn Khúc đứng giữ gọi điện, đề xuất có chuyện thì cứ nói, có thể ngồi xuống từ từ bàn. Mặt mũi của Quan Viễn Khúc tất nhiên không thể không cho, tạm thời Hạ Tưởng liền dừng tay lại. Bởi vậy có thể suy đoán, quan hệ giữa Quan Viễn Khúc và nha nội xem như là không tệ. Trận chiến cũng không phải tôi khơi dậy, hiện tại sự việc gây ầm ĩ lớn, muốn thấy tốt thì thu, trên đời này làm sao có việc như vậy được. Hạ Tưởng đối với yêu cầu của nha nội vẫn chưa có giả định, mà là cười lạnh một tiếng nói. Nếu sự việc và anh không có quan hệ gì, anh cần gì phải nhúng tay vào. Nếu như vậy trong sạch như tờ giấy trắng, tin tưởng cũng sẽ không có nước dơ vấy bẩn lên người. Phó Bí Thư Hạ, không cần từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Nha nội trần trừ một chút, nói lời thật. Khói lửa chiến tranh càng đốt càng vượng, có không ít đóm lửa bắn tung tóe lên người tôi, tuy rằng không có bị thương, cũng là bị bỏng đến bực bội. Đối với việc này, tôi chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Hạ Tưởng vẫn lãnh đạm như xưa. Nha nội dường như rất kiên nhẫn, cũng không có chút tức giận, cũng không biết là đã biết Hạ Tưởng quả thật bị oan ức. Hay là biết rõ hiện tại mạnh mẽ cứng rắn với Hạ Tưởng chẳng những vô dụng, còn có thể có khả năng thu được hiệu quả kịp lúc. Bởi vì Hạ Tưởng hiện tại hoàn toàn chiếm thế chủ động, trong tay nắm toàn bộ tiết tấu sự việc. Nha nội rất rõ ràng, mặt ngoài Hạ Tưởng hiện tại bị vây vào thế yếu, bị quân ủy đè không thể ngẩng đầu lên, trên thực tế, ít nhất 4 năm tỉnh cả nước gió nổi mây phun, đang ở lấy thế không thể đỡ chi viện Hạ Tưởng. Hạ Tưởng với thân phận một phó bí thư, nhất hô bách ứng, được nhiều người ủng hộ uy phong cỡ nào. Hiện tại ở địa phương đang bao vây thế lực đối thủ trên toàn phương vị toàn góc độ, lúc vây quét hạ màn, chính là ngày hoàn thành toàn diện bố cục của Hạ Tưởng, đến lúc đó, nhất định ở Bắc Kinh sẽ có một trận ác chiến có thanh thế cực lớn hơn. Nha nội hiểu rõ thủ đoạn của Hạ Tưởng người đang ở Bắc Kinh, liền chứng minh bắt đầu từ giờ khắc này, chiến trường đấu sức chính đã sắp chuyển rời từ lĩnh Nam đến Bắc Kinh. Tuy rằng y nhìn không thấu kế hoạch lớn phía sau của Hạ Tưởng rốt cuộc là phản kích lại như thế nào, nhưng y vẫn là muốn mượn lần trò chuyện này với Hạ Tưởng, mà thám thính hư thật. Phó Bí Thư Hạ, tốt hay xấu chúng ta cũng là chỗ quen bí ê, dù thế nào đi nữa cũng nể chút mặt mũi mới đúng. Ít nhất trong chuyện này, tôi ủng hộ anh. Nha nội không mặn không nhạt nói một câu. Hơn nữa, Phó Bí Thư Hạ cũng hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Trong lòng Hạ Tưởng nhảy dựng, nha nội đưa ra Quan Viễn Khúc là có dụng ý gì? Chẳng lẽ nói, Quan Viễn Khúc thật muốn chính diện tham gia chuyện của Ngô Hiểu Dương? Ngắt điện thoại với nha nội, Hạ Tưởng cuối cùng vẫn là chưa đồng ý gặp mặt nha nội, nhưng thái độ có chút buông lỏng, chỉ nói nếu thời gian cho phép hắn sẽ chủ động liên hệ,
Trong lòng hắn bắt đầu gợn sóng, lập trường của Quan Viễn Khúc trên sự việc Ngô Hiểu Dương rất then chốt, nếu lập trường của Quan Viễn Khúc bị lung lay, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bố cục tổng thể của hắn. Vậy cần phải gọi điện thoại cho Quan Viễn Khúc rồi, mặc kệ lời nói của nha nội là xác thực có căn cứ hay là phô trương thanh thế. Ngày thứ hai, từ quân ủy truyền đến tin tức nội bộ, việc điều tra đối với Mộc Phong và Trương Lực không có kết quả, Mộc Phong không thừa nhận toàn bộ chỉ trích, Trương Lực lại không nói dù chỉ một lời, mặc kệ hỏi cái gì, đều dùng im lặng để đối phó, hiển nhiên là đã có lòng muốn chết. Ngô Hiểu Dương chưa chết, Trương Lực cũng không cảm kích. Hiện tại Trương Lực đã bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, cái cần chính là khiến y không thể liên lạc với bên ngoài. Nhưng một số người hiển nhiên xem nhẹ ý chí của Trương Lực, cho rằng Trương Lực không phải là quân nhân, không thể có được ý chí kiên cường giống như quân nhân, lại bỏ qua một điểm, khi một người liều chết vật lộn, thì y đã xem việc sống chết không còn quan trọng nữa. Một người không sợ sống chết, thì trên đời không có loại uy hiếp và thống khổ tột cùng nào có thể khiến y khuất phục. Về phía quân ủy vẫn không sử dụng tư hình đối với Trương Lực, không phải không muốn, mà là không thể. Nguyên nhân chính là Trần Hạo Thiên lấy danh nghĩa của tỉnh Lĩnh Nam nói ra một nội dung rất đơn giản với quân ủy, nói là Trương Lực ngày tháng năm gì gì đó đã không còn đảm nhiệm chức thư ký của Mễ Kỷ Hỏa, thời gian vừa đúng ngay trước ngày Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương. Ngoài là thay Mễ Kỷ Hỏa thanh minh, ám chỉ sự kiện ám sát là hành vi cá nhân, cùng tỉnh ủy Lĩnh Nam, Mễ Kỷ Hỏa hoàn toàn không có quan hệ gì, trên thực tế vẫn là nhắc nhở quân ủy, đừng tưởng rằng đem Trương Lực giam giữ ở quân ủy là có thể làm bất cứ cái gì. Tỉnh ủy Lĩnh Nam bất cứ lúc nào cũng có thể chú ý sát sao sự kiện Trương Lực. Ẩn ý càng sâu là, Trương Lực đúng là đã từng giữ chức thư ký Mễ Kỷ Hỏa, trước khi Mễ Kỷ Hỏa chưa chính miệng bày tỏ thái độ, Mễ Kỷ Hỏa bất cứ lúc nào cũng có quyền hỏi đến vấn đề Trương Lực. Nếu Mễ Kỷ Hỏa chẳng qua là chủ tịch tỉnh bình thường thì cũng thôi, thế nhưng mối quan hệ giữa Mễ Kỷ Hỏa và Tổng Bí Thư là làm cho người ta kiêng kỵ nhất. Về phía quân ủy và cao nhân phía sau hậu trường cho rằng đem Hạ Tưởng, Hứa Quan Hoa, Mộc Phong và Trương Lực đồng thời mời đến Bắc Kinh, sau đó lại sẽ một lưới bắt hết mời vào quân ủy, mọi việc sẽ thuận lợi, sẽ đạt được tiến triển đột phá. Không ngờ ở sân bay xảy ra chuyện làm người ta không thể ngờ tới, Hạ Tưởng được nhà họ Ngô mời đi, Hứa Quan Hoa bị Quý Trường Hạnh mang đi, chẳng khác nào là hai trong bốn người quan trọng nhất đã thoát được sự khống chế của quân ủy. Chỉ có Mộc Phong và Trương Lực, chỉ tương đương với việc đi đường bằng một chân. Sự việc Ngô Hiểu Dương làm thế nào có thể đạt được hiệu quả mong muốn đây? Hơn nữa các nơi bất ngờ gió thổi mây phun tạo áp lực rất lớn, khiến cho phía quân ủy và cao nhân phía sau hậu trường rất là tức giận, quyết định gia tăng điều tra đương sự, cố gắng đạt tới đột phá phòng tuyến của Trương Lực, khiến Trương Lực khai ra. Chẳng sợ Trương Lực không vụ oan cho Hạ Tưởng, chỉ cần vụ oan cho Mộc Phong chính là thắng lợi lớn. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Hơn nữa cũng không thể lại để Hạ Tưởng tùy ý tiếp tục hô mưa gọi gió nữa, hiện tại chỉ có cao nhân phía sau hậu trường mới nhìn rõ tình thế, Hạ Tưởng đã chủ động đề xuất đến Bắc Kinh, không phải đến đây phối hợp điều tra với quân ủy, mà là ở Bắc Kinh có lợi thế thăng tiến, có thể nắm thế chỉ huy, bố trí phản kích toàn diện. Hay cho một Hạ Tưởng quỷ kế đa đoan. Về phía quân ủy mặc dù bị thua một ván trong lần mời dự họp thường ủy Bộ Chính trị Trung ương vừa rồi, mà quan quân quân khu Dương Thành bị Trần Hạo Thiên đã giam giữ vẫn đang bị giam giữ như cũ, khi nào thả người, rất xin lỗi, tỉnh ủy Lĩnh Nam tạm thời không trả lời, nhưng về phía phương diện quân ủy và cao nhân phía sau hậu trường sẽ không chịu thua, chính thức thông báo cho Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa, yêu cầu hai người mau đến quân ủy phối hợp điều tra. Mặc kệ Hạ Tưởng làm như thế nào tạo nên vũ bão ở khắp nơi, chỉ cần hắn tiến đến quân ủy, thì có nghĩa là thất bại to lớn của Hạ Tưởng, cố gắng lúc trước sẽ thành công sức sẽ đổ sông đổ biển. Hạ Tưởng không nói là không đi, cũng không nói là đi, chỉ có điều trả lời phía quân ủy một câu. Trước tiên phải gặp mặt Phó Chủ tịch Quan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phó Chủ tịch Quan dĩ nhiên là chỉ Quan Viễn Khúc. Mà Quan Viễn Khúc không chỉ là Phó Chủ tịch Quốc gia, mà còn là Phó Chủ tịch Quân ủy đứng đầu. Quan Viễn Khúc rốt cuộc đã tham gia sự kiện Hạ Tưởng. Nhân vật chính trị, đang ở bên trong chính trị, mỗi lần có sự kiện quan trọng, muốn không đề cập tới lập trường muốn không vào đội đều không được. Mặc dù là chính trị của bản thân yêu cầu, hay là chính trị của trận doanh yêu cầu, hoặc là xuất phát từ việc biểu đạt yêu cầu của bản thân, cần phải có thời gian và địa điểm biểu đạt thích hợp.
tham dự hội nghị gì, phát biểu bài báo cáo gì, hay là một trường hợp biểu đạt xu hướng quan trọng nào đó, vân vân, dù sao cũng phải truyền đạt ra khuynh hướng chính trị của bản thân, cho bên ngoài có thể hiểu được. Sự kiện lĩnh Nam hoặc là sự kiện Hạ Tưởng, mới vừa phát, Trần Hạo Thiên đã dùng hành động trực tiếp chính thức thể hiện lập trường cho người ngoài giới biết rõ, tất nhiên là ra sức ủng hộ Hạ Tưởng. Lập trường của Trần Hạo Thiên, không chỉ là thay mặt cá nhân ông ta, còn là lấy thân phận của bí thư tỉnh ủy tỉnh lĩnh Nam, tương đương việc tỉnh ủy tỉnh lĩnh Nam kiên định ở bên cạnh Hạ Tưởng. Tuy nhiên khiến bên ngoài cảm thấy khó hiểu chính là, Mễ Kỳ Hỏa cho tới nay vẫn chưa biểu hiện bất cứ thái độ gì đối với sự việc, cho dù là ở trường hợp công khai nói một câu cũng được, nhưng mặc kệ là chính thức hay là sau lưng, đều không có bất cứ con đường nào để có thể biết được Mễ Kỳ Hỏa ở sự kiện lĩnh Nam rốt cuộc là lập trường gì. Mễ Kỳ Hỏa không biểu hiện thái độ, chẳng những khiến bên ngoài không có căn cứ dự đoán lung tung, cũng khiến nhân sĩ cá biệt tinh thông tin tức phân tích ý tứ hàm xúc trong đó, đoán chừng Mễ Kỳ Hỏa im lặng là vì có tổng bí thư bày mưu đặt kế. Nhưng vẫn là làm cho người ta không rõ, lập trường tổng bí thư đã vô tình rõ ràng, là ủng hộ thái độ của Trần Hạo Thiên, vì sao Mễ Kỳ Hỏa không bày tỏ thái độ chính diện. Chẳng lẽ lại ẩn giấu chuẩn bị phía sau? Nếu Mễ Kỳ Hỏa im lặng, khiến không ít người âm thầm không ngừng suy đoán, như vậy thái độ quan Vĩnh Khúc ở sự kiện lĩnh Nam càng có ý vị sâu xa, càng làm cho không ít người trừng to mắt, suy tính nhất động nhất cử của quan Vĩnh Khúc, chẳng sợ trong câu có mùi vị ra sao, để suy tính lập trường thật sự của ông ta được sự kiện. Khiến bên ngoài thất vọng chính là, quan Vĩnh Khúc gặp khách nước ngoài, tham gia nghi thức tốt nghiệp lớp Trung ương Đảng, vân vân, trong rất nhiều hoạt động, vẫn luôn không có bất cứ thái độ gì xác minh chỉ hướng sự kiện lĩnh Nam. Khiến cho rất nhiều chuyên gia phân tích hiện tượng có sở trường qua hiện tượng thấy được bản chất thêm thất vọng, đồng thời không thể không khâm phục trình độ chính trị cao của quan Viễn Khúc, khiến người ta không thể đoán được ông ta thật sự đang nghĩ gì. Theo Hạ Tưởng mà nói, hắn đối với cảm giác của quan Viễn Khúc cũng cho rằng rất phức tạp. Không chỉ có ở chỗ quan Viễn Khúc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, khi một viên đại tướng phe phản đối ngoài ý muốn lui xuống sớm, tiếp nhận đảm nhiệm. Còn bởi vì bản thân quan Viễn Khúc là xuất thân từ thế lực gia tộc truyền thống, lại cùng với thế lực gia tộc mới phát có quan hệ mật thiết. Trên thực tế, theo hiện thực mà nói, người trung tâm phe phản đối cũng xuất thân từ thế lực gia tộc truyền thống, bên trong phe phái, số người thuộc thế lực gia tộc truyền thống cũng không ít. Không đề cập tới quan Viễn Khúc và Hầu Khang Khứ, đến nhà họ Quý và phe phản đối cũng có cội nguồn, nhà họ Trịnh lại càng không giúp nhân vật trung tâm của phe phản đối leo lên đài cao. Nhưng sự đời như ván cờ, thời gian quay vòng, mối quan hệ nhà họ Trịnh và phe phản đối có phải càng lúc càng xa không? Hạ Tưởng vẫn chưa chú ý nhà họ Trịnh sau một thế hệ đã rời khỏi vũ đài chính trị mà mối quan hệ của nhà họ Quý và phe phản đối, cũng là dần dần xa cách, nguyên nhân cá nhân, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết năm đó sau một trận khói thuốc súng ở Bắc Kinh, khiến không ít người thế lực gia tộc truyền thống trong lòng nảy sinh khúc mắc đối với phe phản đối. Năm đó bí thư thành ủy Bắc Kinh thất thế, làm đóng băng rất nhiều trái tim của thế lực gia tộc truyền thống. Dù sao bí thư thành ủy Bắc Kinh họ Đông, là hạt mầm thế lực gia tộc truyền thống ươm trồng, và quan Viễn Khúc, Hầu Khang Khứ đã từng là bằng hữu. Hầu Khang Khứ đã từng vì tiền đồ chính trị và gia tộc đổ vỡ xưa kia, là bí văn người người trong giới đều biết. So sánh với nhau, xuất thân của quan Viễn Khúc trong sạch hơn, cũng là chỗ mấu chốt mà quan Viễn Khúc bước đi vững vàng và lâu dài hơn so với Hầu Khang Khứ. Về phần quan Viễn Khúc hiện nay đối với việc nhân vật trung tâm của phe phản đối sau khi dần rời xa vũ đài chính trị, vào lúc đôi cánh ông ta dần dần dang rộng, duy trì một khoảng cách không xa không gần với phe phản đối, hơn nữa duy trì sự thăng bằng tương đối với thế lực các nơi, là căn cứ vào dạng nhận thức gì, Hạ Tưởng tình nguyện tin tưởng trong lòng quan Viễn Khúc chưa từng quên trận khói thuốc súng Bắc Kinh năm đó. Cho đến ngày nay, hệ phản đối vẫn là thế lực khổng lồ, nhưng xưa đâu bằng nay. Ít nhất sau khi đã trải qua sự kiện ở lĩnh Nam, khiến Hạ Tưởng tỉnh táo nhận thức một điểm, nhà họ Quý, nhà họ Trịnh cũng sẽ không còn ở cùng chiến tuyến với hệ phản đối nữa. Bởi vậy, liền làm cho hắn hiểu rõ tình thế. Như vậy lần gặp mặt quan Viễn Khúc tới đây, sẽ khiến cho hắn và quan Vĩnh Khúc mặt đối mặt thảo luận sự kiện ở lĩnh Nam. Lập trường quan Viễn Khúc trên sự kiện ở lĩnh Nam là thế nào, không chỉ quyết định đến dự định cuối cùng của sự kiện lĩnh Nam và toàn bộ kế hoạch thành bại của hắn. Còn có ý nghĩa sau khi quan Viễn Khúc nhận chức, sẽ có lập trường như thế nào đối với phe phản đối, cũng có thể ảnh hưởng đến hướng đi sau này của vận mệnh chính trị trong một thời gian dài. Bởi vậy,
Hạ Tưởng hết sức xem trọng cuộc gặp mặt Quan Viễn Khúc lần này. Ở phía quân ủy, sau khi gấp rút mời Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa đến quân ủy phối hợp điều tra, thái độ cả Hạ Tưởng là khéo léo từ chối, khiến cho cao nhân phía sau cho rằng Hứa Quan Hoa cũng chỉ hoãn ứng phó giống như vậy, lại không ngờ rằng vào buổi chiều cùng ngày Hứa Quan Hoa liền thản nhiên rảo bước tiến đến cửa chính của quân ủy. Trước kia, trong nhà của Lão Cổ, khi Lão Cổ, Lão Quý và Lão Trịnh ba vị ngồi nói chuyện với nhau, Hứa Quan Hoa nghe được mấy ông cụ kể lại chuyện xưa những năm tháng khổ cực, sau đó lại nghe ba ông cụ phê phán khách quan đối với xã hội, được nghe ba ông cụ phân tích thế cục bước tiếp theo, anh ta được lợi không phải là ít. Trước mặt ba ông cụ, Hứa Quan Hoa tuyệt đối là hậu bối, anh ta không nói một lời. Tuy nhiên lúc ấy anh ta nói cũng không ít, chỉ vì mặc kệ Lão Quý hay là Lão Trịnh, đều muốn nghe bản thân anh ta giới thiệu toàn bộ tình tiết sự việc trải qua. Nếu không phải có Lão Quý ở đây, Lão Trịnh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Lão Cổ, lại càng không chăm chú nghe Hứa Quan Hoa nói đạo lý, hoặc là cho dù nghe xong cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng đúng là bởi vì có Lão Quý ở đây, hơn nữa còn có Lão Quý hỗ trợ, Lão Trịnh đối với lời nói của Hứa Quan Hoa rất tin tưởng không nghi ngờ, và dần dần tức giận. Lão Trịnh tức giận, cũng là vì Lão Quý tức giận cùng với việc Quý Như Lan bị thương, mà Lão Trịnh cũng không ấn tượng sâu sắc đối với Hạ Tưởng, tuy rằng ông cụ cũng có nghe qua Hạ Tưởng, lại cũng không có chú ý Hạ Tưởng lớn lên như thế nào. Cũng là Lão Quý tham gia, mới khiến ông cụ lần đầu tiên thấy thích thú đối với Hạ Tưởng, và sau khi trở về đã tốn không ít thời gian nghiên cứu sự trưởng thành của Hạ Tưởng, mới càng thêm tán thưởng đối với những việc Hạ Tưởng đã làm suốt chặng đường, càng đối với sự thăng trầm của Hạ Tưởng có cảm giác sâu sắc thân thiết. Đúng là bởi vì vậy, trên con đường trưởng thành sau này của Hạ Tưởng, Lão Trịnh đã vì hắn nói tốt thêm vài câu. Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới, sau khi Hứa Quan Hoa và ba ông Lão nói chuyện, trong lòng lại có dự tính, lại thấy các nơi khói thuốc súng nổi lên bốn phía, thì biết phản kích của Hạ Tưởng đã được bố trí đâu đã vào đấy. Sau khi anh ta nhận được thông báo của quân ủy, liền thản nhiên ngẩng đầu bước đến cổng chính của quân ủy. Một là anh ta không thẹn với lương tâm, hai là bản thân anh ta là quân nhân, phải phục tùng mệnh lệnh. Anh ta không thể so với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng có thể tìm một lý do nào đó lơ là cho qua việc triệu tập của quân ủy cũng không có quyền có bất cứ yêu cầu chính trị gì đối với một phó bí thư tỉnh ủy. Phía quân ủy đột nhiên thấy Hứa Quan Hoa thản nhiên xuất hiện, nằm ngoài dự kiến, lúc này liền quyết định tạm thời hạn chế tự do của bản thân Hứa Quan Hoa. Hứa Quan Hoa cũng không khiếu nại, thản nhiên nhận, nhưng đối với chỉ trích của quân ủy thì một mực phủ nhận, và trình bày lại chân tướng thật sự, nói ra Ngô Hiểu Dương mới chính là hung thủ giết người, yêu cầu quân ủy trả lại sự trong sạch cho anh ta và Mộc Phong, và công khai xin lỗi phó bí thư Hạ, nghiêm trị phần tử và nhân viên gây rối trong quân ủy, khôi phục kỷ luật. Là Hứa Quan Hoa lần đầu ghi áp mặt đáp lại sự việc Ngô Hiểu Dương, và lấy thân phận thiếu tướng công khai phê bình lãnh đạo trực tiếp Ngô Hiểu Dương, thái độ của Hứa Quan Hoa biểu lộ tử chiến đến cùng. Chỉ trích người lãnh đạo trực tiếp là sự kiện chính trị rất nghiêm trọng, nếu trách móc không đúng sự thật, thậm chí Hứa Quan Hoa phải chịu hậu quả hình phạt rất nghiêm trọng. Hành động này của Hứa Quan Hoa là, chiến đấu cho tới cùng. Phía quân ủy muốn mượn Hứa Quan Hoa và Mộc Phong làm ô danh người phía sau Hạ Tưởng. Đương nhiên không thể tán thành cách của Hứa Quan Hoa, thẹn quá hóa giận, yêu cầu Hứa Quan Hoa nhận rõ tình huống, không được ăn nói lung tung. Trương Lực đã giải thích xong sự thật, chứng thật y bị người ta sai khiến mới ám sát Ngô Hiểu Dương, nhân vật phía sau màn còn có Mộc Phong. Và phía quân ủy cũng nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, yêu cầu Hứa Quan Hoa cần có thái độ thành thật, xuất phát từ tình hình chung, làm ra lựa chọn chính xác. Hứa Quan Hoa trả lời đối phương một câu. Lời nói của tôi đúng với lương tâm, trên, không thẹn với luật pháp kỷ luật của pháp luật kỳ cương đảng, dưới, không thẹn với lãnh đạo quân ủy. Nếu có người muốn khiến tôi nói dối, tôi nghĩ được thôi, có bản lĩnh thì cậy miệng tôi. Không ai dám cậy miệng Hứa Quan Hoa, không chỉ bởi vì anh ta là thiếu tướng, mà còn bởi vì Phụ Huyên lên tiếng ông ta đích thân đến hỏi từng chi tiết nhỏ về việc Hứa Quan Hoa bị tra hỏi. Phụ Huyên là nhân vật thực quyền trong quân đội luôn luôn làm hết mình và luôn luôn đấu tranh trong quân đội, lời của ông ta có trọng lượng rất nặng, là cơn động đất cực khủng đối với cá biệt có ý đồ thực hiện thủ đoạn đối với Hứa Quan Hoa. Tình hình tạm thời lâm vào thế bế tắc, không, chắc hẳn là bàn tay phía sau đã tiến vào bên trong cục diện bế tắc, mà phản kích của Hạ Tưởng lại còn dần dần tăng thêm sức lực, từ bước đầu tiên Hạ Tưởng vào Bắc Kinh thì đã châm ngòi khai chiến toàn diện. Nếu đối phương chủ động nổ súng,
như vậy chiến tranh tới cuối cùng mãnh liệt bao nhiêu, thời gian kéo dài bao lâu, thì sẽ không do đối phương định liệu. Ngay tại thời điểm Hứa Quan Hoa ở quân ủy gắng gượng, Hạ Tường và Quan Viễn Khúc đã gặp nhau ở một chỗ bí mật. So sánh với khoảng thời gian ung dung trước đây, giữa ánh mắt của Quan Viễn Khúc hiện tại, mơ hồ có thêm nhiều vẻ lo âu, Hạ Tường đầu tiên khi nhìn thấy ánh mắt đó, liền nhanh ý mà ý thức được, áp lực mà Quan Viễn Khúc chịu đựng, lớn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Địa điểm gặp mặt cách không xa khu thành thị, nhưng vô cùng im lặng, phong cách trang trí xa hoa khiêm tốn, Hạ Tường cũng giống trước đây, không dẫn theo tài xế và thư ký, một mình đến đây. Quan Viễn Khúc vừa thấy Hạ Tường, liền giãn mày ra, chủ động giơ tay và bắt tay Hạ Tường, câu nói đầu tiên thì đi thẳng vào vấn đề. Hạ Tường, tôi tin cậu trong sạch, nhưng tôi đối với việc cậu cuối cùng có thể thoát thân an toàn hay không, tỏ vẻ hoài nghi. Cho phép tôi không lễ phép hỏi cậu một câu, cậu muốn mượn sự kiện Ngô Hiểu Dương để đạt tới mục đích chính trị gì? Hạ Tường ngẩn cả người. Trong ấn tượng, sự bình thản ung dung của Quan Viễn Khúc luôn luôn được người khác khen ngợi. Tuy rằng Hạ Tường và Quan Viễn Khúc không thân lắm, coi như là quen biết, đối với tính cách của Quan Viễn Khúc có thể hiểu rõ. Câu nói đầu tiên vừa gặp mặt là đã đi thẳng vào chủ đề, không phải là tác phong bình thường của Quan Viễn Khúc, cũng nói rõ một điểm, sự kiện Ngô Hiểu Dương vẫn là khiến Quan Viễn Khúc hơi khó xử. Cũng có thể hiểu sự vội vàng của Quan Viễn Khúc, thân phận của y rất nhạy cảm, sự việc liên quan trọng đại đến việc thế lực khắp nơi phân chia phạm vi thế lực. Y không cho thấy rõ xác lập trường cũng không được. Nhưng trước khi bày tỏ thái độ, y cần phải biết sức ăn của thế lực các nơi rốt cuộc lớn thế nào. Mặc dù chính trị vốn chính là nghệ thuật thỏa hiệp, nhưng trước khi thỏa hiệp, trước tiên phải biết rõ điểm mấu chốt của đối phương mới được. Nếu không, việc đổ máu không thể tránh được, nói không chừng sau khi đổ máu, còn có thể tiếp tục cảnh tàn sát khốc liệt. Hạ Tường sau khi sững sờ, khẽ mỉm cười. Hiệu trưởng Quan nói quá lời. Sự việc không phải do tôi khơi dậy, hiện tại tôi vẫn còn bị buộc ở bên trong, hơn nữa còn phải chờ phía quân ủy triệu đến bất cứ lúc nào, nói cho cùng tôi là người bị hại mới đúng, tôi còn muốn mời hiệu trưởng Quan chủ trì công đạo. Nếu nói có ai muốn mượn sự việc Ngô Hiểu Dương đạt được mục đích chính trị, khẳng định là người khác chứ không phải tôi. Hạ Tường gọi là Quan Viễn Khúc là hiệu trưởng Quan, mà không phải là phó chủ tịch nước Quan hay phó chủ tịch quân ủy Quan. Hiển nhiên là có ý chỉ rõ sự thật khi còn học trường Đảng Trung ương, hắn từng học sinh của Quan Viễn Khúc, cũng là có ý ám chỉ kéo gần quan hệ. Quan Viễn Khúc nghe Hạ Tường giải thích khéo léo liền cười. Trước tiên không nên kêu oan, chỉ nghe không rõ hết, thông tin thì mù tịt, đợi tôi sau khi tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân kết quả của sự việc, sẽ khẳng định cậu có phải là người bị hại hay không. Hạ Tường cười ha hả. Hiệu trưởng Quan thật sáng suốt. Quan Viễn Khúc cuối cùng cũng mỉm cười. Được rồi, đi vào trong rồi hãy nói sau. Thiết bị bên trong coi như không tệ, giống với phong cách gia đình đơn giản thiết thực. Yêu thích và thiên vị của một người, không có lúc nào là không hàm xúc mà mãnh liệt giải thoát tính cách và quan điểm chính trị của anh ta, tính cách cũng như số phận, cho dù có là người vị trí cao nhất, cũng sẽ vô tình chịu ảnh hưởng sâu đậm của tính cách. Quan Viễn Khúc vừa đi vừa nói chuyện. Tôi thấy cậu lái một chiếc Volvo. Quan niệm ô tô Volvo chính là khiêm tốn tiết kiệm, xem an toàn làm mục tiêu hàng đầu, cũng không xét đến cá tính và khoa trương. Nguyên mẫu xe Volvo Thụy Điển và giống như nội thất Thụy Điển, cách thiết kế có hiệu quả như nhau. Hạ Tưởng nghe tiếng đàn hiểu nhã ý, hắn thích Volvo đơn giản mà tinh xảo, mà Quan Viễn Khúc thích nghi với phong cách đơn giản mà thực dụng, liền chứng minh tính cách bên trong của hắn và Quan Viễn Khúc, có chỗ hiểu nhau. Bởi vậy lại từ đây kết luận. Tính tình Quan Viễn Khúc chẳng những khiêm tốn thiết thực, hơn nữa mọi chuyện phải chú ý thực dụng, nguyên tắc đủ dùng không lãng phí là tốt rồi, phong cách làm việc ôn hòa, giữ vững quan điểm cá nhân. Hiểu biết giá trị tích cực của một người, lại thông qua tính cách của anh ta mà phán đoán quan niệm chính trị của anh ta, cơ bản là có thể trong lòng hiểu rõ. Hạ Tường liền nói, có người thích BMW, người người đều biết rằng là xe tốt, có người thích Mercedes-Benz, theo đuổi hiệu ứng thương hiệu. Còn có người thích Audi, cho dù ở trong nước có danh hiệu xe quan, có thưởng thức. Nhưng cây củ cải cải trắng đều có nhược điểm, khi ba thương hiệu xe lớn đang làm mình làm mẩy ở trong nước, thì vẫn có người thích thương hiệu ít người biết đến, cũng có lẽ là theo đuổi một loại cảnh giới không giống bình thường. Vậy cậu thích Volvo, là dựa vào ý tưởng nào? Quan Viễn Khúc có hứng thú hỏi thăm. Trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, Quan Viễn Khúc cũng không phải thuận miệng mà hỏi, mà là có dụng ý sâu sắc.
Tuy rằng phía trước có một định ngữ chính trị, nhưng cuối cùng là từng cá thể lẻ loi, có thất tình lục dục và hỉ nộ ái ố, cũng sẽ bị sở thích của mình làm lệch lạc phán đoán, ảnh hưởng đến quyết sách. Cũng có người khiến lãnh đạo nhìn xem thuận mắt, cũng có người chính là khiến lãnh đạo không thích, vừa có nguyên nhân từ phương diện năng lực làm việc khiếm khuyết, cũng có nguyên nhân trong lúc hỏi đáp, không tương xứng với sở thích của lãnh đạo. Hạ Tưởng cười nói, nguyên nhân tôi thích Volvo, đầu tiên là an toàn. Rời khỏi bảo đảm an toàn tay lái và thương hiệu, là không có ý nghĩa. Tiếp theo là quan niệm thiết kế. Ô tô Volvo có lẽ không có nhiều thuật mánh lới khoa học kỹ thuật thùng rỗng kêu to, nhưng hết thảy với thực dụng làm chủ đạo, những chức năng ông nghĩ tới đều có đủ, và tuyệt đối không lãng phí. Quan Viễn Khúc hiểu ý mà mỉm cười, lại không trả lời, nhưng y tươi cười khiến Hạ Tưởng âm thầm thở phào một cái, biết vừa rồi trả lời chúng sở thích của Quan Viễn Khúc. Rất nhiều thời điểm tại nhiều hội nghị quan trọng, tầm quan trọng trước khi chính thức đối thoại, thậm chí sẽ khơi lên tính tác dụng mang tính quyết định. Hạ Tưởng tin tưởng, cuộc gặp giữa hắn và Quan Viễn Khúc, sau khi khúc dạo đầu mở ra tốt đẹp, khẳng định sẽ thu lại được hiệu quả mong muốn. Nhưng khi sắp tới đến phòng, lại đối diện một người đi đến, lập tức khiến Hạ Tưởng ngây ngẩn cả người. Ai cũng thật không ngờ chính là, Cát Giang, Hắc Liêu và Tỉnh Tương, sở dĩ gió thổi mây phun, tạo thành vết thương nặng đối với bàn tay đen phía sau, lại chỉ là đợt sóng phản kích thứ nhất của Hạ Tưởng, theo sát sau đó, còn có đợt sóng thứ hai lớn hơn sóng chiều, cuộn trào mãnh liệt. Ngay cùng lúc Hứa Quan Hoa ngẩng đầu đi vào quân ủy, ngay cùng lúc Hạ Tưởng và Quan Viễn Khúc sắp gặp mặt nói chuyện với nhau và đồng thời thương định đại kế, Tỉnh Yến cũng có động tĩnh. Sau khi Cao Tấn Chu đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy Tỉnh Yến, vẫn vùi đầu làm việc, trông có vẻ bình thường, chỉ cố gắng phát triển kinh tế, không dao động, không ngừng được, không gây sức ép, là tỉnh phần duy nhất vây quanh Bắc Kinh, Tỉnh Yến khiêm tốn đúng với chờ mong và định vị của Trung ương đối với Tỉnh Yến. Tỉnh Yến ngoại trừ thời đại Cao Thanh Tùng thống trị tối tăm rối loạn ra, mấy nhiệm kỳ bí thư sau, đều ôn hòa mà thiết thực. Nhưng Tỉnh Yến dù có khiêm tốn, thì mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, các tỉnh thành khác mãi không thể sánh bằng. Không nói đến vị trí địa lý Tỉnh Yến bao quanh Bắc Kinh, cũng không nói đến việc Bắc Kinh xâm chiếm tài nguyên của Tỉnh Yến sống ở Bắc Kinh chết tại Tỉnh Yến chính là khắc họa chân thật nhất riêng việc bản thân Tỉnh Yến vô cùng khan hiếm tài nguyên nước, nhưng vẫn phải đem 1/3 nguồn nước khan hiếm cung cấp cho Bắc Kinh, chính là cống hiến to lớn không được ai biết mà Tỉnh Yến làm ra vì sự phát triển của Bắc Kinh. Có lẽ người Bắc Kinh không rõ, rời khỏi việc cung ứng tài nguyên của Tỉnh Yến, Bắc Kinh không được 3 ngày sẽ xuất hiện tình trạng khan hiếm tài nguyên toàn diện. Mà ngoại giới càng biết chính là, sự kiện sữa bột dẫn tới sỏi thận năm đó, Tỉnh Yến đã gánh vác tiếng xấu như thế nào, rồi lại là dưới áp lực của Trung ương, làm ra hy sinh vĩ đại. Năm đó sự kiện melaminamin của sữa bột Tứ Ngưu, kỳ thật trước khi sự việc xảy ra, Tổng cục Kiểm định Chất lượng Quốc gia đã sớm nhận được vô số tố cáo khởi kiện, hơn nữa không chỉ có một sữa bột Tứ Ngưu ở Tỉnh Yến, các thương hiệu sữa bột lớn trong cả nước, toàn bộ rơi vào tay giặc, ví dụ như sữa bột Tứ Khí Bắc Kinh, sữa bột dê của Nội Mông, nói không chút khoa trương gần như tất cả sữa bột trong nước đều là sữa độc. Nhưng cho dù toàn bộ sữa đều là sữa bột độc, không có khả năng đóng cửa toàn bộ, chỉ có thể tìm được một người chịu tội thay giết một người dân trăm người, cũng tiện cho nhân dân cả nước một lời giải thích. Qua so sánh, nhà họ Phó lúc ấy tuy rằng nhúng tay vào ngành sản xuất sữa bột, chỉ tham gia mức độ sâu nhất đối với Tứ Ngưu, còn lại mấy công ty khác, nhà họ Phó ra cũng có tham gia cổ phần, nhưng cũng không bằng phe phản đối chiếm giữ cổ phần tỷ lệ cao. Sau khi trải qua một loạt mặc cả, cuối cùng nhà họ Phó tỏ vẻ nhượng bộ, hy sinh sữa bột Tứ Ngưu Tỉnh Yến, nhà họ Phó bởi vậy cũng có được bồi thường, nhưng thực tế, vẫn là nhà họ Phó trong lần đọ sức với phe phản đối, đã thua một chiêu. Mà tổn thất thê thảm nghiêm trọng nhất chính là Tỉnh Yến. Là thương hiệu nối danh nhất Tỉnh Yến, đóng cửa sữa bột Tứ Ngưu, khiến tổn thất của Thượng Du và Hạ Du Tỉnh Yến, cùng với tổn thất thương hiệu và tổn thất tài sản vô hình, đâu chỉ hàng trăm triệu. Cuối cùng Trung ương cũng thích hợp làm ra nhượng bộ, lấy danh nghĩa cấp phát tài chính để chuyển khoản đặc biệt mấy trăm triệu cho thành phố Yến. Người dân tại thành phố Yến đều có thể cảm nhận được thành phố Yến sau khi sự kiện sữa bột Tứ Ngưu thay đổi nhanh chóng, ví dụ như cầu cao tốc Vành Đai 2 nhanh chóng thông xe, đường Vành Đai 3 khởi công nhanh, khánh thành sông Hạ Mã, dựng lên sân bay tốc độ cao, xây dựng thêm sân bay, vân vân. Trong mấy năm, mấy chục tỷ đầu tư vào, vượt qua đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mấy mươi năm của thành phố Yến. Tiền từ đâu đến?
Người dân thành phố chỉ là cảm nhận được sự biến hóa chân thực, hoàn toàn không biết gì cả về chân tương, lại không biết, sau lưng Tỉnh Yến gánh vác những tổn thất thật lớn. Tỉnh Yến mấy năm qua không hề đề cập đến sự kiện sữa bột, với lại sau sự kiện Tứ Ngưu, ngành sản xuất sữa chế phẩm Bắc Kinh tiếp quản sữa bột Tứ Ngưu, và dần dần thẩm thấu, với những gì sữa bột Tứ Ngưu đã làm mấy mươi năm, áp dụng thái độ im lặng và nhường nhịn. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, Tỉnh Yến đã bạo phát đang trong trầm mặc. Gần như chỉ trong một đêm, ban ngành kiểm tra chất lượng kiểm tra các siêu thị lớn toàn thành phố đều phát hiện, bộ phận sữa chế phẩm Bắc Kinh tồn tại vấn đề chất lượng nghiêm trọng, vi khuẩn vượt chỉ tiêu, thậm chí còn có chất gây ung thư. Một hòn đa kích dậy ngàn tầng sóng. Ủy ban Nhân dân thành phố Yến lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu phạm vi toàn thành phố đình chỉ chế phẩm sữa Bắc Kinh, cũng chính thức thông báo các nhà xưởng, cần phải đề xuất thái độ nên có giải quyết vấn đề. Nếu không, trong phạm vi toàn thành phố sẽ hạn chế tiêu thụ hầu hết chế phẩm sữa của nhà xưởng Bắc Kinh. Với thành phố Yến làm trung tâm, tin tức một khi truyền ra, lập tức được tỉnh Tề, lĩnh Nam và tỉnh Tây hưởng ứng, vài tỉnh đồng thời đo lường kiểm tra vấn đề giống nhau, lập tức tin tức truyền thông xôn xao lên, TV và báo chí, trong khoảng thời gian ngắn thì đã đưa tin che trời phủ đất, khiến ngành sản xuất sữa chế phẩm Bắc Kinh suýt nữa gặp phải tai ương. Hành động tỉnh Yến khiến bàn tay đen phía tay hậu trường phẫn nộ, thậm chí vỗ bàn chất vấn. Hạ Tưởng Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hạ Tưởng muốn làm gì? Ý muốn của Hạ Tưởng không chỉ có thắng lợi toàn diện bên trong sự kiện của Ngô Hiểu Dương, hắn còn muốn chỉnh đốn trật tự thị trường, trả lại cho nhân dân cả nước hoàn cảnh cuộc sống lành mạnh, an toàn. Sau khi sự kiện chế phẩm sữa vừa mới nhen nhóm tại tỉnh Yến, ngoại trừ tỉnh Tây tích cực hưởng ứng sự kiện sữa chế phẩm, đồng thời tiết lộ chất lượng của thương hiệu chế phẩm sữa nổi danh, bị địa phương kiểm tra ra có kim loại nặng vượt tiêu chuẩn, nếu sử dụng thời gian dài có thể gây ung thư. Giới truyền thông lại làm ầm lên. Nếu nói đợt sóng thứ nhất các tỉnh chủ yếu chỉ tiến hành bao vây tiễu trừ kinh tế và chính trị, như vậy đợt sóng thứ hai là sóng xung kích, bên ngoài chỉ là tiến hành ra tay trên kinh tế đơn thuần. Thực tế, trong chiến lược lâu dài của Hạ Tưởng, hắn muốn xây lại trật tự thị trường, xây dựng lại quy tắc sản xuất, xây dựng lại thị trường tín dụng, và muốn mượn viện trợ đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ của Liên Nhược Hạm, dần dần thẩm thấu hết các mặt kinh tế trong nước, từ đó làm một vòng thanh trừ triệt để trước nay chưa có. Hạ Tưởng có một giấc mộng vẫn cất giấu dưới đáy lòng chưa bao giờ nói với ai. Tuy rằng giấc mộng đó ẩn sâu nhưng không lúc nào là không nhắc nhở Hạ Tưởng, làm quan một kỳ, tạo phúc một phương. Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Nhất là trong thời đại vật chất phong phú nhưng tinh thần lại thiếu thốn như hiện nay, có mấy người làm quan có thể từ khi bắt đầu vào quan trường cho tới lúc lên tới địa vị cao vẫn kiên trì giữ được lý tưởng trong lòng, không hề dao động. Không đề cập tới vô số những cám dỗ trong quan trường, chỉ riêng lúc sắp thăng chức, đối diện với lựa chọn giữa việc từ bỏ lý tưởng mà thăng quan phát tài hay vẫn kiên trì lý tưởng và bị bài xích ra khỏi trung tâm. Chỉ sợ 100 người thì có tới 99 người sẽ đều lựa chọn thỏa hiệp để lên chức. Hạ Tưởng đi từ đầu tới giờ, lý tưởng ban đầu trong lòng vẫn không hề thay đổi, chẳng qua từng bước đi lên tới địa vị cao thì lý tưởng ẩn sâu trong lòng đó cũng dần dần rộng lớn lên rất nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Hạ Tưởng cũng không còn là Hạ Tưởng lúc trước nữa. Dù sao vị trí thay đổi, mỗi tiếng nói, mỗi hành động đều quyết định rất nhiều việc, cho nên nhất định phải thận trọng. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù lúc đối mặt với kẻ thù ra sức tấn công, lý tưởng của Hạ Tưởng vẫn không thay đổi, nhiệt huyết vẫn còn đó. Hạ Tưởng muốn cái gì? Không phải là quyền lực độc đoán, chuyên quyền, không phải là ra lệnh cho thiên hạ thì không ai dám không theo, mà hắn hy vọng một ngày khi hắn quản lý quyền lực to lớn, sẽ xây dựng lại niềm tin của xã hội, xây dựng một xã hội lý tưởng. Lý tưởng của Hạ Tưởng rất xa vời to lớn nhưng kỳ thật cũng rất nhỏ bé. Xa vời đến mức có lẽ không thể thực hiện được. Nhưng cũng nhỏ bé đến mức ở quốc gia khác đã thực hiện từ nhiều năm trước rồi. Hạ Tưởng muốn gì? Đó là một xã hội mà giá nhà đất hợp lý, phân phối thu nhập hợp lý, giá xăng dầu hợp lý, là một xã hội không có dầu ăn lọc từ dưới cống lên, không có sữa nhiễm độc, không có gạo nhiễm độc, không có vấn đề an toàn thực phẩm, một xã hội không cần mỗi ngày phải cổ động hài hòa nhưng vẫn luôn hài hòa. Có lẽ ở quốc gia khác, nghe thì buồn cười nhưng ở trong nước cũng là một lịch trình vô cùng gian nan. Muốn thực hiện phải trả giá cực kỳ lớn, không cần phải nói tới máu và nước mắt, thậm chí còn có thể trả giá bằng sinh mạng. Nhưng Hạ Tưởng chưa bao giờ lùi một bước, hắn nhìn như rất nở mày nở mặt nhưng sau lưng hắn,
mỗi bước đi đều phải trả giá gấp mấy lần so với những người khác. Mặc kệ là trừng trị quan tham, bắt ác bá hay là âm thầm đi từng bước một vì một ngày có được quyền lực thi hành quan niệm chính trị của mình, kiên trì nhẫn nại, che giấu bao nhiêu khổ sở và chua xót, nhưng chưa từng kể với ai. Không có, Hạ Tưởng chỉ lặng lẽ chôn dưới đáy lòng, không lộ ra với Tống Chiêu Độ, Tào Vĩnh Quốc, Cổ Thu Thật, ông cụ Ngô gia, cũng không hé lộ cho Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm. Có lẽ trong mắt mọi người, lý tưởng của hắn rất xa vời và cũng rất ngây thơ. Xã hội sao có thể không có gạo nhiễm độc, sữa nhiễm độc chứ? Chẳng qua chỉ là người một nhà tàn hại lẫn nhau mà thôi, dù sao cũng không độc tới tầng lớp đặc quyền. Mặc kệ cho đám dân đen lằng nhằng đi, cuối cùng chẳng phải tự gây sức ép chết bản thân sao? Hạ Tưởng cũng không nghĩ như vậy, hắn xuất thân bình dân, một đường mạnh mẽ tiến lên. Mặc dù trong mắt 99% người trong nước, hắn là quan cao tuyệt đối, hơn nữa nhất định là tương lai quyền quý, nhưng tình cảm của hắn dành cho bình dân không hề giảm, nội tâm vẫn coi mình là một người bình thường, có thể ở ven đường ăn một cái bánh quẩy, giúp đỡ một bà lão qua đường, cũng có thể tùy tiện tới một siêu thị mua sắm mà không bị ai lừa. Đó cũng là nguyên nhân từ trước tới nay hắn vẫn rất ít chú ý phô trương, phía trước không có thư ký cầm cặp, phía sau không có ông chủ thanh toán hóa đơn, vẫn luôn duy trì bản sắc của mình. Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, cho dù hắn cũng không thừa nhận rằng trong cốt tủy hắn ôm ấp tình cảm lý tưởng chủ nghĩa, nhưng lý tưởng chủ nghĩa của hắn khác biệt rất lớn so với lý tưởng chủ nghĩa của Lý Đinh Sơn. Lý tưởng chủ nghĩa của Lý Đinh Sơn thuần túy là không thông đồng làm bậy. Lý tưởng chủ nghĩa của Hạ Tưởng cho dù cũng không thông đồng làm bậy nhưng cũng có khi bị ép phải chấp nhận sự thật bất đắc dĩ, cũng có một mặt ẩn giật. Nhưng ai có thể nói ẩn giật không phải là trí tuệ lấy lùi làm tiến. Hiện tại tuy Lý Đinh Sơn cũng là cán bộ cao cấp cấp phó tỉnh, nhưng trong mắt Hạ Tưởng, ưu thế chính trị từng có của ông ta giờ không còn sót lại chút nào, không người kế nghiệp. Đưa mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, Lý Đinh Sơn gần như tứ cố vô thân. Cho dù là ông ta có chí hướng và mục tiêu cao thượng lớn bằng trời, vậy làm thế nào để có thể thực hiện chứ? Mà hiện trạng và năng lực chính trị của Hạ Tưởng hiện tại, tuy nói hô mưa gọi gió là hơi khoa trương, nhưng thế cục gió nổi mây phun khắp nơi, một trận chiến bao vây Tiễu Trừ Thanh thế lớn chính là thành quả mà Hạ Tưởng đã khổ tâm kinh doanh nhiều năm qua. Hạ Tưởng hy vọng có thể đi từng bước một thực hiện kế hoạch trong lòng, thuận tay chém ngã mấy tên đại quan tham tương tự như Ngô Hiểu Dương. Vì nước vì dân mà trừ đi mối hại to lớn. Tham nhỏ gây hại một phương, tham lớn hại nước hại dân. Tham nhỏ mà không trừ thì địa phương không yên, tham lớn mà không trừ thì quốc gia không phát triển được. Trong trận đọ sức với Ngô Hiểu Dương, mượn sức gió thổi mây phun từ các nơi, giấc mộng và chí khí của Hạ Tưởng rốt cục cũng lộ ra một góc của núi băng. Hạ Tưởng hơi ngây ngẩn người, trước mặt hắn là một người không hẹn mà gặp, đúng là nha nội. Sao nha nội lại ở đây? Chẳng lẽ là Quan Viễn Khúc cố ý bố trí? Hạ Tưởng thoáng liếc Quan Viễn Khúc, trong lòng thầm đoán. Nếu quả thật là Quan Viễn Khúc cố tình bố trí, vậy sự việc liền trở nên phức tạp, nói lên rằng nha nội cũng có đủ trọng lượng trong lòng Quan Viễn Khúc. Nếu nha nội có một vị trí trong cảm nhận của Quan Viễn Khúc, chẳng lẽ Chủ tịch Quốc hội có sức ảnh hưởng nhất định đối với Quan Viễn Khúc? Nếu quả thật như vậy, lập trường của Quan Viễn Khúc trong sự kiện Ngô Hiểu Dương là đáng để nghiền ngẫm. Hẹn gặp không bằng tình cờ gặp, khéo nhỉ. Nha nội vui tươi hớn hở đi tới cung kính chào. Chào bí thư Quan, chào phó bí thư Hạ. Quan Viễn Khúc giơ tay ra bắt tay nha nội. Tông cao sao cũng ở đây à? Nha nội cũng là lưu manh, cười ha hả. Không dối gạt bí thư Quan, tôi nghe thấy bí thư Quan và phó bí thư Hạ tới đây liền đến đây trước để chờ, chính là muốn nhờ bóng bí thư Quan, nhân cơ hội nói với phó bí thư Hạ mấy câu. Hạ Tưởng bình thường trở lại, thì ra là vậy, hắn tin tưởng rằng nha nội nói thật. Tuy rằng nha nội đối nhân xử thế vô lại nhưng cũng có gan dám làm dám nhận. Quan Viễn Khúc mỉm cười. Tôi và Hạ Tưởng có việc muốn nói, không chắc sẽ nói chuyện tới lúc nào. Nếu cậu cũng có việc muốn tìm anh ấy, được, vậy cho cậu trước 10 phút. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Hiệu trưởng Quan dường như không hề trưng cầu ý kiến tôi đã bán đứng tôi. Là đương sự. Tôi có quyền lựa chọn. Quan Viễn Khúc vỗ trán. Thật có lỗi, quên mất trưng cầu ý kiến của cậu. Tuy nhiên tôi thấy Tông Cao cũng khá chân thành, Hạ Tưởng, cậu nể mặt cậu ấy chút nhé. Hạ Tưởng liền hiểu, cho dù việc này không phải Quan Viễn Khúc cố ý bố trí thì cũng ngầm thừa nhận, hoặc là nói, ông ta ủng hộ việc hắn và nha nội ngồi xuống nói chuyện.
Nói chuyện thì nói chuyện, ai sợ ai. Quan Viễn Khúc vào phòng trước, Hạ Tưởng và nha nội đi hơn 10 mét, rẽ phải, đi vào một nơi lịch sự, tao nhã, tĩnh lặng. Nha nội vỗ tay, có người bưng trà, đĩa hoa quả tới. Chờ Hạ Tưởng ngồi xuống, nha nội liền đi thẳng vào vấn đề. Phó Bí Thư Hạ, vẫn là câu nói cũ, hy vọng ngọn lửa chiến tranh không cần quá mạnh. Hợp thì cùng có lợi, phân thì cả hai đều bị thương. Nha nội bưng một ly trà lên. Lấy trà thay rượu, kính Phó Bí Thư Hạ một ly. Hạ Tưởng không cầm trà lên, chỉ thản nhiên nhìn nha nội. Tổng Giám Đốc Cao, theo tôi biết, trong cuộc họp thường ủy, dưới tình huống đã biết rõ sự thật, Chủ tịch Quốc hội vẫn bỏ phiếu phản đối đối với sự kiện Lĩnh Nam. Nha nội sửng sốt, lập tức cười vô vị. Chính trị là chính trị, kinh tế là kinh tế, tôi cũng không hỏi đến sự tình chính trị, xin Phó Bí Thư Hạ hiểu cho. Vừa không muốn buông tha ích lợi vừa mới thu được, lại muốn không trả giá gì mà thu được tất cả, nha nội có lối suy nghĩ điển hình của giai cấp quý tộc về việc quan và dân tranh lợi, cho rằng mình là mình, thứ gì đã vào tay thì vĩnh viễn không nhả ra, nghĩ nhân dân cũng là của mình muốn cái gì thì nhân dân sẽ phải hai tay dâng tặng vô điều kiện. Hiện tại nha nội muốn hắn ngưng chiến vô điều kiện, giá phải trả chỉ là một chén trà nhạt, Hạ Tưởng liền cười lạnh. Nói rất hay, chính trị là chính trị. Kinh tế là kinh tế, tôi chỉ là một phó bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam, không rõ ngọn lửa chiến tranh mà Tổng Giám Đốc Cao là ý gì. Nha nội biến sắc mặt. Phó Bí Thư Hạ, Lĩnh Nam, tỉnh Tề, Hắc Liêu, Cát Giang, còn cả tỉnh Tây và tỉnh Yến, đều là gió to mưa lớn, gió giật mưa xa, cuối cùng cũng phải lưu cho người ta một con đường sống chứ. Ép bức quá, con run xéo mãi cũng phải quằn. Trời mưa gió là quyền của ông trời, tôi cũng không giống một số người khác. Có thể dùng danh nghĩa thay trời hành đạo quảng cáo dùm beng những gì mình làm là vì dân vì nước. Hạ Tưởng càng phiền chán miệng lưỡi vô lại của nha nội, thậm chí chẳng còn tâm tư nói chuyện cho có lệ nữa, liền đứng lên. Rất xin lỗi, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Phó Bí Thư Hạ, nha nội vội vàng nói. Không nói chuyện được sao? Muốn nói đương nhiên có thể, nhưng nhất định phải có thành ý mới được. Chờ khi nào chuẩn bị tốt thành ý thì lại liên hệ với tôi. Tuy nhiên, là bạn bè, tôi vẫn phải thiện ý nhắc nhở một chút, thời gian. Không còn nhiều nữa đâu. Hạ Tưởng quay người đi, dứt khoát, kiên quyết, không chút chần chừ, khiến nha nội ngơ ngẩn đứng tại chỗ, vừa tức vừa giận. Hạ Tưởng thật sự là kiêu ngạo quá mức. Trên thực tế, so với việc giáp mặt mạnh mẽ, Hạ Tưởng ở sau lưng liên tục thúc đẩy kế hoạch lớn mới là đòn chí mạng nhất. Sơn Thành bị tỉnh Thục bao quanh, nếu muốn đi lên phía Bắc, nhất định phải đi qua đường cao tốc tỉnh Thục. Nếu tiếp tục đi nữa lên phía Bắc, ra khỏi tỉnh Thục chính là tỉnh Sở. Một chiếc xe tải dân dụng chạy trên đường cao tốc tỉnh Sở. Chiếc xe màu lam, không khác gì những chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa bình thường khác. Mặc sau dùng vải bạt bịt kín mít, không rõ bên trong vận chuyển hàng hóa gì. Khi xe tải đi vào khu phục vụ để nghỉ ngơi, một chiếc xe tuần tra của cảnh sát vừa lúc đi ngang qua, may mắn thế nào lại cảm thấy hứng thú đối với chiếc xe tải mang biển số Sơn Thành, liền đề xuất muốn kiểm tra. Lái xe cũng rất phối hợp công tác, nói là vận chuyển giày da của một công ty ở Sơn Thành tới Bắc Kinh, thủ tục đầy đủ hết, khẳng định là không thành vấn đề. Vừa nói không thành vấn đề, lái xe vừa mở vải bạt ra, bên trong bày chỉnh tề mấy trăm cái thùng. Lái xe nhấc một thùng lên, nặng tới mức không đứng thẳng lưng lên nổi. Ngạc nhiên nói. Sao lại nặng vậy nhỉ? Mở thùng ra, tất cả mọi người giật mình kinh ngạc. Trong thùng là những quả lựu đạn lạnh lẽo đen xì, khoảng hơn 10 quả. Hơn nữa còn là lựu đạn phá dùng trong tác chiến. Lái xe sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, mấy người cảnh sát thì như gặp phải địch, vừa khống chế lái xe, vừa khẩn cấp gọi cứu viện. Theo phỏng đoán ban đầu, trong xe tải có ít nhất 10.000 quả lựu đạn. Từ Sơn Thành vận chuyển lựu đạn tới Bắc Kinh dưới danh nghĩa vận chuyển giày. Tình thế ác liệt. Lái xe không chạy trốn bởi đã bị dọa cho choáng váng. Nhưng chủ hàng đi cùng lái xe đã không thấy đâu, mượn thời cơ đi nhà vệ sinh, đã trốn không biết tung tích. Khu phục vụ này chỉ là một khu phục vụ tại một thị xã nho nhỏ, cũng không lớn, lại ở bên cạnh đường cao tốc, chủ hàng có thể chạy đi đâu chứ? Sau khi khống chế được lái xe, tiếp viện liền chạy tới. Tổng cộng có 3 chiếc xe cảnh sát tới đây với hơn 10 viên cảnh sát. Để lại 3 người kiểm kê bom và tiến hành điều tra lấy chứng cứ, những người còn lại bắt đầu bắt giữ chủ hàng.
Đang lúc cảnh sát chuẩn bị bao vây, lặng lẽ tới gần nhà vệ sinh của khu phục vụ, đột nhiên phía xa xa truyền đến một tiếng súng nổ vang. Đám cảnh sát lập tức tập trung tinh thần, có án lớn, liền thay đổi chiến thuật, quyết định vây kín đối phương, khi cần thiết có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Không ngờ còn chưa tiếp cận nhà vệ sinh thì chỉ thấy một chiếc BMW điên cuồng vọt ra, liên tiếp húc mấy chiếc xe cảnh sát, lao thẳng ra đường cao tốc. Chủ hàng dùng súng sát hại chủ xe, cướp xe bỏ chạy. Cảnh sát nổi giận, đều lên xe đuổi theo. Tuy nhiên xe cảnh sát đều là xe cũ, đều là loại xe áp dụng kỹ thuật của những năm 6070, không thể so sánh với chiếc BMW đời mới. Kết quả là chiếc BMW càng chạy càng nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cảnh sát tự nhiên sẽ không dễ dàng để chủ hàng chạy thoát, lập tức thông báo cho cửa khẩu kế tiếp, cần phải giữ đối phương lại. Qua kiểm kê, trên chiếc xe tải bao gồm lựu đạn phá và đạn pháo cối, tổng cộng hơn 15.000 quả. Sau khi kiểm kê số lượng rõ ràng, biết được hơn 10.000 quả đạn pháo hoàn toàn có thể san phẳng một thành phố cấp 3, toàn bộ cảnh sát ở đây đều khiếp sợ trợn trừng mắt ngơ ngẩn tại chỗ. Vụ án quan trọng nhanh chóng được báo cáo lên cấp trên với tốc độ nhanh nhất có thể, từ huyện lên tới thành phố rồi tới tỉnh. Nửa giờ sau, Bí thư tỉnh ủy Trần Phong, Chủ tịch tỉnh Mai Thái Bình mời họp khẩn cấp ngay tại tỉnh ủy tỉnh sở. Một cơn gió đông mênh mông cuồn cuộn đang nhanh chóng hình thành một trận cuồng phong có khí thế sét đánh tại tỉnh sở. Nếu nói cuộc phản kích cực kỳ nguy hiểm tại tỉnh Yến, lấy sản phẩm sữa để khai đao là nã pháo vào vấn đề an toàn thực phẩm, vậy sự kiện đạn pháo ở tỉnh sở có lẽ thật sự là một lần không ngờ hơn cả không ngờ. Tạm thời không đề cập tới hậu quả nghiêm trọng của nó, tỉnh dự ở láng giềng tỉnh Yến cũng đột nhiên bùng nổ vấn đề an toàn thực phẩm nghiêm trọng, xúc xích sử dụng chất tăng trọng siêu nạc và thực phẩm đông lạnh nhiễm khuẩn. Tỉnh dự là tỉnh lớn về thực phẩm, sản xuất rất nhiều thương hiệu nổi tiếng về xúc xích, chân giò hun khói và sủi cảo đông lạnh. Có thể nói, thực phẩm đông lạnh và xúc xích đã tạo ra rất nhiều lợi nhuận và thuế cho tỉnh dự. Gần như là cùng một lúc, cả vấn đề an toàn thực phẩm đối với xúc xích và thực phẩm đông lạnh đồng thời được đưa ra ánh sáng, lập tức khiến hình tượng tỉnh lớn về thực phẩm của tỉnh dự bị giảm điểm rất mạnh. Giảm điểm chỉ là chuyện nhỏ, giảm sản lượng mới là vấn đề lớn. Các đầu mối bán buôn bán lẻ đều khẩn cấp hủy đơn đặt hàng, rất nhiều đầu mối bán buôn còn khẩn cấp trả lại hàng, khiến công nghiệp thực phẩm tỉnh dự gặp phải sự tấn công trước tới giờ chưa từng có. Tỉnh dự nhanh chóng mời họp hội nghị khẩn cấp, ý đồ xoay chuyển ảnh hưởng, giảm thiểu tổn thất, nhưng thời gian đã chậm. Dưới tình thế trong nước liên tiếp xuất hiện vấn đề an toàn thực phẩm nghiêm trọng, không ít chuyên gia bắt đầu từ sau màn bước ra trước đài, lên TV, viết bài văn hoặc thông qua, phát biểu quan điểm cần giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm, vạch ra rằng trong tình thế mới về an toàn thực phẩm là liên quan tới quốc kế dân sinh, quan hệ tới kế hoạch lớn của toàn dân tộc, không thể có chút sơ sót. Nhất định phải tăng mạnh lập pháp, đồng thời càng cần phải có lực lượng tư bản mạnh mẽ tham gia, lấy quy luật thị trường làm đòn bẩy, lấy tài chính thúc đẩy, thông qua chính sách dẫn đường và tài chính rót vào, tiến hành mạnh mẽ và cứng rắn cháo bài. Ý kiến của các chuyên gia tuy rằng không phải là thái độ của phía chính phủ nhưng cũng đại biểu cho quan điểm của một số nhân vật phía sau màn. Các chuyên gia tầm thường khi hô hào thì hơn nửa là sẽ chỉ dừng ở mức chính sách dẫn đường, mà lần này ý kiến của các chuyên gia đều không hẹn mà cùng đề xuất cần có lực lượng tư bản thúc đẩy. Điều này lập tức khiến người nhạy bén ngửi ra được hơi thở khác thường, hay là có tập đoàn lợi ích mới muốn mượn thế tạo thế đánh vỡ lợi ích lũng đoạn của tập đoàn lợi ích cũ, muốn nắm lấy ngành sản xuất thực phẩm trong nước. Xuất kích từ cả hai tầng thủ đoạn là chính sách ủng hộ và ưu thế tài chính, chuẩn bị xây dựng lại trật tự thị trường. Còn có người không kìm nổi hoài nghi, chính sách ủng hộ có thể dùng thủ đoạn chính trị giải quyết, ai có chỗ dựa cứng rắn, mạnh mẽ và thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, người đó có thể mượn cơ hội chiếm lợi thế trước, nhưng nếu muốn thống nhất ngành sản xuất thực phẩm trong nước, không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng. Ngành công nghiệp hàng ngàn tỷ không phải nói thống nhất là có thể thống nhất. Từ vấn đề an toàn hạt giống tỉnh Hắc Liêu tới an toàn chế phẩm sữa tỉnh Yến, lại đến vấn đề chế phẩm lẩu tỉnh Tây, hiện tại lại xuất hiện vấn đề an toàn thực phẩm từ chế phẩm thịt và thực phẩm đông lạnh tỉnh dự. Nếu tiếp tục đẩy mạnh nữa, liên tưởng tới Hạ Tưởng từng dẫn phát một loạt xung đột vì vấn đề muối ăn ở tỉnh Tề, kẻ ra đòn độc đứng sau màn đến lúc này mới rốt cục bừng tỉnh ngộ, Hạ Tưởng quả là tinh quái xảo quyệt, lợi dụng sự kiện Ngô Hiểu Dương giấu giếm sự hiểu biết của mọi người. Bề ngoài là bị quân ủy bắt buộc tới Bắc Kinh, trên thực tế hắn coi đây là cửa khẩu đột phá, muốn nhúng tay vào ngành sản xuất thực phẩm,
muốn đánh vào ngành sản xuất thực phẩm vốn đang lung tung lộn xộn không chịu nổi, muốn xây dựng lại trật tự thị trường sao? Nào có dễ dàng như vậy? Mơ tưởng. Không đề cập tới việc Hạ Tưởng đừng nghĩ lấy được giúp đỡ từ ngọn nguồn chính sách, cho dù muốn đẩy ngã cũng cần một lượng tài chính cực kỳ lớn mà không phải số lượng nhỏ. Một ngày đâu thể xây dựng xong thành Rome, ý tưởng của Hạ Tưởng quá ngây thơ rồi. Kẻ ra đòn độc đứng sau màn giễu cợt Hạ Tưởng khờ dại, nhưng sự thật liền rất nhanh chứng minh rằng, kẻ giễu cợt người khác khờ dại, kỳ thật mới chính là kẻ khờ dại nhất. Gần như ngay trong lúc cả nước đang hình thành một cơn gió lốc nóng sốt về vấn đề an toàn thực phẩm tại các tỉnh, có tin đồn một công ty cổ phần nước ngoài cố ý tiến quân vào ngành sản xuất thực phẩm trong nước, ý đồ đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, xây dựng lên một nhà máy thực phẩm lớn, từ thịt tươi tới gia công chế phẩm thịt, tiếp đó tới nghiên cứu chế tạo và sản xuất thực phẩm đông lạnh, chuẩn bị triển khai một khu sản xuất thực phẩm chưa từng có tiền lệ ở trong nước. Tin tức vừa phát ra, lập tức hấp dẫn sự hứng thú rất lớn từ các tỉnh trong nước. Đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, đối với bất cứ tỉnh nào cũng đều là một khoản đầu tư nước ngoài không nhỏ, ít nhất cũng có thể kéo các ngành công nghiệp liên quan hơn 100 tỷ trở lên. Ở thời đại kinh tế, lực hấp dẫn của lực lượng tư bản là lớn kinh người, hơn xa so với tưởng tượng của một số người. Dừng ở đây, toàn bộ ý đồ của Hạ Tưởng cũng trên cơ bản đã rõ ràng, bố cục cũng gần hoàn thành. Cho dù sau một ngày điều tra sự kiện truy tìm đạn pháo ở tỉnh sở, cảnh sát địa phương thả cho đi bởi đó là vận chuyển quân nhu bình thường, hơn nữa đích đến cũng không phải là Bắc Kinh mà là tỉnh Hắc Liêu, nhưng phía sau màn vẫn còn những điểm rất đáng ngờ. Ví dụ như vì sao phải che giấu sự hiểu biết của người ngoài mà phải dùng xe tải dân dụng để vận chuyển? Vì sao chủ hàng vứt bỏ xe mà chạy? Hơn nữa sau khi bị cảnh sát đuổi bắt, tung tích của chủ hàng không rõ mà cũng không ai tiếp tục đề cập tới. Cho dù còn rất nhiều điểm đáng ngờ chưa giải được nhưng dù sao sự tình cũng đã qua đi, hoặc là nói, xét từ góc độ tin tức mà nói, sự tình đã kết thúc và cũng chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Trên thực tế, đằng sau tin tức đó, sóng xung kích của sự tình trực tiếp tấn công tới quân ủy và kẻ ra đòn độc đứng sau màn. Nếu nói các nơi gió nổi mây phun tập trung bùng nổ về vấn đề an toàn thực phẩm chỉ làm thương tổn tới căn cơ kinh tế của kẻ ra đòn độc đứng sau màn, nhưng một hồi vận chuyển đạn pháo tưởng như sợ bóng sợ gió lại như một mũi tên nhọn bắn thẳng vào ngực, khiến y nửa ngày vẫn không thể thở ra nổi. Cho dù y biết, kỳ thật sự tình vốn không quan hệ tới y, nhưng nếu có người thật sự muốn tạt nước bẩn lên người y, cũng khiến y tạm thời khó có thể tẩy rửa sạch sẽ được. Tạt nước bẩn lên người kẻ khác, cuối cùng cũng sẽ bị nếm thử cảm giác bị người khác tạt nước bẩn. Tuy rằng sau đó sự kiện này bị chứng thật rằng chỉ là một hồi hiểu lầm, nhưng vẫn khiến kẻ ra đòn độc đứng sau màn run sợ trong lòng, lại thẹn quá thành giận, quyết định tăng lớn thế công đối với Trương Lực và Mộc Phong, khi cần thiết cũng áp dụng những thủ đoạn không bình thường, ít nhất cũng phải khiến một trong Trương Lực và Mộc Phong ngã mới được. Chỉ cần một người mở miệng cắn ra Hạ Tưởng cũng sẽ không thể nhảy nhót được mấy ngày nữa. Bên ngoài sự kiện rầm rộ đó, cuộc hội đàm giữa Hạ Tưởng và Quan Viễn Khúc cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Hiệu trưởng Quan, tôi có một giấc mộng đẹp vẫn luôn bị sự thật bức bách nhưng không muốn tỉnh lại. Có thể lúc tôi còn sống sẽ không thể thực hiện được, có lẽ bởi vì sức lực của một mình tôi quá nhỏ bé. Tôi hy vọng hiệu trưởng Quan có thể bình luận một chút về giấc mộng của tôi, hoặc là rõ ràng đánh thức tôi dậy khỏi giấc mộng không thực tế đó. Hạ Tưởng mượn mộng để nói sự thực, nửa thật nửa giả, vô tình cố ý thử quan niệm chính trị của Quan Viễn Khúc sau khi nhận chức. Quan Viễn Khúc cũng không hỏi đến cuộc hội đàm giữa Hạ Tưởng và Nha Nội, tuy nhiên vẫn cảm thấy nao nao vì Hạ Tưởng chỉ nói chuyện với Nha Nội thời gian ngắn như vậy. Hạ Tưởng mở miệng nói về giấc mộng, người thông minh như Quan Viễn Khúc sao không biết Hạ Tưởng là muốn mượn giấc mộng để nói chuyện, giải thích cho y về chuyện gió nổi mây phun ở các tỉnh, y tự nhiên rất sẵn lòng nghe. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Chờ khoảng hơn 10 phút, Hạ Tưởng kể lại xong giấc mộng của hắn, Quan Viễn Khúc thật lâu vẫn không nói gì, chỉ dõi mắt nhìn ra không trung ngoài cửa sổ, cảm nhận được bầu trời trong xanh, là thời tiết tốt hiếm thấy ở Bắc Kinh. Y không nói được gì. Không nói được gì là bởi vì trong lòng cảm động. Đúng vậy, Hạ Tưởng đã khiến y cảm động. Từ bao lâu rồi, Quan Viễn Khúc gặp bao nhiêu quan chức muốn một lòng làm quan? Đúng vậy, chỉ một lòng làm quan, mục đích làm quan chính là làm quan. Chính là vì mưu lợi cá nhân, vì mưu ích lợi cho người nhà, mò đủ rồi liền xuất ngoại bỏ trốn.
cho dù có để lại một mớ bòng bong thì cũng chẳng ai thèm để trong lòng. Người giống như Hạ Tưởng, ngày đêm để lợi ích của quốc gia và của dân chúng trong lòng, tất cả xuất phát điểm của những đấu tranh chính trị đều là vì nước vì dân, Quan Viễn Khúc không dám nói là chưa bao giờ gặp qua người giường cột của nước nhà tương tự, nhưng ít nhất mấy năm gần đây, Hạ Tưởng là người duy nhất trong tầm mắt của y. Chỉ với một giấc mộng của Hạ Tưởng, y liền biết rằng, trong sự kiện Ngô Hiểu Dương, y hẳn là nên giữ lập trường công chính. Sự kiên định lập trường của Quan Viễn Khúc là một cơn gió đông mà Hạ Tưởng mượn được lúc tới Bắc Kinh. Đến tận lúc này, bố cục của giai đoạn trước đã trên cơ bản hoàn thành. Tiếp theo liền tới giai đoạn thu lưới toàn diện. Hạ Tưởng tin tưởng rằng, trận chiến này nhất định sẽ khiến một số người phải trả giá cực kỳ đau đớn và thê thảm. Ngay khi quân ủy gia tăng thế công đối với Trương Lực, ý đồ đem Trương Lực làm cửa khẩu đột phá để phá vỡ cục diện bế tắc, ngay trong hội nghị tỉnh Lĩnh Nam, Mễ Kỷ Hỏa, vốn không bày tỏ thái độ trong sự kiện Trương Lực, không ngờ lần đầu tiên bày tỏ thái độ công khai. Trong hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh về các hạng mục công tác nửa năm đầu của Ủy ban Nhân dân, không ngờ Mễ Kỷ Hỏa lại nhắc tới vấn đề Trương Lực. Lúc này Mễ Kỷ Hỏa đã đổi một thư ký mới, tuy rằng ông ta chỉ nêu ra một chút nhưng vẫn truyền đạt một tin tức có ý vị rất sâu xa. Ngay đợt áp lực thứ hai, Trương Lực rốt cục mở miệng. Lúc trước ở Dương Thành, Trương Lực bị bắt nhưng từ đầu tới cuối đều không nói gì như thể câm điếc vậy. Mặc cho đe dọa hoặc cưỡng bức, dụ lợi thế nào, mặt y vẫn xám xịt không nói một lời. Sau khi tới Bắc Kinh, Trương Lực vẫn không nói gì giống như lúc trước. Trái ngược với việc Trương Lực không mở miệng nói chuyện, Mộc Phong lại theo một kiểu khác. Bất cứ ai đến thẩm vấn, gã đều kiên cường trả lời bằng bốn chữ, không thể trả lời. Đến khi có người tức giận muốn tra tấn gã lại bị Phủ Uyên bảo ngừng. Cuối cùng, các nhân viên liên quan cũng đạt thành một nhận thức chung, không thể áp dụng thủ đoạn theo quy tắc thông thường đối với Mộc Phong. Dù sao sau lưng Mộc Phong có Phủ Uyên, có Lão Cổ, thậm chí còn có nhà họ Quý. Nghe nói ngay cả Lão Trịnh cũng chú ý tới vụ án của Mộc Phong. Chỉ cần Mộc Phong chịu một chút thương tích, mấy ông cụ chỉ cần ồn ào một chút liền trở thành sự kiện lớn, sẽ không ai chịu đựng nổi. Như vậy có thể xử trí Trương Lực thoải mái một chút không nhỉ? Kết quả là ngay khi chuẩn bị ra tay với Trương Lực, áp dụng các thủ đoạn không theo quy tắc thông thường, cho dù khiến Trương Lực chết đi sống lại cũng phải khiến y mở miệng thì lời nói của Mễ Kỷ Hỏa liền thông qua một con đường đặc biệt truyền tới tai quân ủy. Như thể cực kỳ ăn ý, Mễ Kỷ Hỏa vừa dứt lời ở Lĩnh Nam thì Trương Lực vốn hoàn toàn không hề có liên hệ gì với bên ngoài, giờ cũng mở miệng tại quân ủy. Nếu Mễ Kỷ Hỏa chỉ là một chủ tịch tỉnh bình thường thì lời của ông ta đối với quân ủy cũng sẽ không hề có sức ảnh hưởng gì, nhưng vấn đề là thân phận của Mễ Kỷ Hỏa rất đặc biệt, hơn nữa lúc trước ông ta vẫn im lặng đối với sự kiện Trương Lực khiến người ta cân nhắc không ra. Hiện tại càng làm cho người ta không thể không liên tưởng chính là thái độ của Mễ Kỷ Hỏa đối với sự kiện Trương Lực lại ra ngoài dự tính của không ít người. Người bình thường sẽ cho rằng chắc chắn Mễ Kỷ Hỏa sẽ thanh minh cho bản thân nhưng đồng thời cũng sẽ không đưa ra nhận định đối với sự kiện Trương Lực, vì dù sao hiện tại quân ủy còn chưa có kết quả điều tra chính thức. Ai ngờ rằng ngay tại hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Mễ Kỷ Hỏa lại nói. Đồng chí Trương Lực cầm dao hành hung đương nhiên là khiếm khuyết trong tính cách của cá nhân, nhưng là có nguyên nhân khách quan, không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm lên một mình đồng chí Trương Lực được. Cũng cần phải nghĩ lại một chút vì sao người kia lại lui tới thân thiết với nhân viên của tỉnh ủy. Lời nói của Mễ Kỷ Hỏa như một lời cảnh báo đập vang trong lòng người nào đó ở quân ủy. Cũng không ai dám xác định lời nói của Mễ Kỷ Hỏa là ý tứ của bản thân hay là ám chỉ của Tổng Bí Thư. Nếu là mấy tháng trước, khi Mễ Kỷ Hỏa còn chưa tới tỉnh Lĩnh Nam làm chủ tịch tỉnh, ông ta vẫn còn là chánh văn phòng của Tổng Bí Thư, ông ta nói như vậy chắc chắn là ý tứ của Tổng Bí Thư. Nhưng hiện tại ông ta đã không còn là chánh văn phòng của Tổng Bí Thư, vậy lời nói của ông ta liệu có phải là ống loa của Tổng Bí Thư nữa hay không? Mà càng làm cho người nào đó ở quân ủy bất an là, tuy rằng ở hội nghị thường vụ, Tổng Bí Thư ủng hộ lập trường của Trần Hạo Thiên, nhưng cho đến hiện tại, đối với sự kiện Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương, Tổng Bí Thư cũng không hề lấy thân phận chủ tịch quân ủy để đưa ra bất cứ chỉ thị rõ ràng nào, khiến cho kẻ đứng sau màn thao túng vốn chỉ lo sự tình không náo lớn. Giờ trong lòng luôn luôn căng thẳng. Nhưng việc đã đến nước này chỉ có đường tiến về phía trước, không có đường lùi. Nếu lời của Mễ Kỷ Hỏa chỉ là thuận miệng nói chuyện ở hội nghị thường vụ tỉnh Lĩnh Nam, coi như không phải tỏ thái độ công khai, bên quân ủy và kẻ đứng sau màn thương lượng xong,
quyết định nhất định phải phấn chấn tiến lên, bắt Trương Lực, nếu không sẽ không còn sức trả đòn đối với thế phản kích sấm sét của Hạ Tường. Còn chưa động tới Trương Lực thì Trương Lực đã chủ động mở miệng khiến người ta phải chấn động. Càng khiến cho người ta giật mình chính là Trương Lực vừa không công khai vừa không nhận sai mà là khiêu khích trắng trợn. Tôi đã nghĩ thông rồi, nên nói một ít với các ông. Các ông cao hứng quá sớm đó, nghĩ rằng tóm được tôi là có thể lật lại bản án rác rưởi cho Ngô Hiểu Dương sao. Nói cho các ông biết, không cần bao lâu, các ông sẽ bị trói trên cây cột sỉ nhục của lịch sử cùng với Ngô Hiểu Dương. Đối với người có tầm nhìn hạn hẹp, nói về cây cột sỉ nhục của lịch sử hiển nhiên không có độ sát thương cao, bọn họ chỉ chú ý ích lợi trước mắt, chưa bao giờ nghĩ lâu dài. Lời nói của Trương Lực chỉ làm bọn họ hơi kinh hãi nhưng sau đó đều cười nhạo Trương Lực vô tri. Giờ này là lúc nào rồi mà Trương Lực mày còn mạnh mồm chứ? Nói cho mày biết, đã vào quân ủy thì mày đừng nghĩ có thể đi ra ngoài mà không hề tổn hao gì. Hiện tại không ai có thể bảo vệ được mày. Trừ khi mày giải thích rõ ràng vấn đề, nếu không mày cứ chờ tới địa ngục nhân gian đi. Ha ha, chúng mày ngoại trừ biết tra tấn hoặc dùng người thân để uy hiếp thì có thể biết làm gì chứ? Có bản lĩnh thì thu phục quần đảo Nam Hải đi, có bản lĩnh thì đi đảo Điếu Ngư câu cá đi. Ngoại trừ biết đấu tranh nội bộ, bắt nạt người một nhà thì chúng mày chính là một đám thùng cơm giống như bầy lợn được người dân nuôi dưỡng. Ăn cơm của người nhưng lại không làm việc của người. Bốp! Kẻ bị Trương Lực mắng thẹn quá hóa giận, tát Trương Lực một phát. Còn nói hươu nói vượn, tao cắt cái lưỡi chó của mày. Khóe miệng chảy máu tươi nhưng Trương Lực vẫn cười lạnh không ngừng. Nói thật cho mày biết, chúng mày chọc giận phó bí thư Hạ thì sớm muộn gì cũng sẽ chết rất thảm. Lại nói cho chúng mày biết một sự thật, không phải chúng mày muốn tao khai ra rằng phó bí thư Hạ là hung phạm đứng phía sau màn sao? Tao nhổ vào, Ngô Hiểu Dương mới đúng là hung phạm đứng phía sau màn. Mày có tin không, tất cả những đoạn đối thoại giữa Ngô Hiểu Dương và tao, còn cả âm mưu của gã nữa, tao đều có ghi chép tỉ mỉ, có cả video và ghi âm, tất cả đều cất giữ ở nước ngoài. Chúng mày đừng nghĩ tìm được, hiện tại đã đến giờ, chúng sẽ được tự động cấp cho Phó Bí Thư Hạ. Đến lúc đó tất cả những người có liên quan tới Ngô Hiểu Dương sẽ bị kéo xuống nước. Ha ha ha, mày, và cả mày nữa, cả đám chúng mày đều đừng mơ toàn thân trở ra. Không chết cũng mất một lớp da. Trương Lực cười như điên cuồng, kết hợp với vết máu nơi khóe miệng tạo nên một hình ảnh tương phản, hơn nữa vẻ mặt của y giống như bị điên khiến người ta không rét mà run. Nhân viên thẩm vấn vốn tưởng rằng Trương Lực mở miệng sẽ có đột phá tiến triển, kết quả đúng là có đột phá tiến triển nhưng lại đột phá tiến triển đối với Ngô Hiểu Dương mà không phải là Hạ Tường. Tuy Trương Lực giống như bị điên nhưng lại không thể không tin lời của y, nhân viên thẩm vấn liền báo cáo với cấp trên để xin chỉ thị. Kẻ đứng sau màn nghe xong liền ý thức được rằng tình thế đã rất nghiêm trọng, vượt qua sự khống chế. Gã còn chưa nghĩ ra được sách lược để ứng phó lại truyền đến tin tức Hứa Quan Hoa cũng mở miệng. Sao cả ngậm miệng và mở miệng đều cùng một lúc như vậy chứ? Kẻ đứng sau màn vốn đang bị thế công bên ngoài của Hạ Tưởng đánh cho sứt đầu mẻ trán, còn chưa nghĩ ra được ý đồ thực sự của Hạ Tưởng thì lại bị Trương Lực và Hứa Quan Hoa liên tiếp mở miệng khiến gã trở tay không kịp. Nếu Hạ Tưởng bố trí thế cục ở bên ngoài là răng lưới, như vậy liệu Mộc Phong và Hứa Quan Hoa đồng thời mở miệng, lại thêm Mễ Kỳ Hỏa tỏ thái độ, có phải là ám chỉ rằng Hạ Tưởng đang tiến vào giai đoạn thu lưới toàn diện hay không? Kẻ đứng sau màn cảm thấy trong lòng cực kỳ bất an. Trận chiến bên ngoài khiến gã gần như không còn sức nữa, bởi vì trước đó gã căn bản không nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ xâm nhập từ vấn đề an toàn thực phẩm, càng không dự đoán được các nơi gió nổi mây phun như vậy. Lại thêm cả tài chính hô ứng từ nước ngoài. Theo nguồn tin tức đáng tin cậy thả ra phong thanh khoản đầu tư nước ngoài 200 triệu đô la Mỹ, các nơi nghe được lập tức đều hành động, tranh thủ muốn kéo khoản đầu tư này về tỉnh mình, vấn đề an toàn thực phẩm lại được nêu cao, tới giai đoạn cháo bài một lần nữa. Lợi ích kinh tế đi trước chính trị, kẻ đứng sau màn vẫn nhiều năm đắm chìm trong quyền mưu chính trị, nghiên cứu kinh tế không đủ sâu sắc. Cũng không phải là gã không hiểu gì về kinh tế mà sự thật là đám con ông cháu cha con nhà quyền thế vẫn luôn luôn thờ phụng nguyên tắc quyền lực là tối thượng, cứ nghĩ rằng Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là dựa thế, đầu cơ, phô trương thanh thế mà thôi, không ngờ sự việc lại trở nên như vậy. Càng khiến cho gã buồn bực chính là gần như tất cả các ngành công nghiệp thực phẩm bị động tới đều có quan hệ ích lợi trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới gã và bộ phận cao tầng trong quân ủy che chở cho Ngô Hiểu Dương. Điều này thể hiện Hạ Tưởng có sự chuẩn bị từ trước.
ra đòn chuẩn xác và sắc bén chứ không phải là bắn tên không đích. Hạ tưởng quá âm hiểm, giả dối khiến người ta khó lòng phòng bị. Càng khiến kẻ đứng sau màn thêm buồn bực, nhớn nhác chính là chẳng những không hề ít tỉnh vươn cành ô liu ra đối với khoản đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, giá cổ phiếu của các công ty có vấn đề về an toàn thực phẩm bị sụt giảm nghiêm trọng, hơn nữa tài chính nước ngoài còn công khai tuyên bố sẵn sàng phụ trách và hợp tác đầu tư với những công ty đó. Nói là hợp tác đầu tư chỉ là vỏ bề ngoài, thực tế chính là thu mua cổ phần khống chế. Phong thanh vừa ra, cổ phiếu của mấy công ty thực phẩm liên quan đều giảm giá rất mạnh. Lẽ ra có đầu tư bên ngoài rót vào thì giá cổ phiếu phải tăng mới đúng, ngược lại bị giảm giá mạnh chứng minh có người thao túng cổ phiếu của mấy công ty thực phẩm đó. Chèn ép mọi mặt, giỏi thật, gần như là tỉ mỉ từng tí, tính toán không chút sơ hở khiến các công ty thực phẩm không có chút cơ hội nào để thở. Kẻ đứng sau màn luôn tự nhận đã nhiều năm kinh doanh, vừa có thủ đoạn vừa có quyền mưu. Muốn đá Hạ Tưởng ngã ngựa chỉ là chuyện đơn giản, không ngờ hại người không được lại bị người hại. Dưới thế tấn công liên tục của Hạ Tưởng, rốt cục trong lòng gã cũng nảy sinh một tia khủng hoảng. Chẳng lẽ sắp thành công rồi còn thất bại sao? Câu nói của Hứa Quan Hoa đã trả lời cho sự lo lắng của kẻ đứng sau màn. Tình cảnh của Hứa Quan Hoa trong quân ủy tốt hơn rất nhiều so với Mộc Phong, vừa không bị giam giữ vừa không bị giám thị quá nhiều, chỉ xem như giam lỏng mà thôi. Vẫn được ăn uống thoải mái chỉ có điều không được có ai bên cạnh. Tuy nhiên ngay cả như vậy, với cấp bậc của Hứa Quan Hoa thì cũng là bị ghẻ lạnh. Sau khi Trương Lực mở miệng và trước khi Hứa Quan Hoa mở miệng, Mộc Phong cũng mở miệng. Chỉ có điều khác với câu nói muôn thuở, không thể báo cáo, của y lúc trước, Mộc Phong vừa mở miệng liền lộ ra một bí mật lớn. Nói cho các anh một bí mật, sự tình sẽ được bộc lộ rõ ràng rất nhanh. Mỗi kẻ đứng sai đội ngũ các anh sẽ phải trả giá đau đớn thê thảm. Ha ha, nói không chừng còn phải do tôi tự mình thi hành bản án. Nếu lời nói của Mộc Phong là kiêu ngạo và khoa trương thì tiếp đó Hứa Quan Hoa mở miệng liền càng khiến người ta cảm giác lạnh lẽo. Các đồng chí, có một ngày các vị đi ra pháp trường, xin đừng oán giận người khác. Chỉ trách các vị đứng sai đội ngũ. Ở địa phương mà đứng sai đội ngũ thì nhiều lắm là để đó không dùng. Nhưng trong quân đội mà đứng sai đội ngũ thì có khả năng phải trả giá bằng chính sinh mạng. Tuy nhiên cũng đừng quá khổ sở, ít nhất tôi cũng sẽ nhớ các vị. Theo Trương Lực, Mộc Phong và Hứa Quan Hoa lần lượt mở miệng, lấy sự kiện Ngô Hiểu Dương sâu chuỗi trở thành một vở kịch mưa gió liên hoàn, rốt cục cũng sắp tới thời khắc thu lưới toàn diện và quyết chiến cuối cùng. Phải nói, giữa Trương Lực, Mộc Phong và Hứa Quan Hoa không thể có kết nối. Khi bố trí người trông giữ và thẩm vấn ba người này, một số kẻ đã phải mất một chút tâm tư, chẳng những khiến ba người ở cách nhau khá xa, cũng khiến đám binh lính trông coi ba người đều không quen biết nhau, và cũng không cùng thuộc một đội quân, trên cơ bản loại trừ tất cả các khả năng lén trao đổi thông tin. Nhưng ba người vẫn gần như là đồng thời mở miệng, thậm chí lời nói cũng rất tương tự nhau, chẳng những không hề lộ ra tin tức có ích nào, hơn nữa còn châm chọc, khiêu khích, thái độ trấn tĩnh, thong dong. Chẳng lẽ giữa ba người này có thần giao cách cảm sao? Hay là ba người này có con đường riêng nào có thể kết nối sao? Bộ phận cao tầng ủng hộ Ngô Hiểu Dương trong quân ủy nổi giận, kẻ đứng sau màn cũng nổi giận. Nếu như thế thì tử chiến đến cùng, đồng thời cũng mạnh mẽ và cứng rắn gia tăng áp lực đối với Trương Lực và Mộc Phong. Nếu không, dùng thuốc mê ảo đặc chế của quân đội, cũng có thể khiến Trương Lực và Mộc Phong mở miệng. Về phần Hứa Quan Hoa, thứ nhất là cấp bậc quá cao, thứ hai là chỗ dựa quá cứng rắn, chỉ có thể từ từ xem. Nhưng vẫn phải tăng mạnh thế tấn công, lấy biện pháp của Ủy ban kỷ luật địa phương bắt giam cán bộ, mỗi ngày bức bách, mỗi ngày thẩm vấn, mỗi ngày không cho ngủ. Không tin là Hứa Quan Hoa có thể chống đỡ nổi quá 3 ngày. Cao tầng quân ủy và bàn tay đen phía sau màn thống nhất kế hoạch, liền quyết định trước khi Hạ Tưởng thu lưới toàn diện, đập dứt điểm sự việc, khiến Hạ Tưởng kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Không ngờ ngay khi vừa mới quyết định liền nhận được một tin tức càng khiến người ta phải chấn động hơn. Hạ Tưởng quyết định ngày mai chính thức tới quân ủy, phối hợp với quân đội điều tra về sự kiện Ngô Hiểu Dương. Hạ Tưởng đã chuẩn bị tốt cho trận chiến cuối cùng sao? Bên quân ủy lúc này cũng trả lời, tỏ vẻ hoan nghênh và cảm tạ đối với việc đồng chí Hạ Tưởng chủ động, tích cực phối hợp công tác của quân ủy. Nhưng câu cảm tạ vừa ra khỏi miệng, Hạ Tưởng lại đưa ra 3 điều kiện. Có 3 điều kiện nhất định phải nói trước. Thứ nhất, tôi đến quân ủy là để thuyết minh tình huống. Là phối hợp với quân ủy công tác, không phải nhận điều tra của quân ủy.
Thứ hai, tôi đến quận ủy là với danh nghĩa cá nhân, không phải lấy danh nghĩa phó bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam, không nên công khai với bên ngoài. Thứ ba, tôi sẽ không đi một mình mà sẽ có người đi cùng. Bên quận ủy lập tức đồng ý ngay, bởi vì nhìn tình hình trước mắt thì Hạ Tưởng đã hoàn toàn nắm quyền chủ động. Cho dù Hạ Tưởng cứ kéo dài tiếp thì quận ủy cũng không thể trói Hạ Tưởng lại, thậm chí không thể có bất cứ biện pháp gì ép buộc Hạ Tưởng tới. Trong tình hình đã chiếm thế thượng phong nhưng Hạ Tưởng vẫn chủ động phối hợp công tác, mặc kệ là suy xét từ căn cứ nào thì vẫn là chuyện tốt. Đối với ba yêu cầu của Hạ Tưởng, sở dĩ bên quân ủy lập tức đồng ý là vì bàn tay đen đứng sau màn vốn giỏi nhất về việc mượn dùng truyền thông để đầu cơ vừa nghe xong liền vui mừng quá đỗi, ngay lập tức từ ba yêu cầu này của Hạ Tưởng mà đoán đúng điểm băn khoăn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là sợ bị truyền thông làm dùm beng, là không muốn dân tình biết là hắn đến phối hợp quân ủy điều tra. Hạ Tưởng muốn có người đi cùng là để tăng mạnh thanh thế. Bởi vậy bàn tay đen phía sau màn suy đoán ra rằng trong tình thế thắng lợi ở ngoại vi, trong lòng Hạ Tưởng vẫn không hề lo lắng đối với sự kiện Ngô Hiểu Dương. Như vậy nghĩa là, lúc trước Trương Lực, Mộc Phong và Hứa Quan Hoa kiêu ngạo chỉ là phô trương thanh thế, đều không phải là gì đáng lo lắng và có chứng cứ rõ ràng. Tốt, thật tốt quá. Bàn tay đen phía sau màn rốt cục nhìn thấy một tia ánh rạng đông, hai mắt lập tức sáng ngời, liền tỉ mỉ chuẩn bị một loạt để đón Hạ Tưởng, cố gắng đạt tới thế chuyển bại thành thắng trong một trận chiến cuối cùng, quyết định đại cục sau này. Trận chiến cuối cùng sắp tới, không khí khẩn trương bên trong quân ủy dần tăng lên. Người đến người đi, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm trọng. Kết quả cuối cùng của sự kiện Ngô Hiểu Dương có lẽ sáng mai rốt cục sẽ được nhìn thấy. Đằng sau một loạt sự kiện đao quang kiếm ảnh, là đương sự, gần đây Ngô Hiểu Dương khí sắc khá tốt. Dù sao bệnh viện tốt nhất toàn quân không phải là hữu danh vô thực. Y được hưởng thụ đãi ngộ siêu hạng, nghe nói chỉ riêng phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của y. Một ngày phải chi tới hơn 10.000 tệ. Còn không tính tới các loại dược phẩm nhập khẩu đắt tiền nhất và ba nữ y tá xinh đẹp chuyên môn hầu hạ y. Nếu đem Ngô Hiểu Dương ra so sánh thì ba nữ y tá xinh đẹp kia người nào cũng không kém so với minh tinh điện ảnh hiện tại, thậm chí còn xinh đẹp hơn vài phần so với mấy nữ minh tinh mới nổi. Nữ minh tinh xinh đẹp là nhờ hóa trang, còn nữ y tá xinh đẹp là thiên nhiên tinh khiết. Nếu không phải đang bị thương nặng, có khi Ngô Hiểu Dương sẽ thật sự nổi sắc tâm, xử lý ngay tại chỗ một nữ y tá. Trước kia y đã không ít lần xử lý nữ binh ngay tại chỗ. Tuy nhiên hiện tại đừng nói xử lý ngay tại chỗ, chỉ cần muốn thượng lên thôi thân thể đã cực kỳ đau đớn khó chịu rồi. Đau đớn khiến y hận Trương Lực nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn sớm xuất viện, tự tay bắn vỡ đầu Trương Lực. Trương Lực quả thật là một kẻ khốn khiếp nhất, vì một người phụ nữ mà muốn lấy mạng y. Đúng là ngu tới số luôn. Đàn bà trong thiên hạ thiếu gì, là đàn ông, sao có thể vì một người đàn bà mà mất đi lý trí, mất đi tiền đồ, thậm chí mất đi tính mạng. Nói gã ngu như lợn là làm nhục trí tuệ của lợn. Ngô Hiểu Dương chỉ lo căm hận Trương Lực nhưng không hề nghĩ ngược lại. Sở dĩ Trương Lực tiếp cận y, sở dĩ cam tâm để y sử dụng, động cơ ban đầu đúng là vì Quý Như Lan chứ không phải vì quyền thế. Trương Lực vốn chính là một người đàn ông nguyện hy sinh hết thảy vì Quý Như Lan. Một đòn liều mình cuối cùng của gã, nhìn như không thể nói lý nhưng kỳ thật ngay từ lúc đầu gã tiếp cận Ngô Hiểu Dương, việc Ngô Hiểu Dương quyết định ngay cả Quý Như Lan cũng diệt trừ đã chôn mầm họa xuống. Đối với mỗi cử động ở bên ngoài, Ngô Hiểu Dương không đến mức rõ như trong lòng bàn tay nhưng cũng hiểu rõ trong lòng. Sau khi biết được cao tầng quân ủy và bàn tay đen phía sau màn đồng thời giữ cân bằng nhưng Hạ Tưởng vẫn liên tiếp thắng lợi, đánh cho bên mình chỉ có chống đỡ mà không có lực trả đòn, y thiếu chút nữa tức hộc máu. Cũng may nhờ vô số thuốc bổ đắt tiền và mấy nữ y tá xinh đẹp cẩn thận chăm sóc, cuối cùng y cũng thuận khí, hơn nữa cố gắng áp chế cơn tức giận, hy vọng có thể bình tĩnh, hòa nhã dưỡng thương. Chỉ khi thân thể bình phục toàn diện, mới có thể tiếp tục thi triển kế hoạch lớn, mới có thể báo thù rửa hận. Không trừ được Hạ Tưởng, Hứa Quan Hoa không chết, Trương Lực không chết. Khó giải được mối hận trong lòng Ngô Hiểu Dương. Rốt cục, hôm nay y cũng nghe được một tin tức khiến y hưng phấn. Hạ Tưởng sẽ tới quân ủy, sẽ tới thời khắc quyết chiến cuối cùng. Tâm tình Ngô Hiểu Dương liền tốt lên, ăn uống tốt lên, ăn thêm không ít tổ yến, phi cá và thuốc bổ quý hiếm mua bằng tiền nộp thuế của nhân dân. Ăn tới mức suýt nữa thì y lại bùng lên sắc tâm. Sắc tâm vừa lên, tác động vào miệng vết thương, đau muốn chết lại khiến y mắng Trương Lực mấy trăm lần. Ngô Hiểu Dương hoàn toàn tin tưởng,
với thủ đoạn của cao tầng quân ủy, với trí tuệ của bàn tay đen sau màn, đương nhiên Ngô Hiểu Dương gọi bàn tay đen đứng sau màn ra đòn độc với Hạ Tưởng là bàn tay ra đòn. Chỉ cần Hạ Tưởng vừa bước vào quân ủy, cho dù Hạ Tưởng có thể thong dong rời khỏi thì sinh mạng chính trị của hắn cũng sẽ tuyên cáo chung kết. Có người đã sớm chuẩn bị đầy đủ, bày xong long môn trận, chỉ chờ Hạ Tưởng chui đầu vào lưới. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Ngô Hiểu Dương không kìm nổi cười ha ha ba tiếng. Vốn là cười bốn tiếng nhưng tiếng thứ bốn còn chưa cười ra đã bị nữ y tá xinh đẹp bịt lại bằng một quả nho. Ngô Hiểu Dương liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ y tá, như thể lại quay trở về thuở 18, 19, nói. Chờ khi anh xuất viện, mang em bên cạnh anh được không? Nữ y tá thẹn thùng muốn nói, lại không nói gì, chỉ gật gật đầu, bộ dạng như chim nhỏ nép vào người cực kỳ đáng yêu càng khiến tâm tư Ngô Hiểu Dương sao động mãnh liệt. Nếu Ngô Hiểu Dương biết y sắp gặp phải vận mệnh, đừng nói là có tâm khiêu khích nữ y tá, có thể nuốt trôi cơm đã là vạn hạnh. Ngay khi Ngô Hiểu Dương còn đang vui vẻ suy nghĩ linh tinh, tại sân bay Bắc Kinh, một chuyến bay quốc tế từ từ hạ xuống. Từ máy bay có hai người phụ nữ tuyệt sắc bước xuống. Một người ôm một đứa bé, một người kéo hành lý. Hai người vừa cười vừa nói bước ra sân bay, lại có hai người phụ nữ đẹp không sao tả xiết tới đón. Người đến đón đúng là Lý Thấm và Vệ Tân, mà hai người vừa bước xuống máy bay đúng là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm vừa về nước. Nếu người nào biết rõ Hạ Tưởng sẽ đều biết, nếu sự tình bình thường mà Lý Thấm ra mặt, nhất định sẽ liên quan tới hành động kinh tế trọng đại. Mà Liên Nhược Hạm về nước, ngoại trừ sự tình của Hạ Tưởng có thể kinh động tới đại giá của cô, sự tình bình thường sao có thể khiến cô bận tâm chứ? Sau khi màn đêm buông xuống, Bắc Kinh trải qua một ngày ồn ào náo động giờ dần dần trở về yên tĩnh. Sau hàng ngàn hàng vạn bóng đèn của các gia đình, không biết có bao nhiêu hợp tan, vui buồn. Người ta lại càng không biết rằng, ở Trung Nam Hải, ở nội các chính phủ, ở quân ủy, văn phòng các lãnh đạo chủ chốt vẫn sáng đèn, nhân viên công tác vẫn bước đi vội vàng, hoàn toàn không hề có chút vẻ gì là hết giờ làm việc. Đêm nay, nhất định có rất nhiều người không lòng dạ nào ngủ. Trận quyết chiến ngày mai liên quan tới vận mệnh của vô số người, tác động tới tâm tư của rất nhiều người cao tầng của Trung ương. Hạ Tưởng cũng không tâm tư nào ngủ, không phải vì khẩn trương, cũng không phải vì quá mức lo lắng mà vì hắn đang ngập chìm trong sự vui sướng gặp lại người nhà. Ở sân bay, Tào Thù Lê chia tay Liên Nhược Hạm, tới thẳng chỗ Hạ Đông để thăm. Liên Nhược Hạm mang theo con gái về nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô đèn đuốc sáng choang, tiếng cười vang khắp nơi. Ông cụ nhà họ Ngô và Ngô Tài Dương vui không gì cưỡng nổi. Hạ Tưởng cũng cười tâu toét, con gái xinh đẹp như hoa như ngọc, cực kỳ đáng yêu, kế thừa làn da trắng và vẻ đẹp của Liên Nhược Hạ một cách hoàn mỹ. Ngoại trừ cái mũi và đôi mắt giống Hạ Tưởng, may mắn là không kế thừa gen da ngăm đen của Hạ Tưởng. Liên Nhược Hạm trở về, chẳng những mang lại niềm vui cho nhà họ Ngô mà còn mang đến trợ giúp rất lớn cho Hạ Tưởng. Tốt, tốt, tốt. Ông cụ nhà họ Ngô vô cùng vui vẻ, liên tục tán thưởng. Không ngờ lúc ông còn sống lại có việc vui không ngừng. Tất cả đều nhờ vào Hạ Tưởng, Tài Dương, sau này ai còn bắt nạt Hạ Tưởng, kẻ đó chính là chống lại nhà họ Ngô. Ai có thể bắt nạt anh ấy chứ? Liên Nhược Hạm dường như không hề quan tâm tới Hạ Tưởng, lườm Hạ Tưởng một cái. Cháu còn ở đây, anh ấy sống rất thoải mái. Cháu không ở đây, anh ấy cũng vẫn sống rất thoải mái. Ai dám bắt nạt anh ấy, kẻ đó chính là kẻ đuôi mù. Đúng thế, có một số kẻ đuôi mù. Ngô Tài Dương cũng mắng một câu rất hiếm thấy. Hạ Tưởng, ngày mai phải đánh cho đối phương một bạt tai vang dội vào. Cả đêm Hạ Tưởng đều ngủ không ngon, bị gây sức ép lặp đi lặp lại nằm xuống lại nhỏm dậy, vừa mệt vừa vui, thật lâu không tự tay thay tã và pha sữa cho con. Hắn bận rộn nhưng vì con gái mình nên không hề có một câu oán hận. Trời sáng. Hạ Tưởng gần như cả đêm không chợp mắt nhưng vẫn tinh thần phấn chấn đi cùng mấy người, rảo bước tiến vào cửa chính quân ủy. Dương Thành. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, mấy người chăm sóc bên cạnh Quý Như Lan, hai mắt đẫm lệ. Đều là người thân của Quý Như Lan, tự nhiên là đều thật tâm, chân tình quan tâm tới cô. Nhưng trong vòng người thân bao quanh, Quý Như Lan vẫn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt hồng hào, hô hấp ổn định, như thể đang tiến vào mộng đẹp vậy. Cũng không biết trong mộng đẹp của cô có Hạ Tưởng hay không. Quý Như Lan hôn mê đã một tuần. Khiến thầy thuốc bó tay không biện pháp chính là, Quý Như Lan hôn mê khác với những trường hợp hôn mê khác,
các chức năng cơ thể cô đều bình thường, bề ngoài lại không bị thương chút nào, thân thể bị sóng bùng nổ tấn công nhưng thậm chí da còn không hề bị rách chút nào, có thể nói là kỳ tích. Hơn nữa cô vẫn hô hấp bình thường, sóng điện não hoạt động bình thường, ngoại trừ việc bị hôn mê bất tỉnh thì không khác nào bình thường. Như bác sĩ chủ chỉ có nhiều năm kinh nghiệm phong phú phán đoán, tình hình hiện tại của Quý Như Lan gọi là hôn mê là không thích đáng, nên gọi là giấc ngủ mới đúng. Nói đúng là, nếu bỗng nhiên Quý Như Lan ngáp một cái thật to rồi ngồi dậy, giống như vừa tỉnh giấc, vậy sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là Quý Như Lan vẫn bất tỉnh. Bác sĩ cũng thật sự không có cách nào, chỉ có thể coi đây là Quý Như Lan có ý thức tự bảo hộ quá độ mà đóng kín bản thân lại. Nói cách khác, chính là Quý Như Lan không muốn tỉnh lại, không thể tự kiềm chế đắm mình trong giấc mộng. Có thể khiến người ta tình nguyện ngủ không muốn tỉnh, đương nhiên là mộng đẹp. Mấy bác sĩ chủ trị cho Quý Như Lan liền tặng cô biệt danh là Thụy Mỹ nhân người đẹp ngủ. Sáng sớm hôm nay, Lâm Song Bồng đến bệnh viện thăm hỏi Quý Như Lan, mang theo hoa tươi và hoa quả, lại nói chuyện với người nhà họ Quý một chút. Y đang chuẩn bị rời đi thì Quý Như Trúc đột nhiên hỏi một câu. Hạ tưởng còn chưa xử lý Ngô Hiểu Dương à? Lâm Song Bồng bất đắc dĩ cười. Hạ tưởng không phải là chủ tịch quân ủy. Hơn nữa, cho dù anh ta là chủ tịch quân ủy cũng không thể muốn nói xử lý một viên trung tướng là có thể xử lý được ngay. Ông cụ hôm nay phải đi cùng Hạ tưởng tới quân ủy một chuyến. Qua hôm nay, sự tình liền đại khái có một đường lối giải quyết. Kết quả sự tình cuối cùng sẽ là như thế nào? Quý Như Trúc lại hỏi, đột nhiên nhớ tới Trương Lực. Trương Lực sẽ có kết quả thế nào? Kết quả cuối cùng của sự việc, tôi cũng không nói chắc được. Lâm Song Bồng thừa nhận tầm mắt mình không đủ, chỉ có thể nhìn trong vòng tỉnh Lĩnh Nam. Trong toàn tỉnh Lĩnh Nam, ngoại trừ Trần Hạo Thiên, Mễ Kỳ Hỏa và Hạ Tưởng có tư cách ngồi phương Nam mà nhìn phương Bắc, tất cả những người còn lại đều thiếu một tầm. Về phần Trương Lực, chỉ sợ sẽ phải thành vật hy sinh. Quý Như Trúc và Lâm Song Bồng không nhận thấy một điều. Khi bọn họ đàm luận về Hạ Tưởng và Trương Lực, hai mắt của Quý Như Lan đang nhắm nhặt dường như cố gắng mở ra, nhưng sau vài lần cố gắng dường như vẫn không muốn tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, cô lại khôi phục trạng thái ngủ say. Giấc mơ của Quý Như Lan có lẽ là mộng đẹp. Có một số người đang tỉnh táo nhưng lại sắp gặp phải một cơn ác mộng sâu không thấy đáy. Khi ô tô của Hạ Tưởng dừng ở cửa quân ủy, vẫn là Cốc Xương ra mặt nghênh đón. Cốc Xương tự tin bước đi, thoải mái bước tới cửa. Vừa mới định đứng lại liền ngây ngẩn cả người. Trước đó Hạ Tưởng đã nói sẽ có người đi cùng với hắn tới. Bên quân ủy nghĩ nhiều lắm chỉ là thư ký hoặc là nhân viên hộ tống, thậm chí đã tính tới phương án xấu nhất, chính là lão cổ sẽ ra mặt. Kết quả đúng là lão cổ ra mặt thật. Nếu chỉ có lão cổ ra mặt cũng không đến mức Cốc Xương kinh ngạc ngây người tại chỗ, nhưng đằng sau lão cổ chẳng những có lão Quý, còn có cả lão Trịnh. Không sai. Lão Trịnh trên cơ bản từ lâu không hỏi tới thế sự không ngờ tự mình ra mặt, cùng với Hạ Tưởng xuất hiện tại quân ủy. Việc này, thật sự là có vấn đề rất lớn. Cốc Xương nhất thời thất thần, nhưng bên quân ủy rõ ràng đã đáp ứng Hạ Tưởng, đồng ý yêu cầu có người đi cùng với hắn, liền không có lý do gì để từ chối đám người Hạ Tưởng đi vào. Huống chi, muốn từ chối còn phải có tư cách mới được. Ai dám từ chối ba ông cụ có lực ảnh hưởng không gì sánh được hoặc sáng hoặc ngầm đối với quân ủy chứ? Cốc Xương vội vàng cung kính mà không nóng vội mời mấy người Hạ Tưởng đi vào. Bề ngoài thì nhiệt tình nhưng trong lòng thì vô cùng chua xót và cũng đột nhiên cực kỳ bất an. Hạ Tưởng bộ dạng bình thản, hơn nữa còn mỉm cười vẻ nắm chắc thắng lợi khiến trong lòng Cốc Xương hơi giật mình. Tuy nhiên vừa nghĩ đến bố cục tỉ mỉ hôm nay, y lại hơi ổn định tâm thần. Trong quân ủy, mọi thứ vẫn giống như thời lão cổ, lão Quý và lão Trịnh. Hiện tại trở về chốn cũ. Ba ông cụ đều đầy cảm xúc, vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện. Không ít người nhận ra ba ông cụ đức cao vọng trọng, bất kể là thượng tướng, trung tướng hay là thiếu tướng, đều cúi chào với ba ông cụ. Hạ Tưởng đi cùng nên cũng được hưởng thụ đãi ngộ siêu quy cách. Nghe thấy lão cổ và hai ông cụ xuất hiện, rất nhiều cao tầng trong quân ủy đều ngồi không yên, đều đi ra đón, tuy nhiên vẫn chậm một bước. Không biết là mấy ông cụ cố ý hay do Hạ Tưởng cố ý bày trò. Cả mấy người đều bước đi rất nhanh. Chờ khi lãnh đạo quân ủy nghe được tin tức, bước ra khỏi văn phòng làm việc thì Hạ Tưởng và ba ông cụ đã đi tới phòng họp. Bên phía quân ủy ra mặt tiếp đón đám người Hạ Tưởng vẫn là Vương Nhâm Cửu, nhưng ngoại trừ gã còn có thêm Phù Huyên. Khi Hạ Tưởng đi vào quân ủy,
rốt cục Phù Huyên cũng xuất hiện, cũng chính thức tham gia sự kiện Ngô Hiểu Dương. Đây cũng là biểu hiện cho bên ngoài biết y quyết tâm kiên định chống tham nhũng, đồng thời cũng để giữ cân bằng, cũng nhằm bơm hơi cho Hạ Tường. Vương Nhâm Cửu và Cốc Xương liếc nhau, trong mắt có vẻ tức giận, cũng có cả cười khổ. Cũng không ai nghĩ rằng Hạ Tường sẽ đi cùng ba ông cụ như vậy. Lúc trước tuy rằng đã bố cục rất chu đáo, chặt chẽ, nhưng nếu dám thi triển ở trước mặt ba ông cụ, nếu chẳng may chọc giận ba ông cụ đức cao vọng trọng, nếu không thể thu dọn thì làm thế nào chứ? Chẳng lẽ, sự tình hôm nay lại thất bại trong gang tấc sao? Lão Cổ lên tiếng. Đồng chí Nhâm Cửu, đồng chí Phù Huyên, đồng chí Cốc Xương. Tôi và Lão Quý, Lão Trịnh tới đây là dự thính, sẽ không ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện giữa quân ủy và Hạ Tường, cũng sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến nào có tính khuynh hướng, chỉ có chút tác dụng giám sát mà thôi. Các anh không cần tâm lý gánh nặng, nên tiến hành như thế nào thì cứ tiến hành như thế đó. Đúng thế. Lão Quý cũng phụ họa với vẻ mặt ôn hòa. Thế nào, đồng chí Nhâm Cửu và đồng chí Phù Huyên, sẽ không phải là không chào đón mấy lão già chúng tôi chứ? Lão Trịnh cười hỏi. Lão thủ trưởng chỉ đạo công tác, tôi đại biểu cho các cấp quân ủy, hoan nghênh còn không kịp. Vương Nhâm Cửu đành phải nói trái với lương tâm, sau đó chỉ bảo thư ký. Đổi mấy chén trà xanh, chuẩn bị mấy bản ghi chép nội dung nói chuyện. Vốn trà vừa mới mang lên nhưng lại cố ý bảo thư ký đổi trà, thực chất không phải đổi trà mà là muốn giao lưu phía sau màn. Hạ Tường biết rõ, Lão Cổ biết rõ, Lão Quý và Lão Trịnh cũng đều là những người đầy kinh nghiệm trốn quan trường, sao có thể không biết rõ chứ? Tất cả đều không nói ra mà chỉ cười, mặc kệ hành động đổi trà của Vương Nhâm Cửu. Vương Nhâm Cửu vào lúc này đổi trà, kỳ thật đã chứng minh một điều, đối mặt với ba ông cụ, dưới áp lực hùng mạnh, y do dự, không biết có nên tiếp tục kế hoạch của mình hay không. Trong lòng y không còn tự tin nữa. Quả nhiên không ngoài dự liệu của mấy người Hạ Tường, sau khi ra ngoài, thư ký liền nhanh chóng gọi điện thoại. Sau một phút trò chuyện, thư ký buông điện thoại ra, đổi trà mới xong, lại quay về phòng họp. Dựa theo lệ thường, ly trà đầu tiên hẳn là phải bưng lên mời Lão Cổ, dù sao Lão Cổ cũng từng mang cấp bậc tối cao trong quân ủy. Nhưng không biết là do thư ký ngơ ngẩn hay nhất thời không biết rõ quy củ, ly trà đầu tiên lại mang tới cho Hạ Tường. Vương Nhâm Cửu hiểu, trình tự mời trà của thư ký nhắc nhở y một sự thật, có người nhắc y rằng, kế hoạch vẫn không thay đổi, cứ theo kế hoạch cũ mà làm việc. Lão Cổ, Lão Quý và Lão Trịnh lặng lẽ giao lưu ánh mắt một chút. Ba ông cụ đều lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Giỏi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, có bản sắc kiêu hùng. Chẳng qua. Trừ khi là những ông cụ đã trải qua khai quốc đời thứ nhất, dù là đời thứ hai hay đời thứ ba, ở trước mặt Lão Cổ, Lão Quý và Lão Trịnh, cũng đều là thế hệ con cháu, cho dù là kiêu hùng cũng chỉ là kiêu hùng, ở thế hệ con cháu. Vương Nhâm Cửu hít một hơi sâu, trong lòng kiên định niềm tin tất thắng, mở miệng hỏi. Như vậy trước hết tôi xin hỏi Phó Bí Thư Hạ, có phải trước khi Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương, anh đã biết từ trước không? Những lời này chẳng những là cạm bẫy. Hơn nữa còn rất không lễ phép. Hạ Tường lại không hề có chút không vui nào, lắc đầu nói. Không biết, nghe nói Trương Lực và anh luôn có quan hệ không tồi. Thật sự có chuyện này không? Vương Nhâm Cửu tiếp tục hỏi. Quan hệ giữa tôi và Trương Lực coi như bình thường. Theo chứng cứ liên quan cho thấy, trước khi Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương, sở dĩ không hề đảm nhiệm chức vụ thư ký của Chủ tịch tỉnh là bởi vì anh đề nghị với đồng chí Mễ Kỳ Hỏa đổi thư ký mới. Điều này có phải nói rõ anh đã biết trước rằng Trương Lực sẽ ám sát Ngô Hiểu Dương, để bảo vệ danh dự cho đồng chí Mễ Kỳ Hỏa, anh mới đưa ra đề nghị trên không? Vương Nhâm Cửu tiếp tục truy vấn, tăng mạnh cường độ, ý đồ chọc giận Hạ Tường, khiến Hạ Tường bị lửa giận công tâm khiến tâm thần đại loạn. Hạ Tường vẫn trấn tĩnh, thản nhiên như cũ. Cách nói này là duy tâm. Việc Trương Lực bị miễn chức vụ thư ký của Chủ tịch tỉnh và ân oán cá nhân giữa anh ta với Ngô Hiểu Dương không hề có liên quan trực tiếp nào. Hai chuyện không hề có bất cứ quan hệ nhân quả nào. Vương Nhâm Cửu cũng không để ý tới giải thích của Hạ Tường, tiếp tục hỏi. Xin hỏi, Phó Bí Thư Hạ và Mộc Phong, Hứa Quan Hoa có quan hệ vô cùng chặt chẽ, có đúng vậy không? Đúng, quả thật quan hệ cá nhân không tồi. Hạ Tường trả lời rất thật, không chút e ngại. Như vậy vụ nổ hoa vô khuyết, kết luận điều tra bước đầu của quân ủy là bởi vì mâu thuẫn giữa Mộc Phong và Mạnh Tán, dẫn tới Tiêu Lương báo thù anh. Anh có đồng ý hay không? Có thể nói, từ đầu tới cuối,
Câu hỏi của Vương Nhâm Cửu nếu không phải liên tục đổi trắng thay đen thì cũng chính là muốn cho Hạ Tưởng lầm đường lạc lối. Nói ngắn gọn một câu, liên tục chơi xấu Hạ Tưởng tới cùng. Về vấn đề này, Hạ Tưởng không trực tiếp trả lời mà trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu, mỉm cười đầy thâm ý. Chủ nhiệm Vương, nói nửa ngày, anh đều là phỏng đoán mà không có chút chứng cứ rõ ràng nào. Tôi cảm thấy chúng ta thật sự không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Trước khi tới quân ủy, tôi đưa ra ba điều kiện, trong đó có một là không công khai sự tình. Tuy nhiên tôi chú ý thấy bên quân ủy hẳn là đã bố trí bộ phận phóng viên, đã muốn sự tình náo lớn và công khai hóa. Tốt, một khi đã như vậy, không bằng đơn giản nói trắng ra đi. Hạ Tưởng đột nhiên cao giọng, lớn tiếng nói. Xin mời truyền thông cũng tham gia hội đàm hôm nay. Ngay trước mặt truyền thông, tôi sẽ nói rành mạch tiền căn hậu quả của sự việc. Chủ nhiệm Vương, anh, có dám hay không? Không sai, màn kịch hay ho mà người ta đã dày công chuẩn bị cho Hạ Tưởng là, cho dù ngày hôm nay Hạ Tưởng có thừa nhận những lời chỉ trích đối với hắn hay không, cũng không cần biết có thể nắm được Trương Lực, khiến khẩu cung của Trương Lực trở thành lời chứng hữu lực buộc tội Hạ Tưởng hay không, đều phải làm to chuyện. Mượn giới truyền thông để lan truyền chuyện Hạ Tưởng dựa vào tư cách phó bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam để tham gia vào chuyện của quân ủy. Giống như một bồn nước bẩn từ trên trời đổ ào xuống, khiến Hạ Tưởng ướt như chuột lột. Không cần biết Hạ Tưởng có trong sạch không, những lời ong tiếng ve bên ngoài dồn dập táp tới, khiến Hạ Tưởng tổn hại thanh danh, lưu lại vết đen khó xóa trong sự nghiệp chính trị của Hạ Tưởng. Dù không thể một đòn khiến Hạ Tưởng ngã ngựa thất thế, cũng đủ khiến Hạ Tưởng mang tiếng xấu cả đời. Nếu như mọi việc tiếp tục tiến triển thuận lợi, nắm được Trương Lực, khiến Trương Lực trước mặt mọi người vu khống Hạ Tưởng là người đứng sau điều khiển mọi việc. Hình ảnh Hạ Tưởng trước giới truyền thông bị hủy hoại, lại nhờ giới truyền thông lan rộng ra ngoài, chứng thực cái tin Hạ Tưởng cấu kết với lãnh đạo cấp cao trong quân đội hãm hại Trung tướng Tư lệnh. Hạ Tưởng còn có tiền đồ và tương lai gì nữa? Nếu còn, chỉ có thể cảnh tù tội đang chờ hắn phía trước. Kể cả Tổng Bí Thư có lên tiếng bảo vệ cho Hạ Tưởng, hắn cũng không thể nào bước tiếp trên con đường chính trị. Sự nghiệp chính trị tan tành như mây khói, chỉ có thể ngậm ngùi mà lui về sau. Có thể nói, kế hoạch phu cáo này đã được lên vô cùng chặt chẽ, đầu tiên là khiến Vương Nhâm Cửu giáng đòn phủ đầu, lại mượn tay truyền thông lan tin rộng rãi. Hạ Tưởng thật sự là thủ phạm hay chỉ bị hãm hại không còn quan trọng nữa, quan trọng là, chỉ cần tạo một sự thật hiển nhiên, trong môi trường chính trị ở trong nước, cũng đủ khiến Hạ Tưởng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sao rửa sạch thanh danh. Tiếng xấu ắt không tránh khỏi, mà có muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Toàn bộ kế hoạch không phải không có kẽ hở, nhưng đối với người đứng phía sau điều khiển, thực sự cũng có thể coi là hoàn hảo, nhưng vẫn có ba điều y không thể ngờ tới. Một là không ngờ được ngoài Lão Cổ, cả Lão Quý và Lão Trịnh cũng có mặt tại quân ủy. Hai người Lão Quý và Lão Trịnh đã lâu không can dự vào chuyện đời nay đích thân đến quân ủy, ý nghĩa quả thật không nhỏ. Hai là không ngờ Hạ Tưởng lại thông minh đến như vậy, lại đoán ra ý đồ y muốn mượn tay truyền thông để lan rộng sự thật bịa đặt. Thật ra y đã đánh giá thấp trí tuệ Hạ Tưởng rồi, bề ngoài Hạ Tưởng lưu lại Bắc Kinh vài ngày, kỳ thực Hạ Tưởng cùng lúc với việc sắp xếp bố cục ở bên ngoài, cũng đang âm thầm nghiên cứu cách thức của thủ phạm. Hạ hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay kế hoạch tiêu tốn kinh phí dành cho truyền thông của y. Đồng thời Hạ Tưởng còn chủ động đề cập đến vấn đề phải làm sáng tỏ mọi chuyện trước sự giám sát của truyền thông. Lẽ nào Hạ Tưởng đã nắm chắc phần thắng? Ba là y không ngờ rằng ngoài Hạ Tưởng, Lão Cổ, Lão Quý và Lão Trịnh, còn có quan Viễn Khúc cũng lặng lẽ đến quân ủy, triệu tập bí mật một cuộc họp lãnh đạo cao cấp để tuyên bố một quyết định trọng đại. Người đứng phía sau thực sự quá tự đắc vào tài tính toán của mình, lại cậy việc y trải đời hơn Hạ Tưởng những mấy chục năm. Y chắc mầm mình đã có thể hại Hạ Tưởng không ngóc đầu lên được. Nhưng rốt cuộc y vẫn không nghiên cứu kỹ Hạ Tưởng, cũng không có cách nào hại được Hạ Tưởng. Bởi những thế lực bí mật đứng sau Hạ Tưởng rất nhiều. Đừng nói là y, ngay cả người thân cận với Hạ Tưởng nhất cũng không thể biết mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng rộng như thế nào. Nếu như để người đứng phía sau biết được y không chỉ có ba điều không ngờ tới, mà còn bốn, năm. Rất nhiều điều không ngờ tới nữa, thì có lẽ y sẽ hối hận về hành động đã làm ngày hôm nay. Tại hội nghị bí mật của quan Viễn Khúc triệu tập ở quân ủy, dưới đề nghị của Hạ Tưởng, rốt cuộc cũng đem mọi chuyện phơi bày trước ánh sáng, rồi đặt bút tính toán mọi món nợ nần. Cùng lúc ấy, Liên Nhược Hạm người mới về nước ngày hôm qua, chưa kịp nghỉ ngơi phút nào đã phải triệu tập các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn,
tham dự cuộc họp bí mật về các mục tiêu chính của ngành công nghiệp thực phẩm trong nước. Tham dự hội nghị không chỉ có Lý Thấm và Hạ Tưởng những thành viên trong tổ chức kinh tế, mà còn có sự hiện diện của giới chuyên môn tài chính mà Liên Nhược Hạm mời từ nước ngoài về. Trong đó có cả những ông trùm tài chính từng một thời đứng sau thao túng, làm mưa làm gió trên thị trường tài chính Đông Nam Á. Cơn bão tài chính sắp sửa nổi lên ngay lúc trận quyết chiến cuối cùng giữa Hạ Tưởng và người đứng phía sau diễn ra. Đương nhiên, cũng có những biến cố Hạ Tưởng không hề ngờ tới. Điều đầu tiên Hạ Tưởng không ngờ đến là, ngày hôm nay, điện não đầu của Quý Như Lan rất tốt, có dấu hiệu bệnh nhân sắp thức tỉnh, hoặc ít nhất cũng đã có ý thức. Lại có lẽ là nhờ sự khôn ngoan lanh lợi, đồng thời với việc Quý Như Lan có dấu hiệu thức tỉnh, Trương Lực tận hết sức mình, dùng hào quang cuối cùng của cuộc đời, soạn ra một khúc nhạc bi tráng. Trương Lực dùng sinh mạng vẽ ra hào quang cuối cùng, là điều thứ hai mà Hạ Tưởng không ngờ tới. Vì hôm nay, Hạ Tưởng còn định dùng hết sức đi giải vây cho Trương Lực, hoặc ít nhất cũng phải bảo vệ tính mạng cho cậu ta. Hạ Tưởng cho rằng, cho dù phía quân đội dùng hình phạt nghiêm khắc với Trương Lực, nhưng bây giờ phía cảnh sát địa phương không dễ dàng sử dụng mức án cao. Nhưng phía quân đội cũng thiếu mất việc giám sát, những bí mật ẩn bên trong cũng không thể làm được đến mức rõ ràng như mong muốn được, suy cho cùng, Trương Lực cũng không phải tầng lớp bình thường. Y từng là thư ký của chủ tịch tỉnh, giờ là công chức trong tỉnh ủy, là đảng viên. Tuy nhiên Hạ Tưởng đã quá coi thường sự điên rồ của đối phương vì muốn dồn hắn vào chỗ chết, vì muốn từ trên người Trương Lực mở ra cánh cửa đột phát. Ngay lúc Hạ Tưởng đang trực tiếp so chiêu với Vương Nhâm Cửu, Trương Lực đang phải chịu đựng thống khổ vô cùng. Nếu bây giờ Hạ Tưởng nhìn thấy Trương Lực, nhất định sẽ không thể nhận ra cậu ta là ai. Toàn thân Trương Lực là những vết thương chồng chất lên nhau, khuôn mặt đầy máu tươi, một con mắt gần như bị đánh mù, hàm răng bị đánh gãy mấy cái, một nửa bên mặt sưng phù lên, vô cùng thê thảm. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Trương Lực phải nếm chịu cay đắng khổ cực như vậy, nhưng dưới sự nghiêm hình tra tấn, không ngờ vẫn giữ vững được sự ngoan cường, không chút chịu khuất phục, thậm chí còn cười nhạo đối phương. Muốn bắt tôi nói xấu phó bí thư Hạ, nằm mơ, các anh chính là lũ nhát gan hèn hạ, chính là một lũ rác rưởi, lũ xấu xa, bọn tạp nham. Quốc gia nuôi mấy người, là để mấy người bảo vệ quốc gia, thế nhưng các anh đã làm được gì cho quốc gia? Tất cả đều là một lũ ăn hại. Sự gào thét của Trương Lực đổi lại chính là sự tra tấn càng thêm mãnh liệt không ngừng nghỉ lên da thịt. Trương Lực, cậu cần gì phải cứng rắn chống đỡ, rồi chuộc khổ vào thân như vậy? Hạ Tưởng cũng sẽ không hiểu được tình cảm của cậu, chỉ cần cậu vu khống Hạ Tưởng, cam đoan mọi chuyện sẽ trôi qua. Cho dù chết, cũng sẽ được chết một cách vui vẻ, thế nào? Suy nghĩ kỹ đi. Phì. Một ngụm nước bọt lẫn theo máu phun ở trên mặt đối phương, Trương Lực cười gằn. Mẹ, mày thả dám thối như chó. Phó bí thư Hạ là người trong sạch, muốn tao vu khống anh ấy, thì tao chính là kẻ đi vu cáo hãm hại người tốt. Các anh muốn đổi trắng thay đen, tạo ra án oan, đừng mong có thể tự do tự tại, còn sống, thì là đoạn tử tuyệt tôn. Chết đi, tiếng xấu muôn đời. Đối phương thẹn quá hóa giận, lại một trận quyền đấm cước đá chút lên người Trương Lực, mắt thấy Trương Lực nghiêng ngả, sắp không trụ được nữa rồi. Đối phương dừng tay, có chút lo lắng nhìn về phía cấp trên báo cáo. Trương Lực này rất cứng đầu, làm thế nào cũng không nhận tội. Mộc Phong thì thế nào? Còn chưa ra tay với Mộc Phong. Ra tay mạnh thêm chút nữa, phải tranh thủ bắt Trương Lực nhận tội, bây giờ là cơ hội khó có được, nếu không khi Hạ Tưởng rời khỏi quân ủy rồi. Muốn mời hắn đến thêm lần nữa, thì sẽ rất khó khăn. Vâng. Vừa quay đầu lại, đã thấy Trương Lực nhấc mình cùng với chiếc ghế bị trói lên, hai chân cũng bị buộc chắc chắn, cậu ta dùng hết khí lực toàn thân nhảy về phía trước, cậu ta cũng đã sớm tính kế để đạt được khoảng cách tốt nhất, toàn bộ thân mình bay lên trên không, đập vỡ cửa sổ, bay ra khỏi phòng. Trong những giây phút ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời, trên mặt Trương Lực hiện lên một nụ cười mãn nguyện, trong lòng hiện lên hai ý niệm. Như Lan, kiếp này vô duyên, kiếp sau gặp lại. Phó bí thư Hạ, trước đây tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, phụ sự kỳ vọng của anh, hy vọng cái chết của tôi sẽ tạo một cơ hội cho anh chuyển bại thành thắng. Địa điểm thẩm vấn Trương Lực ở tầng 5, cao mười mấy mét, dưới sức hút của trọng lực, nháy mắt liền rơi xuống đất. Một tiếng vang nặng nề qua đi, sinh mạng tuổi trẻ của Trương Lực cứ như vậy mà tiêu tan. Trương Lực chết đi. Chỉ còn lại một con mắt còn nguyên phẫn nộ mở lớn, miệng cũng há to ra, dường như đang im lặng đấu tranh với bầu trời ở phía trước.
Trương Lực chết rất có ý nghĩa, trong nháy mắt cậu ta rơi xuống đất, đúng lúc ô tô của Quan Viễn Khúc vừa mới dừng lại. Quan Viễn Khúc vừa mới xuống xe đã bị tiếng động ở xa xa kinh động, xoay người nhìn lại, không khỏi sợ ngây người. Kinh ngạc đến ngây người qua đi, trên mặt hiện lên sự tức giận khó có thể áp chế. Ngay lập tức có người tiến đến vây quanh thi thể của Trương Lực định mang đi, dự định che giấu chân tướng. Quan Viễn Khúc khẽ gật đầu với người tùy tùng ở bên cạnh, người tùy tùng nhanh chóng đi đến bên cạnh thi thể của Trương Lực, chụp ảnh, hỏi han một hồi, đại khái hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Đã không còn có khả năng che giấu được sự việc, một tiếng động lớn đã kinh động đến rất nhiều người, hơn nữa ở bên trong quân ủy cũng không thiếu người của Tổng Bí Thư, đã có người nhanh chóng đến báo cáo với Tổng Bí Thư. Cũng đã có người nhanh chóng báo cáo tin tức với Thủ tướng. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Nửa giờ sau, ở phía xa Dương Thành, Mễ Kỳ Hỏa cũng đã lên máy bay bay đến Bắc Kinh. Mà Quý Như Lan ở trong bệnh viện Dương Thành vẫn đang hôn mê bất tỉnh, đường sóng điện tâm đồ đột nhiên nhấp nhô. Hạ Tưởng khí thế hùng hổ nhìn thẳng vào hai mắt Phương Nhâm Cửu, lại ép hỏi một câu. Chủ nhiệm Vương, anh, có dám hay không? Vương Nhâm Cửu chưa từng bị người nào thúc ép như vậy, dưới sự bức bách vênh váo hung hăng của Hạ Tưởng, bỗng phát tác lên. Có cái gì mà không dám chứ? Phó Bí Thư Hạ, hy vọng anh không hối hận. Hạ Tưởng trong nháy mắt lại trở lại vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Tôi một khi đã làm chuyện gì tuyệt không hối hận, đổi lại là anh kia, chủ nhiệm Vương, anh nhất định phải nghĩ cho kỹ hậu quả nếu đáp ứng đề nghị của tôi. Kế khích tướng của Hạ Tưởng đã đem lại hiệu quả, nếu chỉ là một mình Hạ Tưởng, có lẽ Vương Nhâm Cửu còn có thể bình tĩnh ứng đối, nhưng đối mặt với nụ cười đầy thâm ý của Lão Cổ, Lão Quý, Lão Trịnh, y không thể khống chế được, lập tức đáp ứng Hạ Tưởng. Được, tôi đồng ý với yêu cầu của Phó Bí Thư Hạ. Vài phút sau, trong phòng họp xuất hiện thêm nhân viên của một số phương tiện truyền thông, nói là nhân viên, kỳ thực đều là phóng viên tài liệu tham khảo nội bộ cao nhất ở trong nước. Người đến tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có 4-5 người, nhưng trong lòng Hạ Tưởng biết rõ, làm phóng viên tài liệu tham khảo nội bộ có lực ảnh hưởng lớn nhất ở trong nước, bài viết của mấy người này có thể trực tiếp trình lên Bộ Chính trị Trung ương, Ủy viên Quốc hội và lãnh đạo tối cao. Bài viết tham khảo tài liệu nội bộ không công bố ra bên ngoài, nhưng lực sát thương so với chính thức đăng báo còn mạnh hơn. Nếu làm cho bọn họ chăm miệng một lời khẳng định người nào là thủ phạm, thì kẻ đó nhất định chạy trời không khỏi nắng. Cuộc chiến này, hai kẻ mạnh gặp nhau, tất có một bên bị thương. Sau khi mấy người phóng viên tham khảo tài liệu nội bộ với vẻ mặt trang nghiêm ngồi xuống, Vương Nhâm Cửu còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên có một người vội vã đi vào, cúi đầu nói nhỏ vào trong tai Vương Nhâm Cửu câu gì đó. Vương Nhâm Cửu vốn đang ngồi nghiêm chỉnh lập tức kinh hãi thất sắc, hơi đứng lên, đầu tiên là vẻ mặt hồ nghi mà liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thất thanh hỏi. Đến đã lâu chưa? Xảy ra chuyện gì? Lão Cổ, Lão Quý và Lão Trịnh ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng khó hiểu, chẳng lẽ Hạ Tưởng ngoài bọn họ ra, còn mượn ngọn gió nào khác? Chuyện ngày hôm nay, kỳ thực không nên để Vương Nhâm Cửu ra mặt. Nhưng thứ nhất là do trách nhiệm, thứ hai là do quan hệ tâm đầu ý hợp giữa y và người đứng phía sau, dựa trên hai nguyên nhân này, nhất định phải để y ra mặt trực tiếp so chiêu với Hạ Tưởng. Xét một cách công bằng, y tự nhận không có ân oán cá nhân gì với Hạ Tưởng, nhưng phải thừa nhận. Y không có thiện cảm đối với Hạ Tưởng. Y không thích, chỉ vì quan hệ chặt chẽ giữa y và Ngô Hiểu Dương. Ngô Hiểu Dương rơi vào kết cục như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ Hạ Tưởng ban tặng. Ngô Hiểu Dương tham ô cũng được, dung túng cho con trai làm sằng làm bậy cũng chẳng sao, đều có nội bộ quân đội tham gia điều tra xử lý rồi, liên quan gì đến Hạ Tưởng chứ? Hạ Tưởng lại cứ muốn xen vào chuyện của người khác, muốn nhúng tay vào công việc của quân đội. Không phải là tự ôm chuyện vào mình thì là cái gì? Và lại Hạ Tưởng thân là Phó Bí Thư Tỉnh ủy, sao lại có thể không hiểu rõ tình thế như vậy chứ? Ngô Hiểu Dương có thể đứng vững trong quân đội nhiều năm như vậy, khẳng định phía sau có một nền tảng mạnh mẽ, cứng rắn, ngay cả phụ huynh cũng đều dựa vào Ngô Hiểu Dương, sao Hạ Tưởng lại phải làm chuyện uổng công vô ích làm gì? Đường Đường là một trung tướng, đại tư lệnh quân khu. Chỉ là một phó bí thư tỉnh ủy nhỏ nhỏ cũng có khả năng thay đổi được vận mệnh hay sao? Hạ Tưởng, thực không biết lượng sức. Cảm nhận của Vương Nhâm Cửu đối với Hạ Tưởng cực kỳ kém, cho rằng Hạ Tưởng chỉ là đầy tớ của một người nào đó, mọi chuyện nhằm vào Ngô Hiểu Dương, là muốn nắm lấy chính trị tư bản ở Bắc Kinh mà thôi.
Xét cho cùng, Hạ Tưởng đơn giản chỉ là một tiểu nhân trục lợi đầu cơ. Bất đồng về lập trường chính trị, là điều rất bình thường, cảm nhận của Vương Nhâm Cửu đối với Hạ Tưởng là tốt hay xấu, không liên quan gì đến bố trí và kế hoạch lâu dài của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không có ân oán cá nhân gì với Vương Nhâm Cửu, nhưng lúc này cũng không thể buông tha, nhất định phải phân rõ thắng bại. Đúng lúc này có người đến thông báo tin tức cho Vương Nhâm Cửu, Vương Nhâm Cửu kinh hãi biến sắc, Hạ Tưởng biết ngay, Quan Viễn Khúc đã xuất hiện rồi. Quan Viễn Khúc đang tiến hành đẩy mạnh một phương châm chính sách trước nay chưa từng có, đó là áp dụng các biện pháp cương quyết và quyết đoán đối với những điều mục nát thối giữa đang ngày càng phát sinh trong quân đội, trước đó, đã nhận được sự đồng ý của Tổng Bí Thư. Tin tưởng với ngọn gió đông hùng mạnh mà Quan Viễn Khúc mang đến, chẳng những đóng một vai trò không thể thiếu trong việc thúc đẩy thắng lợi cuối cùng của Hạ Tưởng, còn có tác dụng hãm lại làn gió bất chính trong quân đội, mang lại được một tác dụng nhất định. Ngọn gió đông hùng mạnh, hiện tại Hạ Tưởng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, không thiếu ngọn gió đông nữa. Tin tức mà Vương Nhâm Cửu nhận được, quả thực là tin tức Quan Viễn Khúc đích thân tới quân ủy. Nhưng lúc này còn chưa rõ ràng Quan Viễn Khúc đích thân đến quân ủy và Hạ Tưởng đến quân ủy phối hợp điều tra, giữa hai chuyện này có liên hệ gì không? Suy đi nghĩ lại một chút, y tình nguyện tin tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp. Quan Viễn Khúc không có khả năng vì chuyện của Ngô Hiểu Dương mà quá mức thiên vị cho Hạ Tưởng, như vậy sẽ có bất lợi cho ảnh hưởng sau này của chủ tịch quan trong quân đội. Vương Nhâm Cửu tự an ủi bản thân một lúc, lại ổn định lại tinh thần, cố gắng không làm cho việc Quan Viễn Khúc đích thân tới quân ủy gây ảnh hưởng, phải dốc toàn lực ứng phó với Hạ Tưởng trong trận chiến cuối cùng này. Một số phóng viên tài liệu tham khảo nội bộ ngồi ở trong phòng họp, không khí so với lúc trước khác nhau rất nhiều, trở nên long trọng và chính thức hơn, ngay cả mấy phóng viên tài liệu tham khảo nội bộ cũng không nói gì, chỉ ngồi ở hàng sau, tập trung lắng nghe. Vương Nhâm Cửu mở miệng. Hiện giờ có một số lãnh đạo kỳ cựu ngồi ở đây, dưới sự giám sát của giới truyền thông, Phó Bí Thư Hạ, hôm nay chúng ta sẽ thẳng thắn mà nói rõ về nguyên nhân hậu quả của chuyện Ngô Hiểu Dương. Được. Hạ Tưởng không chút tránh né nói. Trước hết mời chủ nhiệm Vương ngay trước mặt giới truyền thông, nói một chút về sự định tính của quân đội đối với sự việc của Ngô Hiểu Dương. Sự kiện của Ngô Hiểu Dương là sự kiện phạm tội đã được âm mưu dự tính và có tổ chức từ trước. Là cá nhân riêng biệt khiêu khích quyền uy của quân đội, là sự kiện ám sát chính trị nghiêm trọng đối với một viên trung tướng. Sự kiện này chứng minh rất nhiều vấn đề, thứ nhất đương nhiên là phía chính phủ đã sơ sót trong công tác quản lý cán bộ, mới dẫn đến việc nhân viên của tỉnh ủy dám ám sát lãnh đạo quân đội. Thứ hai là cá biệt cán bộ địa phương có quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao của quân đội, dẫn đến tai họa ngầm xung đột với nhau. Thứ ba là địa phương chính quyền đã không làm đến nơi đến chốn trong việc phối hợp với quân đội. Vương Nhâm Cửu chậm rãi nói rất lâu rất dài, nhưng đều quay chung quanh một luận điểm mà triển khai, chính là nguyên nhân gây ra việc trên đều có liên quan đến tất cả tỉnh ủy Lĩnh Nam và bộ phận lãnh đạo tỉnh ủy. Thời điểm Vương Nhâm Cửu phát biểu, mấy người phóng viên đều miệt mài ghi chép lại, rất kỹ lưỡng. Mà Lão Cổ, Lão Quý và Lão Trịnh thì vẻ mặt rất bình tĩnh, không nói lời nào. Hạ Tưởng lại có bộ dáng đang cẩn thận lắng nghe. Vương Nhâm Cửu nói được khoảng 30 phút, thì mới hoàn toàn bộc lộ phẫn uất trong lòng. Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải lên tiếng rồi, đáng lẽ đang ở quân ủy, muốn lên tiếng cũng phải kiên nhẫn chờ đợi, tuy nhiên nghĩ lại khách phải thuận theo chủ, cũng có thể hiểu được. Hạ Tưởng hàm xúc mà nói một câu, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Chủ nhiệm Vương, tôi không đồng ý với cách nói của anh, quá độc đoán, cũng quá duy tâm. Đem toàn bộ sai lầm đổ lên đầu người khác, còn bản thân thì không có trách nhiệm gì. Sắc mặt của Vương Nhâm Cửu hơi đổi. Phó Bí Thư Hạ, kết quả điều tra của quân đội là rất ngay thẳng, có thể tin được, hơn nữa còn có chứng cứ thực tế. Hạ Tưởng rất không lễ phép mà cắt ngang lời nói của Vương Nhâm Cửu. Chứng cứ thực tế, tôi nghe chủ nhiệm Vương vu khống nửa ngày, mà không đưa ra được một chút bằng chứng rõ ràng nào, khó làm cho người ta tin phục được. Tuy nhiên nếu hôm nay muốn thảo luận vấn đề, thì tôi cũng muốn biểu lộ toàn bộ quan điểm của tôi về chuyện này, không biết chủ nhiệm Vương có đồng ý lắng nghe hay không. Vương Nhâm Cửu đương nhiên không thể làm cho Hạ Tưởng không mở miệng được, gật đầu nói. Hy vọng Phó Bí Thư Hạ căn cứ vào sự thực mà biểu thị thái độ, ngay trước mặt các vị lãnh đạo kỳ cựu và phóng viên ở đây, nói cho rõ ràng. Được. Hạ Tưởng vô cùng thẳng thắn nói. Mọi chuyện. Còn phải bắt đầu từ đứa con trai không việc ác nào không làm của Ngô Hiểu Dương là Ngô Công Tử mà nói.
Ngô công tử ở Dương Thành làm nhiều việc ác, không người nào dám quản, ỷ vào quyền thế của cha, coi trời bằng vung. Sau khi tôi được chuyển từ lĩnh Nam đến đây, bởi vì chủ trì hành động chuyên nghiệp, trong quá trình đánh đen trừ ác, động đến ích lợi của Ngô công tử, kết quả là Ngô công tử rất bất mãn với tôi, ngay cả Ngô Hiểu Dương cũng rất có thành kiến với tôi. Trong một lần đuổi bắt tội phạm bỏ trốn, Ngô công tử và Khang Chí tự chém giết lẫn nhau mà chết, sau đó, Ngô Hiểu Dương vì vấn đề kinh tế mà bị quân ủy điều tra. Ngô Hiểu Dương dưới sự đả kích liên tiếp đó, đã không tiếc bất cứ giá nào muốn trả thù xã hội. Gã đã sai hai thủ hạ là bộ đội đặc chủng của mình là Mạnh Tán và Tiêu Lương hành động riêng biệt, một người ngắm bắn Mộc Phong, một người đến biệt thự Hoa Vô Khuyết của nhà họ Quý nhận nhiệm vụ ám sát. Trong quá trình ám sát, Tiêu Lương bị bảo vệ anh Dũng bắt lại, kết quả là Tiêu Lương phát rồ, kích hoạt bom nổ, khiến cho Quý Như Lan bị thương, tôi cũng bị thương nghiêm trọng, phải nằm viện tĩnh dưỡng hơn một tuần, đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn. Nói đến đoạn này, Hạ Tưởng bỗng nhiên ho khan kịch liệt, thân mình cũng cong xuống. Trong lòng Vương Nhâm Cửu cười lạnh, giả vờ thực là giống. Nhưng giả vờ cũng được, là thật cũng chẳng sao, Hạ Tưởng vừa kể chuyện phối hợp với Kho Khan, quả thực đã chiếm được sự đồng tình của phóng viên ở đây. Đến bây giờ Quý Như Lan vẫn còn hôn mê bất tỉnh, không biết còn có thể tỉnh lại hay không. Vẻ mặt Hạ Tưởng bỗng nhiên uy nghiêm hơn một chút. Mà Quý Như Lan trong cảm nhận của Trương Lực giống như một nữ thần. Biết được Quý Như Lan bị thương là do người của Ngô Hiểu Dương cử đến, đã tức giận thay cho người đẹp, đâm Ngô Hiểu Dương 7 nhát liên tiếp. Phóng viên ngồi ở hàng sau xôn xao ồn ào, phát ra từng đợt kinh hô. Có lẽ có người sẽ muốn hỏi, Trương Lực chỉ là một người bình thường, vì sao lại có thể tiếp cận với một vị đường đường là trung tướng tư lệnh, hơn nữa còn có thể chém ra liên tiếp được 7 nhát. Đúng, đây chính là vấn đề mấu chốt, là bởi vì Ngô Hiểu Dương vẫn luôn lôi kéo Trương Lực. Muốn Trương Lực phục vụ cho gã. Thử nghĩ, tư lệnh quân khu không cố gắng đề cao sức chiến đấu của quân đội, không bảo vệ quốc gia, vì sao lại muốn qua lại thân mật với nhân viên công tác của tỉnh ủy? Rốt cuộc là có mục đích chính trị gì mà lại không thể cho ai biết? Mọi người thử nghĩ mà xem, đường đường là tư lệnh quân khu, chỉ vì cái chết của đứa con trai vô liêm sỉ mà lẽ ra đáng bị bắn chết 100 lần, giận chó đánh mèo lên các quan lớn của tỉnh ủy. Chẳng những muốn ám sát các quan lớn của tỉnh ủy lấy máu để rửa mối hận trong lòng, còn muốn diệt trừ hai người thủ hạ muốn đi theo chính nghĩa, ngay cả thiếu tướng Hứa Quan Hoa và đại tá Mộc Phong có ý kiến bất đồng với gã, cũng bị gã hạ lệnh ám sát. Nếu quốc gia mà lại có thêm vài người như Ngô Hiểu Dương, có phải toàn bộ quan chức địa phương phải chắp tay thoái vị hay không, đều phải nghe mệnh lệnh của quân khu. Một khi có người không nghe theo, bất chấp giết hết. Cuối cùng là đảng chỉ huy. Hay muốn diễn lại vở trong quân xuất hiện chính quyền cách mạng? Hạ Tưởng nói năng rất hùng hồn, ngay trước mặt mọi người, nói ra những lời mà một vị phó bí thư tỉnh ủy không nên phát biểu trước ngôn luận. Lúc này ngay cả phóng viên cũng khiếp sợ đến mức trợn mắt há mồm, cũng khiến Vương Nhâm Cửu cứng họng, không thể tin vào lỗ tai của chính mình, nghĩ thầm không phải Hạ Tưởng điên rồi chứ. Những lời này mà truyền ra ngoài, là phạm phải sai lầm chính trị to lớn. Mà sau khi mọi chuyện xảy ra, phía quân ủy lấy lý do điều tra, chẳng những bắt giam Hứa Quan Hoa và Mộc Phong, còn tra tấn bức cung Trương Lực. Thậm chí, ở thời điểm tôi đang ở bệnh viện dưỡng thương, có khoảng 100 sĩ quan của quân khu Dương Thành lao đến bệnh viện, ý đồ dùng vũ lực hủy diệt chúng tôi. Tôi muốn hỏi chủ nhiệm Vương một câu, quân khu Dương Thành là quân khu của Ngô Hiểu Dương, hay là quân khu của quân ủy, có còn là quân khu của Trung ương Đảng hay không? Vương Nhâm Cửu bị Hạ Tưởng ép hỏi liên tiếp. Bị nghẹn á khẩu không trả lời được. Như thế chưa phải là hết, Hạ Tưởng còn giơ tay đưa ra một tập ảnh chụp rất dày, phân phát cho Lão Cổ, Lão Quý, Lão Trịnh cùng với phóng viên trong phòng, số còn thừa lại, đưa cho Vương Nhâm Cửu. Ảnh chụp biệt thự xa hoa giống như Hoàng Cung, là Nam Quốc Chi Xuân, là hành cung của tư lệnh Ngô Hiểu Dương ở Dương Thành, chi phí xây dựng hơn 100 triệu. Phóng viên giống như phát hiện ra đại lục mới, đều chụp lại ảnh chụp trong tay. Vương Nhâm Cửu muốn ra lệnh ngăn cản, lại há miệng thở dốc, thấy Lão Cổ, Lão Quý, Lão Trịnh đang nhìn về phía y với ánh mắt đầy thâm ý, lời đã tới bên miệng đành phải nuốt trở lại. Oai nghiêm của ba ông cụ này, quyền thế của y không có khả năng áp chế. Hạ Tưởng còn nói, trong ảnh chụp, đám quân nhân đang diễu võ dương oai, trong tay còn cầm súng của quân đội, đều là thủ hạ do một tay đại tư lệnh Ngô đề bạt, bọn họ ở trong bệnh viện đánh đập dọa nạt.
chỉ thiếu một chút nữa là xông vào phòng bệnh của tôi. Nếu lúc ấy bí thư Trần tới chậm một bước, thì hôm nay tôi đã không thể đứng đây kể lại sự thật với mọi người. Phó bí thư Hạ, mấy tấm ảnh chụp này không chứng minh được vấn đề gì, vấn đề kinh tế của Ngô Hiểu Dương, quân ủy đang điều tra, nhưng chuyện kinh tế và chuyện ám sát không thể nhập lại làm một được. Còn điều này nữa, vừa rồi anh ở trước mặt mọi người chỉ trích đồng chí Ngô Hiểu Dương ám sát quan chức địa phương, mà lại không có bằng chứng rõ ràng nào cả, vậy tôi cũng có thể đến Trung ương tố cáo tội trạng của anh được không? Có thể. Hạ Tường thẳng lưng ngẩng đầu, không chút lùi bước. Chủ nhiệm Vương, nếu không có chứng cứ rõ ràng, tôi tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung. Được, vậy xin mời Phó Bí Thư Hạ đưa ra chứng cứ. Vương Nhâm Cửu tập trung nhìn Hạ Tường. Hạ Tường giơ tay đưa ra một đống tư liệu, khí thế vượt trội. Nếu tôi có thể đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực, vậy tôi cũng có thể tố cáo chủ nhiệm Vương và quân ủy đổi trắng thay đen, nghe nhìn lẫn lộn cộng thêm bôi nhọ người trong sạch đúng không? Cùng lúc Hạ Tường và Vương Nhâm Cửu đối chọi nhau gay gắt, hội nghị kinh tế lần thứ nhất mà sau khi Liên Nhược Hạm về nước tổ chức, giành được sự nhận thức chung rộng rãi, đồng thời làm tốt công tác tiền kỳ. So với sự trấn tĩnh của mấy nhân sĩ tài chính mắt xanh tóc vàng mà Liên Nhược Hạm đưa về từ nước ngoài, Lý Thấm tuy đã trải qua không ít cuộc chiến kinh tế, nhưng vẫn mang vẻ mặt nóng lòng muốn làm thử. Tính cách của một người rất khó có được thay đổi từ căn bản. Năm gần đây Lý Thấm đã có con, lại nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, vốn cho rằng đã nén lòng để giúp chồng dạy con, nhưng vừa có việc triệu tập, cô liền bỏ nhà mặc con, đích thân ra trận, từ trong xương tủy vẫn cháy lên ngọn lửa chiến tranh bừng bừng. Lý Thấm hy vọng với tài năng của cô có thể trợ giúp Phó Bí Thư Hạ một tay, có thể thống nhất thị trường sản nghiệp thực phẩm trong nước, có thể lợi dụng ưu thế mấy chục tỷ đô la Mỹ, tiếp tục có ích trên vấn đề trợ lực về chính sách, mang đến trận chiến đánh lén sản nghiệp long trời lở đất ở trong nước. Ngẫm lại khiến cô hưng phấn đến lạ thường, một hành động thống nhất một sản nghiệp, là khí thế ra sao, hùng tráng thế nào, là loại xưa nay chưa từng có. Lý Thấm đã phá lệ khâm phục Hạ Tường. Phó Bí Thư Hạ không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định là bút tích lớn. Đi theo Phó Bí Thư Hạ, tuyệt đối có thể có được nhân sinh rộng lớn mạnh mẽ. Nhưng điều Lý Thấm không biết đó là, nhân sinh rộng lớn mạnh mẽ, phải trả cái giá tương ứng, có đôi khi giá phải trả nặng tới mức người ta không thể chấp nhận. Cô chỉ là thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tường, chỉ biết mây mưa thất thường trên thị trường tư bản, nhưng lại không biết đằng sau mỗi một lần mây mưa thất thường ấy. Hạ Tường đầu tiên đã phải bỏ ra nỗ lực vô cùng lớn trên chính trị. Ngay tại khi Hạ Tường lấy ra chứng cứ, cùng Vương Nhâm Cửu sắp lên sàn diễn cuộc va chạm đao thật kiếm thật, thì một nhân vật mấu chốt gần như bị người ta bỏ qua, lúc này đang ở Trung Nam Hải, nói chi tiết phía trước phía sau về cái chết của Khang Hiếu với mấy lãnh đạo quan trọng của Cục Chính trị Trung ương bao gồm cả Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Không phải ai khác, chính là Diệp Thiên Nam. Làm một phục bút khác của Hạ Tường, tác dụng của Diệp Thiên Nam là nhô lên vào thời khắc mấu chốt. Trong hội nghị nội bộ do Tổng Bí Thư triệu tập lâm thời, Diệp Thiên Nam lần lượt không bỏ sót mà kể lại sự kết giao của Khang Hiếu và Ngô Hiểu Dương. Quá trình thành bạn và thành thù, và lấy quá trình đích thân đã trải qua kể lại chuyện Khang Hiếu gặp phải ở nơi ở của tỉnh ủy. Tiếp tục bổ sung nói rõ y đi cùng Khang Hiếu đến Bắc Kinh tiếp nhận trị liệu, bị bệnh viện nội bộ phía quân đội trực tiếp ở sân bay cướp người đi. Sau đó đã tuyên bố chân tướng Khang Hiếu không thể trị liệu và đã chết. Cùng với việc kể lại của Diệp Thiên Nam, sự tức giận trên mặt của Tổng Bí Thư và Thủ tướng mỗi lúc một tăng thêm. Nhất là Thủ tướng, sắc mặt âm trầm đến kinh người. Sắc mặt của Chủ tịch Quốc hội cũng khó coi. Cái chết của một quan cao cấp thứ trưởng, hơn nữa còn chết bất bình thường, nghi điểm trùng trùng, trực tiếp chỉ ra phía quân đội giết người diệt khẩu. Đồng thời Diệp Thiên Nam tương tự thân là cán bộ cấp thứ trưởng. Sự chỉ trích của y phân lượng rất nặng. Sau khi Diệp Thiên Nam nói rõ nguyên nhân hậu quả của sự việc, từ trên người lấy ra một đĩa CD. Qua điều tra và phỏng vấn, tư liệu chi tiết của bác sĩ và hộ lý phụ trách trị liệu chính cho Khang Hiếu đều ở trong này. Còn có dược vật trong cơ thể đồng chí Khang Hiếu, qua xét nghiệm, là một loại độc dược dùng để thi hành nhiệm vụ ám sát do quân đội đặc chế. Dầm, một tiếng, Tổng Bí Thư cuối cùng cũng đập bàn. Đồ bại hoại hại nước hại dân. Thủ tướng bỗng nhiên đứng phát dậy. Phản rồi, không bắt lũ sâu bọ trong quân đội cả gan làm loạn này, thì sẽ vong đảng vong quốc. Không chừng chị Ngô Hiểu Dương đồ bại hoạt sâu mọt quân đội này, thì sẽ vong đảng vong quốc.
Hạ Tưởng tung ra tư liệu trong tay, rồi phân phát cho từng người có mặt ở đây. Lão cổ chỉ nhìn vài lần, liền tức giận đến mức toàn thân phát run, một đá đá lật chiếc bàn ở trước mặt. Lão quý vừa nhìn, vừa cố nén bi thương, phẫn nộ trong lòng. Không cam lòng và hối hận đan xen vào nhau, gần như khó tự kiềm chế được. Mà lão Trịnh bao năm không hỏi đến thế sự, tự cho rằng thấy qua nhiều sự bất bình của thế sự hơn người khác. Sau khi nhìn thấy hình ảnh trên tư liệu, còn tức giận không kiềm nổi mà liên tục đập tay lên thành ghế. Hủ bại, hủ bại, không giết thì không đủ để làm dịu cơn phẫn nộ của người dân thường. Không giết, quốc gia không yên, dân tộc không thịnh. Những phóng viên tham gia ở phía sau cũng truyền đến một trận tiếng xôn xao kinh hãi, đều bị sự thật mà hình ảnh ghi lại một cách xác thực làm cho kinh ngạc. Vương Nhâm Cửu cũng đã kinh sợ. Chứng cứ mà Hạ Tưởng giao ra, có cảnh tưởng cuộc đối thoại giữa Ngô Hiểu Dương và Trương Lực, có hình ảnh Ngô Hiểu Dương và Thi Khải Thuận mưu đồ bí mật. Cũng có thời khắc sinh tử mà Mộc Phong và Mạnh Tán truy đuổi nhau, còn có hình ảnh Tiêu Lương giáp mặt ngầm nhận Ngô Hiểu Dương chỉ thị y đến ám sát Hạ Tưởng. Còn có sự hung ác cự độ của Tiêu Lương hung hãn không sợ chết một lòng muốn giết Hạ Tưởng. Còn có cảnh tượng Tiêu Lương sắp chết muốn nổ mìn. Không ít phóng viên khi thấy Quý Như Lan một người phụ nữ như Hoa Lâm Quy không sợ, liều mạng muốn che mìn cho Hạ Tưởng, đều đã rơi nước mắt. Tư liệu Hạ Tưởng cung cấp còn có hình ảnh mấy chục quan quân quân ủy Dương Thành bao vây công kích bệnh viện. Toàn bộ tư liệu đều đã làm ra xử lý hậu kỳ, mỗi một quan quân xuất hiện trên màn hình, đều đã viết lên phụ đề, bên trên rất rõ ràng mà ghi rõ danh tính, tuổi tác, chức vụ, ở đâu chỗ nào vì sao lên chức của đối phương, người ký kết mệnh lệnh bổ nhiệm đều cùng một người là Ngô Hiểu Dương. Đủ loại sự kiện, đủ loại chân tướng, đủ loại hình ảnh, toàn bộ đều chỉ một người. Ngô Hiểu Dương. Tư liệu sau khi qua biên tập tỉ mỉ, giống như một động mạch rất rõ ràng, làm cho nguyên nhân và hậu quả của sự việc được thể hiện vô cùng rõ ràng. Không những bộc lộ được chân tướng Ngô Hiểu Dương là hung thủ phía sau màn, cũng đã đem trò hề trong cơn điên cuồng của Ngô Hiểu Dương và sự hung ác vô cùng của thủ hạ của gã biểu hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Hay cho một Hạ Tưởng chuẩn bị tuyệt đối không một sai sót. Vương Nhâm Cửu sau khi xem xong tư liệu, tự sâu trong lòng phát ra một hơi thở dài. Chuyện hôm nay, thất bại thảm hại. Nhưng mà điều Vương Nhâm Cửu không biết đó là, đâu chỉ chuyện hôm nay thất bại thảm hại. Vào thời khắc Quan Viễn Khúc đến quân ủy, khi Diệp Thiên Nam trực diện trần thuật nguyên nhân và hậu quả của sự kiện Khang Hiếu với Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, một đại sự quyết định toàn quân đội quyết định vào lúc này. Vì ảnh hưởng lâu dài dẫn phát từ sự kiện Ngô Hiểu Dương, cách xa những gì Vương Nhâm Cửu có thể tưởng tượng. Trầm mặc. Toàn bộ hội nghị chìm vào trong sự yên tĩnh đáng sợ. Vào lúc Vương Nhâm Cửu không biết nên mở miệng như thế nào, thư ký nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nhỏ tiếng báo cáo một câu gì đó với Vương Nhâm, cốc trà trong tay y lỡ tay bị rơi xuống đất, xoảng, một tiếng vỡ tan. Cái gì? Sao có thể? Sao có thể? Vương Nhâm Cửu tuyệt đối không thể ngờ, Quan Viễn Khúc đến quân ủy, bề ngoài không có một chỗ nào liên quan đến việc điều tra của Hạ Tưởng phối hợp với quân ủy. Nhưng trên hội nghị nội bộ quân ủy mà Quan Viễn Khúc vừa mới tổ chức đã truyền đạt tinh thần chỉ thị mới nhất của Tổng Bí Thư qua Chủ tịch Cao phê chuẩn, thành lập tổ lãnh đạo công tác kiểm toán toàn quân, có lợi cường hóa nguyên tắc kiểm toán do Đảng kiểm soát, có lợi cho việc cường hóa tác dụng chức năng kiểm toán, có lợi cho việc dựa pháp trị quân, chứng thực quán triệt từ phương châm nghiêm trị quân. Quan Viễn Khúc là đến truyền đạt tinh thần chỉ thị, đồng thời cũng là thăm dò ở quân ủy. Kết quả trong ba phốc Chủ tịch quân ủy. Có hai người tán thành, một người không tỏ thái độ. Trên thực tế đã nói rõ, sự thành lập tổ lãnh đạo công tác kiểm toán toàn quân, phải thi hành. Chức năng của tổ lãnh đạo công tác kiểm toán toàn quân có rất nhiều, nhưng mấu chốt nhất chỉ có một điều cường hóa nguyên tắc kiểm toán do Đảng kiểm soát. Một lần nữa tỏ rõ tất cả tư tưởng tổng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, là một lần hồi ứng trực diện rất có sức mạnh đối với việc Ngô Hiểu Dương tham ô hủ bại kéo dài mãi không quyết. Là một cử động trọng đại hết sức bất mãn của Trung ương đối với công tác kiểm toán gần như mất khống chế của quân đội. Theo kế lâu dài, kiểm toán mà Đảng kiểm soát, sắp hữu hiệu ngăn chặn cơn gió bất chính đang lan tràn trong quân đội, sắp hình thành chế ước mạnh mẽ đối với việc quân cần mua đồ ăn, hậu cần tham ô. Theo kế trước mắt, lúc này chính sách kiểm toán do Đảng kiểm soát ra sân khấu, là đánh đòn cảnh tỉnh với bộ phận cao tầng mượn sự kiện Ngô Hiểu Dương điên đảo trắng đen, chỉ hưu bảo ngựa. Vương Nhâm Cửu gần như chống đỡ không nổi. Hôm nay xem như cắm đầu ngã quỵ rồi. Hạ Tưởng không chỉ thắng ở trực diện,
còn thắng cả về lâu dài. Từ những hưởng ứng của các phóng viên tham gia có thể thấy, Hạ Tưởng đã hoàn toàn giành được sự tín nhiệm của các phóng viên cùng tham gia, hành động phóng viên đến làm đen danh dự của Hạ Tưởng, lại bị Hạ Tưởng phản đòn lợi dụng, tương đương là cầm đá ném vào chân mình. Ai cũng không ngờ được là, sự tình đến đây, vẫn chưa tính là xong. Điện thoại của Vương Nhâm Cửu đột nhiên thúc giục mà vang lên. Do dự một chút, Vương Nhâm Cửu vẫn nghe điện thoại. Vừa nhận, sắc mặt y thay đổi lớn, kinh hoàng kêu lên. Cái gì, Trương Lực nhảy lầu rồi sao? Lời này vừa nói ra, Hạ Tưởng đột nhiên đứng phắt dậy, trợn tròn mắt. Trương Lực, thật sự nhảy lầu rồi sao? Phút chốc đầu óc Hạ Tưởng quay cuồng bao nhiêu ý niệm. Hắn sở dĩ đích thân hiện thân ở quân ủy, không phải là vì tẩy rửa tội danh của mình, nếu chỉ vì bản thân, hắn không cần phải tung ra phương pháp gì cũng có thể nhẹ nhàng thắng lợi, hắn là vì Hứa Quan Hoa, Mộc Phong và Trương Lực. Cho dù Trương Lực có như thế nào, cho dù bất kỳ lý do gì cũng không có cách che giấu sự thật y giết người, nhưng Ngô Hiểu Dương tội ác tày trời, chết không đáng tiếc. Chí ít hắn có thể cố gắng nới bớt cho Trương Lực sao không thể đợi thêm một chút chứ? Trương Lực bây giờ sao rồi? Hạ Tưởng giọng run run, hỏi. Vương Nhâm Cửu biết tình hình không thể giấu được nữa, vẻ mặt ảm đạm, xám trắng. Chết ngay tại chỗ rồi. Tôi vô cùng may mắn trong án nổ mìn đại nạn không chết, cố nén ốm đau đến quân ủy nói rõ tình hình. Quân ủy không chỉ thêm ô miệt với tôi, tạo nặn sự thật, còn che giấu tội ác của Ngô Hiểu Dương. Tôi muốn hỏi chủ nhiệm Vương một câu, pháp luật ở đâu, thiên lý ở đâu? Để chứng thực sự chỉ trích đối với tôi, quân đội ép chết Trương Lực. Chủ nhiệm Vương, quân ủy nợ Trương Lực một mạng sống, nợ tôi một sự trong sạch, nợ tỉnh ủy Lĩnh Nam một lời giải thích, nợ nhân dân toàn quốc một chân tướng. Hạ Tưởng lửa giận ngút trời, nói rất nhanh, nói đến cuối cùng, dường như không thành câu ngữ. Đột nhiên, hắn phun ra một miệng máu tươi, sau đó lảo đảo ra sau, ngất xỉu ngay tại chỗ. Bởi vì cách Vương Nhâm Cửu đủ gần, miệng máu của Hạ Tưởng lúc này phun lên khắp người Vương Nhâm Cửu. Ba ông cụ lão Cổ, lão Quý, lão Trịnh ngồi ngay sau Hạ Tưởng, Hạ Tưởng nằm ra phía sau, ngoài lão Trịnh không thuận ra, lão Cổ và lão Quý cùng lúc đứng dậy, giơ tay đỡ lấy Hạ Tưởng. Hay cho một nam nhi có tình có nghĩa, lão Cổ và lão Quý xuất phát từ sự đau lòng và yêu quý, hai mắt ngấn lệ. Vương Nhâm Cửu ngây người tại chỗ, gần như mất đi khả năng suy tư. Hội trường một mảnh hỗn loạn, trong hỗn loạn, có một phóng viên nước mắt rưng rưng, nhân lúc mọi người không chú ý, dùng camera mini chụp lại cảnh tượng Hạ Tưởng nôn ra máu ngất xỉu. Tin tức Hạ Tưởng nôn ra máu ngất xỉu, sau nửa tiếng đồng hồ đã truyền đến tai Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Người truyền tin không biết có ý hay vô ý, đem nguyên nhân Hạ Tưởng bị nôn ra máu ngất xỉu nói thành dưới sự ô miệt và công kích của phía quân ủy, làm vết thương cũ tái phát. Hay cho một vết thương cũ tái phát, vết thương cũ, là Ngô Hiểu Dương gây nên. Ngô Hiểu Dương thoải mái nằm ở bệnh viện ngủ trưa. Ăn no ngủ ngon, hơn nữa lại có y tá mỹ nữ làm bạn, nếu không phải miệng vết thương còn hơi đau, hiện tại Ngô Hiểu Dương thật đúng là thần tiên. Nếu nghe được tin tức Hạ Tưởng bị quân ủy bắt, ông ta có nằm mơ cũng sẽ cười ra tiếng. Mộng đẹp của Ngô Hiểu Dương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ngô Hiểu Dương bị đánh thức nhưng cũng không oán giận người quấy rầy mộng đẹp của ông ta cũng biết hôm nay ở quân ủy sẽ có một đại sự phát sinh. Có điện thoại, hẳn là thông báo kết quả sự tình. Nếu ông ta không đoán sai, thì hiện tại Hạ Tưởng đã thất bại thảm hại. Ngô Hiểu Dương sung sướng chờ mong nghe điện thoại. Qua điện thoại chỉ nói một câu. Trương Lực nhảy lầu, tử vong tại chỗ. Ngắt điện thoại, Ngô Hiểu Dương sửng sốt hồi lâu, một câu cũng không nói nên lời. Cảm tình của ông ta đối với Trương Lực rất là phức tạp, cho dù Trương Lực vô cùng tận tụy với ông ta, nhưng ông ta vẫn không muốn thừa nhận mình đã nhìn lầm, vẫn kỳ vọng chính mồm Trương Lực có cúi đầu nhận sai với ông ta, sau đó ông ta sẽ bắn chết Trương Lực. Nhảy lầu chết, thật sự là thuận tiện cho anh ta. Chết hay lắm, Ngô Hiểu Dương hung tợn mắng trong lòng một câu, chết chưa hết tội. Nhưng Trương Lực nhảy lầu mà chết, hiển nhiên anh ta cũng không cắn lại Hạ Tưởng. Cũng khiến Ngô Hiểu Dương nhiều ít có chút buồn bực. Đúng lúc đó nữ y tá xinh đẹp mà ông ta thích nhất tên là Phượng Tỷ tiến vào thay thuốc cho ông ta, hơn nữa Phượng Tỷ cố ý mặc bộ đồng phục y tá bó sát người, khiến ông ta không tránh khỏi có suy nghĩ bậy bạ. Trương Lực đến chết vẫn khiến cho Ngô Hiểu Dương buồn bực, được vẻ gợi tình của Phượng Tả hòa tan không ít.
Ngô Hiểu Dương vô cùng phối hợp cởi áo, và lúc bàn tay nhỏ bé trắng mịn của Phương Tỷ dừng ở ngực, bụng ông ta cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Trong lòng đã có chủ ý, sau khi lành vết thương, nhất định phải đưa Phượng Tỷ theo bên mình, bất cứ lúc nào hạnh phúc hay lâm nguy, bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh. Phượng Tỷ dịu dàng, khiến Ngô Hiểu Dương hoàn toàn quên đi đau đớn. Lúc Phượng Tỷ giúp ông ta thay thuốc, bàn tay to của ông ta vẫn không quên sờ soạng hông và mông Phương Tỷ. Lòng có dư mà lực không đủ nên chỉ dùng tay coi như đã thỏa nguyện. Không đúng, Ngô Hiểu Dương bỗng nhiên cảm giác đầu nặng xuống, thân mình cũng nặng, chẳng lẽ là thuốc có vấn đề? Nhớ rõ trước kia sau khi thay thuốc người có cảm giác mát mẻ thoải mái, vì sao hôm nay lại không giống? Ngô Hiểu Dương muốn mở miệng hỏi Phượng Tỷ, lại thấy toàn thân không còn tí sức lực nào. Bàn tay to vừa mới lướt trên người Phượng Tỷ lúc này cũng vô lực buông xuống dưới, từng cơn kéo tới. Ông ta cảm giác cơ thể đang rơi xuống vực sâu muốn giữ lại cái gì cũng không được, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng không nghe lời. Sau đó chính là thị giác, thính giác, xúc giác biến mất, trước khi mất đi ý thức, mơ hồ nghe được Phượng Tỷ nói một câu. Tư lệnh Ngô, hãy ngủ một giấc thật ngon, lúc ông tỉnh lại, đã là một thế giới hoàn toàn mới. Lúc này trên tay Ngô Hiểu Dương mới nhận được một tin nhắn, nội dung tin nhắn là: Tư lệnh Ngô, Hạ Tưởng đã toàn thắng, cẩn thận có người thí xe dư tướng, hãy khẩn trương chuyển viện. Chỉ tiếc, Ngô Hiểu Dương vĩnh viễn không đọc được tin nhắn này. Sau khi Phượng Tỷ thay thuốc cho Ngô Hiểu Dương, lấy ra ống tiêm giấu ở trong người, tiêm một chất lỏng vào trong ống truyền dịch của Ngô Hiểu Dương. Vài phút sau, đại danh tướng Ngô Hiểu Dương đã ngừng hô hấp và tim ngừng đập. Lúc này đây, không có trương lực điên khùng, chỉ có mỹ nữ làm bạn, chỉ có cảnh xuân tươi đẹp ngoài cửa sổ, Ngô Hiểu Dương lại không hề đề phòng, thương tích trong người sắp khỏi thì lại bị kim độc cướp đi sinh mạng. Ngay sau khi Hạ Tưởng giành được thắng lợi ở quân ủy chưa đến nửa giờ, sau khi trương lực nhảy lầu chưa đến 14 phút, Ngô Hiểu Dương chết. Chỉ vì Hạ Tưởng tỉ mỉ dày công lập mưu đánh tiếng chuông báo tử bên tai ông ta. Có lẽ nếu không có Quan Viễn Khúc đề xuất thành lập tổ kiểm toán công tác toàn bộ các lãnh đạo trong quân đội, đề xuất nguyên tắc quản lý kiểm toán đảng, thì Ngô Hiểu Dương cho dù phải chết, cũng sẽ không phải chết nhanh như vậy. Nhưng Ngô Hiểu Dương phải chết, nếu ông ta không chết, sẽ có rất nhiều người ăn không ngon ngủ không yên. Ông ta không chết, sẽ có rất nhiều người xui xẻo, chỉ khi ông ta đã chết, rất nhiều sự việc mới có thể không có đối chứng. Ngô Hiểu Dương không chết dưới tay Trương Lực. Cuối cùng lại chết trong tay người nhà. Nếu Ngô Hiểu Dương dưới suối vàng có biết, ông ta chết cũng không phải đã chấm dứt, mà là mở đầu cho một loạt đại sự, không biết ông ta có vì đường đến suối vàng không cô đơn mà vui mừng hay không. Có lẽ là thật sự có tâm ý tương thông, lại có lẽ là giữa trời đất luôn có cán cân. Sau khi Trương Lực nhảy lầu bỏ mạng, sóng điện não của Quý Như Lan hoạt động mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ chưa tỉnh lại. Nhưng sau khi Ngô Hiểu Dương chết trong ánh sáng rực rỡ ở Bắc Kinh, cô độc trong bệnh viện mà chấm dứt sinh mạng, thì Quý Như Lan ở Dương Thành xa xôi, từ từ mở mắt. Sau khi Quý Như Lan tỉnh lại, lại một lần nữa trợn mắt thấy rõ thế giới trước mắt, trong mắt biểu lộ ra sự bi thương, mở miệng nói câu nói đầu tiên hỏi. Hạ Tưởng có sao không? Sau khi được trả lời, câu thứ hai cô lại hỏi. Trương Lực thế nào rồi? Lúc này tin tức Trương Lực chết còn chưa truyền đến Dương Thành, nên không trả lời cho cô được. Câu thứ ba cô lại hỏi. Cha tôi đâu rồi? Còn chưa kịp trả lời cô, tin tức từ Bắc Kinh truyền đến. Trương Lực nhảy lầu mà chết, Hạ Tưởng ói máu hôn mê, hai tin tức đồng thời đánh vào, mọi người đều lo lắng Quý Như Lan chịu không nổi, không ngờ sau khi Quý Như Lan nghe được, vẻ mặt hờ hững trong chốc lát, lại chỉ nói một câu. Tôi biết rồi. Sau đó. Hai hàng lệ nóng tràn mi, cũng không biết cô bi thương vì ai mà rơi lệ. Hạ Tưởng ói máu hôn mê ở quân ủy, cùng với đủ loại bằng chứng tội trạng của Ngô Hiểu Dương, việc này nhanh chóng lan rộng ở quân ủy, giống như một trận bão lớn, càn quét khiến không ít người thiếu chút nữa ngã trái ngã phải, đứng thẳng không xong ở quân ủy. Hơn nữa gần như đồng thời có tin truyền ra thành lập tổ công tác kiểm toán lãnh đạo toàn quân đội, khiến cho không ít người hiểu rõ trong lòng. Một cơn sóng chính trị ở địa phương đang tiến đến, lấy sự kiện Ngô Hiểu Dương làm cơ hội, nói không chừng trong bộ đội từ trên xuống dưới sẽ có một lần cải tổ. Chứng tỏ tình thế nối nhau phát triển, đâu chỉ là cải tổ, hơn nữa còn là cải tổ lớn. Là một cơ hội trọng đại để phe trẻ khiêu chiến ngay mặt với phe chủ hòa.
Trước mặt mọi người Hạ Tưởng chỉ trích Ngô Hiểu Dương chỉ hại nước hại dân, đến nỗi quá phẫn nộ mà ói máu hôn mê, phóng viên rất cảm động. Sau khi một vị phóng viên trở về, mắt ngấn lệ nóng viết bài văn lâm ly, nói từ Hạ Tưởng bị oan khuất, đến Hạ Tưởng một lòng vì nước vì dân, cùng với tuyệt đối không vì mình rất có thể sẽ gặp tai họa mà trốn tránh. Ý chí cao thượng, bất khuất, trần thuật sự thật bình tĩnh hòa nhã, không mưu cầu gì cho chính mình, chỉ vì trừ sâu mọt cho quốc gia. Cuối cùng nói đến tấm lòng, vì nước vì dân, khó có thể nghỉ ngơi, hóa thành dòng máu nhiệt huyết tận lực tận trung vì nước phun ra ngoài. Ngày xưa có chiến sĩ cách mạng vì nước hy sinh thân mình, đổ máu trên chiến trường. Hôm nay Phó Bí Thư Tỉnh ủy Hạ Tưởng vì nước vì dân, máu đổ trong quân ủy, vui buồn lẫn lộn, cảm động lòng người. Bài báo của phóng viên rất văn vẻ đầy đủ sự việc, tuy là tài liệu tham khảo nội bộ, nhưng cũng được viết rất thực, có tình, vô cùng động lòng người. Vị phóng viên này cấp bậc cực cao, tài liệu tham khảo nội bộ của anh ta chỉ có lãnh đạo cấp phó quốc trở lên mới được xem. Sau khi tài liệu tham khảo nội bộ nộp lên, nghe đồn không hề ít lãnh đạo cấp phó quốc cảm động đến rơi nước mắt, ghi nhớ tên Hạ Tưởng. Lại có một số lãnh đạo thế hệ trước sau khi xem thì tức sủi bọt mép, đề nghị Trung ương Đảng, quân ủy, yêu cầu nghiêm trị Ngô Hiểu Dương đồng lõa, trị quân đội theo pháp luật, trị quân đội một cách nghiêm khắc, tra rõ đến tận cùng các vị quan cao đã công kích chính quyền địa phương ở quân khu Dương Thành. Kẻ đứng đằng sau muốn lợi dụng tài liệu tham khảo nội bộ của phóng viên để bôi đen Hạ Tưởng, bị một ngụm máu tươi mà Hạ Tưởng ói ra hạ đổ, lật ngược tình thế, thế cục hoàn toàn đảo hướng về phía Hạ Tưởng. Tuy nhiên muốn nghiêm trị Ngô Hiểu Dương cũng không nghiêm trị được, đồng chí Cộng sản trung thành với chiến tranh chính nghĩa Ngô Hiểu Dương, vì chữa bệnh không có hiệu quả mà qua đời. Chẳng qua tin Ngô Hiểu Dương chết bị đè xuống, đến thật lâu về sau mới chính thức công bố. Hơn nữa công bố nguyên nhân tử vong là bởi vì bệnh mà chết, sự thật bị Trương Lực ám sát bị che giấu trong bụi bặm lịch sử, có lẽ, vĩnh viễn không có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Một ngày sau, Hứa Quan Hoa và Mộc Phong vô tội được phóng thích, cấp trên ở quân ủy ra mặt an ủi Hứa Quan Hoa và Mộc Phong, hai người đã bị đối xử không công bằng, cũng khen ngợi lập trường kiên định của Hứa Quan Hoa và Mộc Phong. Buổi chiều cùng ngày, Tổ trưởng Tổ kiểm toán công tác lãnh đạo toàn quân đội, Tổng cục Hậu cần ở quân ủy mời họp thành lập Tổ công tác kiểm toán lãnh đạo toàn quân, trịnh trọng tuyên bố phê chuẩn của Trung ương quân ủy, thành lập Tổ công tác kiểm toán lãnh đạo toàn quân. Đây là quyết định của Trung ương quân ủy dựa theo tình thế phát triển và chiến lược toàn cục mà cho ra quyết sách quan trọng. Tổ công tác kiểm toán lãnh đạo toàn quân chính thức thành lập, cho thấy sự kiện Ngô Hiểu Dương đã bước vào giai đoạn thứ hai. Cho dù đồng chí Ngô Hiểu Dương đã về với suối vàng, nhưng lấy tên của ông ta để gọi tên những chuyện kéo dài và lên men, còn đang tiếp tục thúc đẩy bên trong. Ban đêm, Bí thư tỉnh Lĩnh Nam Trần Hạo Thiên, Chủ tịch tỉnh Mễ Kỳ Hỏa bí mật đến bệnh viện thăm hỏi Hạ Tưởng. Thấy Hạ Tưởng phải chịu sự đối đãi không công bằng, tỏ vẻ an ủi, cũng nhắc Hạ Tưởng an tâm dưỡng thương, tỉnh Lĩnh Nam đã chính thức đề xuất kháng nghị lên Trung ương, tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt với quân ủy, cũng có ý kiến nhất định với Trung ương đối với những gì quân khu Dương Thành đã làm những năm gần đây ở Dương Thành mà làm người giận kẻ oán. Trần Hạo Thiên là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Mễ Kỳ Hỏa là từng là thư ký Tổng Bí thư, hai người liên kết bí mật đề xuất với Trung ương, lại lấy danh nghĩa của tỉnh ủy Lĩnh Nam, tỉnh lớn nhất cả nước, gây áp lực cho quân ủy, như tát nước vào mặt. Mới chỉ là bước đầu tiên. Ngay khi Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa đến thăm hỏi Hạ Tưởng, ở Dương Thành, xuất hiện hành động lạ thường. Hành động lạ thường ở Dương Thành không phải ở tỉnh ủy, mà là ở quân khu Dương Thành, nói chính xác, là bị Trần Hạo Thiên cài vào hơn 10 quan quân. Hứa Quan Hoa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cùng với Mộc Phong bay suốt đêm đi Dương Thành, nhận sự cắt cử đặc biệt của quân ủy. Hứa Quan Hoa lấy thân phận thiếu tướng, phó tư lệnh quân khu quyền lực, anh ta cũng dâng tính mạng mà toàn quyền xử trí vấn đề còn tồn đọng ở quân khu Dương Thành. Ngay khi Hứa Quan Hoa bay đi Dương Thành, một hồi cải tổ oanh liệt diễn ra, màn che đã được vén lên. Hạ Tưởng quả thật cũng không lo ngại. Lúc ấy phun ra một ngụm máu tươi, một là do xúc động phẫn nộ, hai là bởi vì Trương Lực chết, khiến hắn bi phẫn trong lòng, và lồng ngực tích tụ nhiều bất bình và phẫn nộ. Cho dù trước đây Trương Lực cũng có sai, nhưng anh ta dùng sinh mạng mình để trả giá bằng cách nhảy lầu, cũng đã xóa hết toàn bộ sai lầm trước kia của anh ta, khiến Hạ Tưởng ngoại trừ xúc động, còn vô cùng thương cảm. Trương Lực là một nhân tài hiếm có, chỉ tiếc đi nhầm một bước đi nhầm, từng bước sai, cuối cùng trả giá bằng sinh mạng, ai còn có thể chỉ trích anh ta điều gì?
Hạ Tưởng vốn định cứu mạng anh ta, Ngô Hiểu Dương không chết, Trương Lực sẽ không phải đền mạng. Trương Lực giấu dao gọt hoa quả trong ngực tiến đến ám sát Ngô Hiểu Dương, là đã quyết tâm chết, chuẩn bị tốt mọi chuyện, có văn tự bản ghi chép và ghi âm, video tư liệu về thời gian anh ta kết giao với Ngô Hiểu Dương gửi ở máy chủ nằm ở nước ngoài, đến thời gian sẽ tự động chuyển đến địa chỉ hòm thư của Hạ Tưởng. Lúc Hạ Tưởng nhận được là lúc, hắn đã chuẩn bị gần xong toàn bộ tư liệu, bổ sung tư liệu của Trương Lực, vận mệnh của Ngô Hiểu Dương cuối cùng đã được thêm vào một dấu chấm tròn thật to. Bi kịch của Trương Lực kết thúc, Hạ Tưởng từ khi làm chính trị tới nay mới có một cảnh tượng thảm thiết đến như vậy, khiến hắn không khỏi xúc động. Lúc ấy phun ra máu tươi, cũng là vết thương lần trước đã bị sóng xung kích làm phát tác, coi như là hắn ngay trước mặt vài tên phóng viên, trình diễn một cảnh tượng bi thảm. Về phần hắn thổ huyết làm phóng viên cảm động, viết ra bài báo làm người ta lã chã rơi lệ, chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Khi hắn vào bệnh viện, cơ bản đã không có việc gì, sau khi phun ra máu tươi tồn đọng, lại cảm thấy thoải mái. Hạ Tưởng mới vào bệnh viện không lâu, liền thông qua con đường riêng biết được tin Ngô Hiểu Dương chết. Nghe được tin Ngô Hiểu Dương hai tay buông xuôi, không còn làm hại nhân thế, hắn có chút cảm giác không thoải mái, chỉ vì vào lúc này, hắn lại không hy vọng Ngô Hiểu Dương chết đi như vậy. Chết, thuận lợi cho Ngô Hiểu Dương, càng thuận lợi cho kẻ đứng đằng sau. Cảnh xuân đẹp, chim hót líu lo, mùa xuân Bắc Kinh nắng nhiều, Hạ Tưởng nằm trên giường bệnh, tiếng là dưỡng bệnh, kỳ thật là hưởng thụ trái ôm phải ấp. Bên trái Tào Thù Lê đưa cam, bên phải Liên Nhược Hãm đưa táo, hắn tự chế giễu, có hai mỹ nữ làm bạn, lại không yên lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tào Thù Lê nhìn sang Liên Nhược Hãm, Liên Nhược Hãm lập tức hiểu ý, cô và Tào Thù Lê rất hiểu nhau, một ánh mắt có thể hiểu được đối phương đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì, liền hì hì cười, thay Tào Thù Lê nói ra những lời cô ấy không dám nói. Này, kẻ xấu, có phải nghĩ đến chuyện mỹ nhân cứu anh hùng ở Dương Thành hay không? Trước kia anh luôn anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại khó có mỹ nhân cứu anh hùng, nhưng nếu anh muốn nạp vào hậu cung của mình, thì ăn ngay nói thật, em và Thù Lê sẽ đích thân đến Dương Thành thay anh cứu người. Chỉ cần bộ dạng cô ấy không quá kém, xứng với thân phận của anh, em và Thù Lê cũng sẽ đồng ý. Hạ Tưởng nghẹn miếng táo trong miệng, ăn không vào nhổ không ra, tức giận giơ tay cốc đầu Liên Nhược Hãm. Em có thể hiểu chuyện sâu hơn một chút hay không? Liên Nhược Hãm còn oan ức. Có thể thay anh quan tâm hậu cung, là phúc anh đã tu luyện được, vậy mà anh cũng không biết quý trọng. Hạ Tưởng lại bất đắc dĩ mỉm cười. Anh đang suy nghĩ, nếu có một lần cải tổ nữa, sẽ có bao nhiêu người máu chảy thành sông? Liên Nhược Hãm bĩu môi với Tào Thù Lê, cười nhạo Hạ Tưởng nói sang chuyện khác. Kỳ thật Liên Nhược Hãm quả đúng là hiểu lầm Hạ Tưởng, Hạ Tưởng quả thật là người ở giường bệnh. Lòng lo xã tắc. Cái gì mà máu chảy thành sông? Nói chuyện mà không có lời mở đầu, có thể thấy được anh thật đúng là không yên lòng. Liên Nhược Hãm cười rúc rích, trêu chọc Hạ Tưởng. Chiến tranh kinh tế chứ không phải chiến tranh quân sự, làm sao mà chết người, thật không hiểu nổi anh nghĩ như thế nào. Hạ Tưởng không nhịn được cười, Liên Nhược Hãm thật đúng là, hắn nghĩ là cải tổ trong quân đội một lần nữa, Liên Nhược Hãm lại coi là cải tổ ngành sản xuất thực phẩm một lần nữa. Cũng phải, sao lại đi nói chuyện quân đội với máu tanh cho phụ nữ nghe, hắn liền giải thích cho Liên Nhược Hãm. Máu chảy thành sông là một phép so sánh, em hiểu không? Đúng rồi, anh còn đang muốn hỏi em, việc thu mua mấy xí nghiệp thực phẩm, tiến triển thế nào rồi? Liên Nhược Hãm im lặng cười. Việc nhỏ ấy mà anh còn quan tâm, sắp hoàn thành, tuy nhiên vì để làm nhỏ nhất những mạo hiểm có thể, còn cần chờ một chút. Và đè giá cổ phiếu của đối phương đến thấp nhất rồi ra tay, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Người làm ăn nói chuyện làm ăn, lời nói của Liên Nhược Hãm không phải không có lý. Nếu là xí doanh khác, Hạ Tưởng có lẽ sẽ nhất thời mềm lòng, để cho đối phương một con ngựa, nhưng đề cập đến vấn đề an toàn thực phẩm, không vì sức khỏe của dân chúng làm mạnh chuyện này một phen, doanh nghiệp vì lợi nhuận mà liều lĩnh, lòng dạ hiểm độc, không trực tiếp đánh cho đối phương chết không có chỗ chôn là sai lầm rồi. Thu mua, mượn gà đẻ trứng là rất tốt, cũng là chủ ý của Liên Nhược Hãm và Lý Thấm. Kỳ thật nếu theo ý tưởng của Hạ Tưởng, trực tiếp dùng thủ đoạn chính sách và thị trường, đánh một tiếng chống cổ vũ khiến đối phương phá sản đóng cửa mới thôi. Tào Thù Lê ở bên cạnh, vẫn cười mà không nói, giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hãm, vừa không ghen, cũng không đa nghi. Cô và Liên Nhược Hãm là chị em tình thâm nhiều năm qua, đã sớm coi Liên Nhược Hãm và Hạ Tưởng như nhau.
là sinh mạng quan trọng nhất của cô. Đối với việc Tào Vĩnh Quốc sắp lui ra, Tào Thù Lê cũng không có ý tưởng gì, cô vốn là một người tính tình nhẹ nhàng, đối với quyền thế và tiền tài cũng không yêu cầu nhiều lắm, đủ dùng là tốt rồi. Thân là con gái bí thư tỉnh ủy kiêm phu nhân phó bí thư tỉnh ủy, cô chỉ đơn giản như người phụ nữ bình thường, không đắp phục trang đẹp đẽ đầy người, cũng không cả vú lấp miệng em, cô như hoa lan, quý báu nhưng không ra vẻ cao quý. Chỉ cần mọi người ở cùng nhau, hạnh phúc bình an là tốt rồi, Tào Thù Lê cũng không quan tâm kế hoạch kinh tế gì đó của Hạ Tưởng và Liên Nhược Hàm, cô chỉ yên lặng ủng hộ như vậy là đủ rồi. Được, được, anh không quan tâm. Hạ Tưởng nghe lời nói của Liên Nhược Hàm tràn đầy tự tin, rất vui mừng. Gần đây ở nước ngoài tĩnh dưỡng nhiều năm, hắn khuyên bảo Liên Nhược Hàm về nước một lần về nước ngựa không dừng vó mà giúp hắn hoàn thành đại kế, nếu không phải vì hắn. Cô hoàn toàn có cuộc sống nhàn nhã tự tại, làm gì phải bôn ba bận rộn. Tào Thù Lê hiền lành và ôn hòa lương thiện, Liên Nhược Hạm có khả năng cao và nhiệt tình, là của cải lớn nhất đời hắn. Bỗng nhiên có người gõ cửa. Tin tức Hạ Tưởng nằm viện, cũng không chính thức công bố, chủ yếu cũng là không muốn kinh động đến nhiều người lắm, nếu không mỗi ngày chỉ đối phó ở phòng khách cũng sẽ không được yên bình. Tuy nhiên vẫn có một số nhân vật quan trọng không thể tránh được ở ngoài cửa. Như vậy hiện tại là ai tới? Tào Thù Lê ra mở cửa, vừa mở cửa, đã ngây ngẩn cả người. À, cô Tề đến đây ạ. Hạ Tưởng vừa nghe thấy trong lòng đã nóng lên, phu nhân Tổng Bí Thư đến thăm hắn, so với Tổng Bí Thư đích thân đến cũng có chút dịu dàng, mà cũng đầy thâm ý. Tổng Bí Thư ra mặt, là giải quyết việc chung mang tín hiệu chính trị, phu nhân Tổng Bí Thư ra mặt, tin tức truyền thông không có đôi câu vài lời đưa tin, nhưng trong mắt tất cả mọi người. Hành động này là dấu hiệu Tổng Bí Thư và Hạ Tưởng sắp thành thông gia. Điều mọi người không ngờ chính là, Hạ Tưởng bệnh nặng phải nằm viện, Tổng Bí Thư không ra mặt thăm hỏi, phu nhân Tổng Bí Thư ra mặt thăm hỏi, ai cũng đều biết Tổng Bí Thư không ra mặt thăm hỏi. Tuy nhiên ở sau lưng, Tổng Bí Thư đã chuyển lời qua Diệp Thiên Nam, nói là sau khi Hạ Tưởng xuất viện, ông ta sẽ mở tiệc chiêu đãi Hạ Tưởng. Một người lãnh đạo trung ương duy nhất trực tiếp đến thăm Hạ Tưởng, là Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội tới thăm Hạ Tưởng, là công khai thăm, có tin tức truyền thông đi theo, có nhân viên công tác sắp xếp nhật trình và bố trí, chẳng khác nào tuyên bố với bên ngoài là Chủ tịch Quốc hội quan tâm và trân trọng Hạ Tưởng. Đồng thời hàm nghĩa khác cấp nhưng không phân biệt đối nhân xử thế, hành động này của Chủ tịch Quốc hội là trịnh trọng cho thấy lập trường rất rõ ràng đối với sự kiện Ngô Hiểu Dương. Thế cục, ngày càng tinh tế. Sau khi tỉnh ủy Lĩnh Nam chính thức đệ trình ý kiến lên Trung ương về quân ủy, đã gây ra mâu thuẫn xung đột giữa chính phủ và quân khu đến nỗi không thể điều hòa. Kỳ thật giới bên ngoài cũng không có bao nhiêu người biết nội tình, tin tức truyền thông tất nhiên không đưa lấy một tin, nhưng việc này có ý nghĩa chính trị sâu xa. Có lẽ vì trước nhiệm kỳ mới Tổng Bí Thư theo phe chủ hòa với quân đội, hoặc có thể gọi là phe đầu hàng, phe sơn đầu cũng thỏa đáng tuy nhiên, mở ra một cơ hội trọng đại. Vấn đề quân đội, tồn tại đã lâu, nhiều vấn đề. Phe trẻ tuổi và phe chủ hòa oán hận chất chứa, chẳng những bởi vì phe chủ hòa nắm giữ chức quyền to trong quân đội, mà còn bởi vì phe chủ hòa là rùa đen rụt đầu, còn không muốn cho phe trẻ tuổi ra tay trừng trị tiểu quốc Nam Hải, vì sao? Đơn giản là không muốn để cho phe trẻ tuổi lập công trong cuộc chiến được khen thưởng, sau đó từng bước thăng chức. Phe chủ hòa nhát gan sợ phiền phức, trung tướng, thiếu tướng lên chức trở thành đường tắt để làm lớn nhất số của cải hiện có. Niêm yết giá công khai. Chỉ nhận tiền, không quen biết người, dùng tiền đúng chỗ, quân hàm thiếu tướng, trung tướng liền có ngay. Tiền không đến, cho dù anh có bản lĩnh đảm nhiệm lớn, trình độ cao tới đâu, rất xin lỗi, mời sang ngồi một bên. Hiện tại tập tục trong quân đội bị đại phá, nếu không ra tay trị, tất thành họa lớn. Rất nhiều người ngay từ đầu không hiểu Hạ Tưởng vì sao muốn chống lại Ngô Hiểu Dương, vì sao từ Dương Thành bay tới Bắc Kinh, cũng đích thân đến quân ủy giáp mặt nói rõ ràng. Sau khi truyền ra tin tức thành lập tổ kiểm toán, khiến cho không ít người lập tức bừng tỉnh, hay cho một Hạ Tưởng chẳng những sẽ dựa thế, hóa ra lại là tạo thế vì Tổng Bí Thư và Quan Viễn Khúc. Bởi vì cho dù là Tổng Bí Thư hay là Quan Viễn Khúc, đối với làn gió bất chính trong quân cũng căm thù đến tận xương tủy, đã sớm muốn ra tay trừng trị tập tục trong quân đội, chấn chỉnh nghiêm túc tác phong quân đội, nhưng vẫn không có thời cơ tốt để ra tay. Hiện tại là thời cơ tốt. Ngô Hiểu Dương thân là tư lệnh quân khu có ý đồ mưu hại quan lớn địa phương, và có thư ký chủ tịch tỉnh tiền nhiệm ở quân ủy nhảy lầu bỏ mạng,
lại có tài liệu tham khảo nội bộ của phóng viên giọng điệu truyền cảm, bài báo cuốn hút trợ giúp, nếu nói Hạ Tường và quân ủy đọ sức, như vậy mọi sự kế tiếp đã chuẩn bị chỉnh đốn quân đội, lại nên lấy hình thức gì để trình diễn một vở tuồng cải tổ oanh liệt. Vở tuồng cải tổ trình diễn, không để mọi người đợi lâu, 3 ngày sau, quân khu Dương Thành truyền tin đến, Hứa Quan Hoa động thủ. Hứa Quan Hoa động thủ là phụng mệnh ai, tạm thời không thể đoán ra, nhưng Hứa Quan Hoa ra tay, xuống tay cực nhanh, vẫn gây chấn động kinh hãi cho rất nhiều người. 7.273 thiếu. Gần đây, tâm trạng của Vệ Tân cũng không xấu lắm. Không chỉ bởi vì sự nghiệp của cô không ngừng phát triển, mà còn bởi vì Tống Nhất Phàm đã từ một cô bé hay xúc động trước kia, dần dần trưởng thành, thành một mỹ nhân tao nhã thanh lệ, mỗi khi giơ tay nhấc chân, ngoại trừ càng ngày càng thành thục gợi tình, còn có nét lịch sự tao nhã khiến cho tim người khác phải đập mạnh. Tống Nhất Phàm thật sự là một tiểu yêu tinh trăm kế, hiện tại đã hoàn toàn có thể độc lập phụ trách một mặt, cô rốt cuộc đã hoàn toàn xứng đáng với chức vụ phó tổng giám đốc, được toàn bộ công ty từ cao đến thấp tôn trọng. Hơn nữa, Hạ Tường gần đây luôn liên lạc chặt chẽ với Vệ Tân, gần như mỗi ngày đều nói chuyện vài câu trên mạng, mặc dù không phải là gặp mặt trực tiếp, nhưng cũng đã đủ để khiến cho cô cảm thấy mỹ mãn, cô hết sức vui mừng. Tuy là ngoài mặt vui vẻ, nhưng cũng vẫn có một số phiền não nho nhỏ, chỉ vì cô và Tống Nhất Phàm rất hấp dẫn, đi đến đâu cũng bị người khác chú ý đến, cho nên đã trở thành tiêu điểm truy đuổi của cánh đàn ông. Nhất là một đám thái tử gia. Công tử cũng không biết nghe được tin tức từ đâu, biết được cô và Tống Nhất Phàm đều độc thân, liền giống như cuồng ong loạn vũ, đều vô cùng xung xoe, hoặc là lái xe thể thao, hoặc là tặng 999 đóa hồng, tóm lại đều là những phương pháp và kỹ xảo khó ưa. Vệ Tân sao có thể không rõ tâm tư nho nhỏ của đàn ông? Chẳng qua là đưa một đống lễ vật chói mắt, nói vài câu dụ dỗ, lừa gạt, mục đích cuối cùng chính là lừa con gái lên giường. Đàn ông theo đuổi đến khi nữ nhân lên giường mới thôi. Cô không phải là một cô gái ham hư vinh, đâu có hiếm lạ vài cậu thái tử gia, công tử hoa ngôn xảo ngữ. Ở trong mắt Vệ Tân, Hạ Tường xuất thân bình dân so với một đám thái tử gia, công tử xuất thân quyền quý kia đâu chỉ hơn gấp trăm lần. Một đám thái tử gia, công tử không có việc gì lấy việc theo đuổi con gái là trò vui. Trong mắt cô, chỉ giống như mấy con lợn giống bị cha mẹ nuông chiều quá mà thôi. Ngoại trừ việc sống phóng túng và trách nhiệm nối dõi tông đường thì còn lại chẳng khác gì. Nhưng phiền chán của cô cũng đâu có ngăn được bước chân như che già măng mọc của đối phương, dù sao thân cũng là thái tử gia, công tử, đều cảm thấy bản thân mình rất tốt, tự cho rằng trong thiên hạ không có nữ quyền bình đẳng, hoặc là nói, ở trong mắt bọn họ, không đâu không có người con gái thích khóc hoặc cười trong xe BMW. Chỉ tiếc, Vệ Tân và Hạ Tưởng có khiếu thẩm mỹ giống nhau. Không thích nuôi bổ nhí hoặc người thứ ba đi xe BMW, cô chỉ thích Volvo khiêm tốn và an toàn. Cuộc sống, chính là do những mảnh nhỏ hạnh phúc cùng với những phiền não nhỏ bé đan vào cùng một chỗ với nhau, mới có thể đem đến khát khao mãnh liệt cùng hy vọng. Vệ Tân tin tưởng dựa vào năng lực của chính mình có thể đối đáp một số kẻ theo đuổi nhàm chán, không nghĩ sẽ để cho chuyện nhỏ bé như vậy kinh động đến Hạ Tưởng, nhưng lại không nghĩ rằng, chuyện đó nói nhỏ không nhỏ, cuối cùng cũng vẫn để Hạ Tưởng biết được. Hạ Tưởng nếu biết được thì cũng tốt, nhưng Vệ Tân lại không đoán được, Hạ Tưởng khi biết được lại tức giận, hơn nữa lại là lửa giận ngút trời. Nhiệt độ không khí ở Dương Thành cao hơn Bắc Kinh không ít, khiến Hạ Tưởng có chút hơi khó thích ứng. Đương nhiên, nếu chỉ vì nhiệt độ không khí, thì vẫn chưa đủ để khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy không khỏe, chủ yếu vẫn là bởi vì hai tin tức đã công kích hắn không ít. Chuẩn xác mà nói, động tĩnh ở quân khu Dương Thành đã nằm trong dự liệu của hắn. Trước đó, Hứa Quan Hoa đã gọi điện cho hắn, thông báo kín đáo rằng sắp tới ở quân khu Dương Thành sẽ có một cuộc thanh trừ. Hạ Tưởng cũng đã từng có chút hiểu biết đối với việc thanh trừ tàn khốc trong quân đội. Hiện tại, trong quân, hủ bại đã thành phong trào, đà điều thành đàn, phải thanh trừ vài lần mới có tác dụng. Hiện tại lại biết được thanh trừ căn bản không đủ để cảnh tỉnh, Hạ Tưởng thậm chí còn hoài nghi, nếu ở Đông Hải và Nam Hải thực sự có chiến tranh. Lấy khí thế và sức chiến đấu hiện tại của quân đội, có thể thủ thắng hay không cũng chưa biết được. Cái gọi là từ thanh đạm dễ dàng biến thành xa hoa, từ xa hoa khó mà biến thành thanh đạm, một đám quân lính được nuôi dưỡng sung sướng an nhàn nhiều năm, bây giờ bắt họ phải từ bỏ cuộc sống an nhàn mà ra chiến trường đạn bay tán loạn mà liều mạng, bọn họ đồng ý liều mạng mới là lạ. Sĩ khí, cần phải ngưng tụ lại một lần nữa. Mặc dù Hạ Tưởng hiểu được thủ đoạn của Hứa Quan Hoa hơi quá bạo lực,
nhưng không thể không thanh tẩy, phái chủ Hòa giống như cái sẹo lồi trên người, một người béo muốn không bị người khác khinh thường, không bị người khác đánh ngã, thì chỉ có thể nhẫn tâm giảm béo thành công. Hơn nữa, Hạ Tưởng hiện tại càng tỉnh táo nhận thức tình hình hiện nay, trong nước đã có đủ các loại tệ nạn, đã khẩn cấp đến mức không phẫu thuật thì không thể trừ bỏ tận gốc mầm bệnh, bởi vậy khi nói chuyện với Hứa Quan Hoa, hắn cũng chỉ nói một câu. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Hành động thanh trừ ở quân khu Dương Thành, vừa mới bắn chết hơn 10 quân nhân đến bệnh viện gây rối mới chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai còn phải triển khai rầm rộ một cuộc vận động chỉnh đốn tác phong lớn ở toàn bộ quân khu Dương Thành từ cao đến thấp. Hễ là thân tín của Ngô Hiểu Dương, toàn bộ đều quay về đơn vị, kẻ trung thành đến chết, giết không tha, kẻ đang động tâm, thì cần phải tranh thủ một chút, tranh thủ không được, giết không tha. Mà hễ là tích cực, chủ động tố giác vấn đề của Ngô Hiểu Dương, có thể lôi kéo càng nhiều càng tốt, mục đích chính là có thể tiến thêm một bước quét sạch lực ảnh hưởng còn sót lại của Ngô Hiểu Dương, mượn cơ hội này khiến quân khu Dương Thành trở thành thế lực nằm trong phạm vi của lão cổ. Ở thời đại của Ngô Hiểu Dương, Ngô Hiểu Dương luôn luôn kiêu ngạo ngất trời khiến cho chính ủy không làm gì được, rốt cục, hiện tại tình thế đã rõ ràng, ông ta tích cực chủ động thúc đẩy việc quét sạch thế lực còn sót lại của Ngô Hiểu Dương, cũng tích cực ủng hộ hành động của Hứa Quan Hoa, khiến Hứa Quan Hoa yên tâm làm việc, xảy ra vấn đề gì, ông ta sẽ phụ trách giải thích với quân ủy. Chính ủy tuổi tác đã cao, sắp đến lúc lui ra ngoài, vốn định nhân lúc Ngô Hiểu Dương náo loạn mà lui ra, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Hiện tại nếu không sắp xếp ổn thỏa lại, chỉ sợ muốn lui ra cũng không được an ổn. Ông ta hiểu rõ, hành động thanh trừ của Hứa Quan Hoa ở quân khu Dương Thành là phụng mệnh làm việc, vừa có cấp cao nhất ngầm đồng ý, lại có phía phái trẻ tuổi trong quân ủy ủng hộ. Ông ta không thể tiếp tục làm kẻ ba phải được nữa, nếu không, nói không chừng có một ngày ngay cả ông ta cũng sẽ bị đá sang một bên. Sau khi bước thứ nhất thanh trừ ở quân khu Dương Thành được hoàn thành, bước thứ hai sẽ lặng lẽ, nhanh chóng được tiến hành. Ở quân khu Dương Thành, ai nấy đều cảm thấy bất an. Thế lực còn sót lại của Ngô Hiểu Dương thì thần hồn nát thần tính, mỗi ngày đều hoảng sợ không chịu nổi. Chủ yếu là vì Ngô Hiểu Dương sống hay chết vẫn chưa có tin tức, khiến vô duyên vô cớ gia tăng vô số dự đoán. Khác với hành động thanh trừ rầm rộ ở quân khu Dương Thành, ở tỉnh ủy Lĩnh Nam nảy sinh hành động trọng đại nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng. Không phải là nội bộ tỉnh ủy lại phát sinh xung đột hay mâu thuẫn gì, mà là Trần Hạo Thiên ở hội nghị tỉnh ủy đã phát biểu một bài rất quan trọng. Bởi vì còn đang ở Bắc Kinh, cho nên Hạ Tưởng chưa kịp tham gia hội nghị, nhưng nội dung của hội nghị, hắn vừa hạ cánh đã được nghe kể lại một cách tỉ mỉ, lập tức kinh ngạc. Trần Hạo Thiên phát biểu chẳng những sắc bén, mà hơn nữa, còn có dụng ý khác. Bài phát biểu của Trần Hạo Thiên đều xoay quanh việc đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị. Trong hội nghị, Trần Hạo Thiên đề xuất tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam phải bắt đầu tiến hành cải cách chế độ do chính phủ phê duyệt, trao quyền lực cho một bộ phận cấp dưới của chính phủ, trước mắt cơ cấu các cấp chính phủ có thể được miễn báo cáo phê duyệt dự án với cấp trên. Nhưng trước mắt, ủy quyền chính phủ gặp phải khó khăn lớn nhất đó là động đến quy định pháp luật hiện có, hy vọng có thể có được sự ủng hộ của cấp cao. Hiện tại, thể chế chính trị đã hạn chế sự phát triển tiến bộ của quốc gia, tuy rằng cải cách mở cửa đã đạt được một số thành tích. Nhưng chỉ là thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế, trên lĩnh vực chính trị, thì vẫn bảo thủ như cũ. Mặc dù Hạ Tưởng vẫn chưa chính tai nghe được những gì Trần Hạo Thiên nói ngày đó, nhưng theo những tin tức từ tỉnh ủy truyền đến, nguyên ý của Trần Hạo Thiên cũng không có sai biệt mấy, cũng chính điều này mới khiến cho Hạ Tưởng bị kinh ngạc không ít, không rõ vì sao Trần Hạo Thiên lại đột nhiên công khai tuyên bố lấy tỉnh Lĩnh Nam làm thí điểm triển khai cải cách thể chế chính trị. Đối với một bộ phận người bảo thủ mà nói, ai đề xướng cải cách chính trị, người đó chẳng khác nào là lấy mạng của bọn họ. Thử nghĩ, có người nào ở bộ phận tương quan tình nguyện ủy quyền, công thương, thuế vụ hay là công an? Tất cả đều muốn gia tăng quyền lực trong tay mình, để có thể tiếp tục bảo vệ bản thân cũng như đạt được lợi ích, tiếp tục đứng trên đầu dân chúng. Đề xướng cải cách thể chế chính trị cũng chẳng khác nào là mạo hiểm đặt bản thân vào nguy cơ có thể bi thân bại danh liệt. Một người vừa đạt được lợi ích như Trần Hạo Thiên, dám công khai tuyên bố phải thi hành cải cách thể chế chính trị ở tỉnh Lĩnh Nam, ông ta so với một số ít người chỉ biết tự biên tự diễn tranh thủ một ít danh tiếng và chiến tích thì cao hơn gấp trăm lần. Bất kể là gì đánh xã hội đen trừ kẻ ác, chỉ là điều trị phần ngọn, là kế sách tạm thời, lối thoát cho quốc gia, chỉ có duy nhất một con đường khả thi là cải cách chính trị.